Không, chị nói là mỗi mầm một ly. Mỗi mầm một ly. Thì bây giờ chị gọi lại cho em ba ly đó. Không, có nghĩa là chị không có lấy giấy, chị có nói với em là một màu một ly. Có nghĩa là một màu một ly, không. Thì cho thôi chị gửi lại cho em. Đủ là mấy bộ, mấy lưu hay đã hết đâu. Vì Quyên áo Mỹ đó giờ sao, giờ tính sao. Vậy không chị gửi hết lại, kiểu gì. Cả nhà. Dạ em chào chị Huyền Quang. Em chào tất cả chị yêu đang xem live. Dạ em chào tất cả chị yêu. Cả nhà chia sẻ like cho em nghe với. Cô ơi đang like, đang like. Cô đừng biết cho bạn ở đây đang ngủ lắm thôi. Cả nhà chia sẻ like cho em nghe với. Đưa chị sẽ xem cái vòng. Hello cả nhà. Rồi ok cả nhà. Lấy theo đi thì chị lấy theo đi mà. Dạ em chào chị Đặng Tâm. Hello cả nhà. Rồi ok cả nhà nha. Chị ơi còn khẩu trang không? Dạ còn. Chị lấy khẩu trang của mẹ bé em đấy. Nay có like đồ cho mẹ không? Có. À 60kg không có sai chị ơi. Ủa đùi á? Đùi chỉ tầm 60kg được nè. Phụ đùi em mẹ có bán nè. Ở phía sau có hình con khủng long. Ủa đùi em mẹ ở phía sau có hình con khủng long cả nhà nha. Rồi
chở hàng qua cho nó cái. Hello cả nhà, bỏ hết lại nghỉ cho nó đi. Bỏ đủ lại nha. Em chốt rồi chị ơi, khẩu trang bao nhiêu một hộp, chị lấy khẩu trang nào? Chị lấy khẩu trang nào, đưa bộ gấu, gấu có nhiêu đó đúng không? Đi thì con gấu rồi. Đi con đi, chưa mở. À, nó là cùi, chưa thèm mở đi. Không chấp nhận được cái hàng chưa. À, mày gấu, lấy gấu này. Chứ là... Để áo. Nãy là 10 đi đúng không? Đếm lại chị. Ok, khẩu trang của mẹ là 50.000, 60.000 10 cái. Ờ 50 cái. Rồi ok. Rồi bỏ đây ra. Dạ ok cả nhà nha. Bộ em mặc có màu khác không có? Bộ em mặc có bán định lên cho. Chờ em xíu, đang giải quyết cái đơn đây xíu cả nhà. Đang giải quyết cái đơn hàng. Bộ mẹ là bộ đùi chị ơi, dễ thương lắm, rất đẹp lắm. Khẩu trang của mẹ là 50-60 ngàn. Khóc bé trai không bữa giờ, khóc bé trai chưa có chị ơi. Khẩu trang của mẹ một thùng là bao nhiêu, một thùng là 301. Khẩu trang hộp. Hộp khẩu trang y tế mà. Hộp khẩu trang y tế hả? Em còn ít lắm. Em bán tặng cả nhà 20.000. Ok chưa? Khẩu trang y tế là 20.000. Rồi bộ đắt còn 60kg nữa không? Chị lấy màu nào để em quay hàng về em chia lại cho. Đắt 60kg còn, chị lấy màu nào? Chị lấy màu nào đây? Rồi ok cả nhà nha. Hello cả nhà vào like giùm em ha. Rồi cả nhà chia sẻ like cho em nha. Rồi ok cả nhà về em lên hàng. Sáng giờ hàng về nhiều, thứ hai là em làm đơn hàng cho khách, bây giờ mới lên rảnh mới lên live cả nhà luôn á. Bộ đùi của mẹ em mặc có bán nhé. Đùi hôm nay về nè, đùi với ngố em mới về hàng. Bộ đùi đẹp lắm. Cả nhà bây giờ em lên đồ của mẹ hay lên đồ của bé nè. Giờ tặng đồ của bé trước á hay là lên đồ của mẹ trước á? Bộ đắt 45kg không còn. Lên lên chốt cho. Còn màu nào cũng được hả? Tại vì đắt bây giờ đang chia hàng. Mấy bạn đang chia cũng chưa biết là còn cái màu nào không. Đắt thì còn 45kg, nói chung đắt còn. Đắt thì còn, ngày mai sẽ về hàng. Ngày mốt mới về hàng. Cho anh coi khẩu trang, ok. Đây khẩu trang nè. Có nghĩa khẩu trang này em có nè. Khẩu trang của ai đây? Hai set khẩu trang Bạch Thảo hay vua. Trời ơi. Em ơi, xuống chốt hai set khẩu trang. Nửa giờ không dùng chốt. Đấy chị yêu nha, mẹ đi, ok mẹ. Rồi, em cũng muốn like đồ của mẹ bớt xong tiếp nữa là đồ của bé. Tại ngày đây em like từ đây đến chiều. Khẩu trang em có màu xám, màu trắng, màu xanh. Khẩu trang, màu xám, màu trắng, màu xanh. Đấy, thì khẩu trang của mẹ là một set là 50 cái như thế này. Là 60 ngàn. Còn khẩu trang của bé là 50 cái. Một set là gồm 50 cái là giá 55 ngàn. Của bé 55, còn của mẹ là 60 ngàn. Thì một thùng của nó là 300 cái, một thùng là bán 301. Cả nhà có đi hỏi em bán một thùng 301. Quy Nhơn là bán một thùng là 320. Rẻ bề bề cũng chấp là thùng là 330. Đấy, khẩu trang một thùng mấy chị thích lấy đủ màu em cho mấy chị đủ màu. Mấy chị thích lấy một trắng em cho màu trắng, thích lấy một màu em cho một màu, lấy đủ màu cho đủ màu, thích lấy hai màu em cho hai màu. Rất là dễ chịu. Đấy, còn muốn trộn kiểu này em lấy em cho trộn kiểu đó nha. Một thùng là 301. Cả nhà mua một thùng sẽ lợi hơn. Tại một thùng á là em nói mấy chị mua một thùng đi, mình nó lợi hơn. Mà trộn màu cho cả nhà luôn. Bởi vì giờ nó đang dịch. Đấy, khẩu trang nó không bao giờ nó thừa đó. Cả nhà cứ dùng liên tục. Đấy. Còn khẩu trang của bé là một set có 50 cái là giá 55 ngàn. Còn của mẹ là 50 cái là giá 60 ngàn. Ok chưa? Đấy, chị đã thích lấy khẩu trang của mẹ cho em.
Còn khẩu trang của bé thì nó có kiểu là khẩu trang bé gái bé trai nha. Bé gái thì nó sẽ có những cái màu là một thêm màu, còn bé trai thì có màu tông xanh thôi. Đấy, ok cả nhà nha. À, đồ đông mình về qua giờ like sạch bắt hết rồi, bây giờ còn ít lắm chị yêu. Rồi, xong chưa, đẩy qua rồi chút đây. Ok cả nhà nha. Rồi bắt đầu em nghe lên hàng. Sếp mẹ hôm nay có về hàng, sếp con mẹ. Đấy, ok chưa? Đấy, bộ em mặc rất là rộng rãi, còn 60 tím mấy chị mặc được á. Bộ đùi rất là dễ mặc, đẹp nữa, rất đẹp lắm. Bây giờ lên như tặng cho mấy chị yêu ra. Lặng để cho mặt cái đùi vô lạnh. Có tóc nữa nha, có tóc về. Rồi, ok, bây giờ em nhắm tình hình để lên cái gì cho mấy chị đồng like đây. À, xuất hàng thì mấy chị đã xuất hàng, em tặng xuất hàng cho cả nhà đồng like được không? Nhí nhiều lắm. Rồi, ok. Ôm xuất hàng và chị sẽ đồng like giá là 59.000 đầu like. Em còn một ít hàng xuất hàng có tầm 50 bộ size nhí, 33 bộ size đại và mười mấy bộ size nhỏ. Thì bây giờ em tặng cả nhà đồng giá là 59.000. Úp từ đây lên coi. Ok chưa? Đồ của mẹ rất là nhiều, mấy chị mới về thêm đồ của mẹ. Rồi, bây giờ em sẽ tặng xuất hàng cả nhà nha. Ok chưa? Xuất hàng úp 59.000. Rồi. Đó là em nghe lên, tại vì nó bị lễ sai nên em nghe sẽ lên từng bộ từng bộ. Nên mấy chị thích chọn, được chọn mẫu luôn. Xuất hàng 59.000 được chọn mẫu tẹt ra. Được chọn mẫu tẹt ra mấy chị nha. Được vô đây, không cần phải xếp đâu. Bộ đắt bao nhiêu? Bộ đắt 120, 140 và 160.000. Thì tầm 10kg tới 70kg cái size. Bộ đắt thì ngày qua giờ khách chốt rất là nhiều. Đấy, khách chốt rất là nhiều và ngày mai, ngày mốt cuối về hàng em mới chia lại cho khách, tại bộ đắt đang nợ đơn. Bộ đắt là đang nợ đơn cả nhà nha. Phải về lô 2, lô 1 hết sạch rồi. Rồi, hello Mimi, hello Mỹ Mỹ. Rồi bây giờ xuất hàng em cỡ tầm, em còn tầm 80 mấy bộ đó. Bây giờ size nhỏ rất là nhiều, size nhỏ còn 50 bộ. Size đại là tầm 33 bộ và size nhí là 50 bộ. Đại là 33 bộ và còn size nhỏ là có mười mấy bộ cả nhà. Hỏi từ tối qua nhưng mà không trả lời chồng của chị. Sorry cả nhà. Chị hỏi trên Messenger là nó thật sự bây giờ mấy bạn không có thời gian tracking mấy. Đây, cả nhà nhanh lên xuất hàng làm giá 59.000, ok chưa? Rồi em sẽ nốt cả nhà 59.000. Rồi quốc cơm mấy chị yêu nha. Cái này là size 85, cái này là size, cái này tầm 25kg cho tới là 27kg cho em. Rồi, bộ tiên cá 25-27kg cái size. Bộ tiên cá 25-27kg cái size cho nha. Bây giờ nó lễ size mấy chị được chọn mẫu tẹt ra. Cái size nhỏ cực kỳ hiếm nha. Em nói rồi, size nhỏ được có mười mấy bộ thôi. Cái tầm 22kg tầm được mà ít lắm, không có size. Nên mấy chị tranh thủ chốt, size nhít cực kỳ nhiều nha. Rồi em tặng nó cả nhà là giá 59.000. Rồi tiên cá. Tiên cá cả nhà, tiên cá này chúc Bạch Long. Ok chị yêu, tiên cá chúc Bạch Long. Xuất hàng 59.000 mà còn rẻ hơn thông thường người ta bán ngoài chợ luôn á. Ô được đúng không? Chính xác chị yêu, cái bút chắc mẹ in bill được vậy. Đó, mấy chị mua hàng mấy em ủng hộ em đi, mấy chị ủng hộ em nha. 15 mặt thay đổi mẹ nữa rồi. Mỗi mẫu em có một bộ, nó chỉ lưu ý là hàng xuất hàng bây giờ em còn lễ size. Mỗi mẫu có một bộ thôi nên là có một kỳ chốt thì sẽ không chốt gì sao được. Cái này còn mùi lạnh mấy. Nổi da gà. Nó nổi da gà chả. Ta gặp cho mọi người mơ này Ngọc. Đây sao. Rồi ok cả nhà. Rẻ hơn mấy chị đúng không? Ok, nó rất thật bạc. Mấy chị nó mua ủng hộ em đi. Rồi, lên một tím này, size bé 12kg nha. Nó nhập cho 10 cái mờ đi. Rồi, cái này size bé là 15. Cái này 19kg, 20kg cho em. Cái này 20kg nhé, 18kg, 20kg. Rồi, lên một tím, cô gái tím. Mã cô gái tím. Đây, bộ cô gái tím cho em nghe. Trời ơi, em mặc bộ đồ đây để em bán mấy chị ơi. Em mặc bộ đồ đây để em bán mà nhìn ngầu nó nổi da gà, nó lạnh mới cứu luôn. Thôi, ok chưa? Cái này size của... Lạnh nữa cho người lắm mà nè. Đâu, ai biết tự nhiên lạnh đi lạnh. Bùi, chắc tao lại có bán bộ đồ cho mày có bán mà tự nhiên. Đáng chịu. Ở cái này size bé là 18kg, 20kg. Đây là màu tím đó chị. Màu tím cô gái nha. Đó, bộ cô gái nha. Cô gái, tím. Tím em chốt chị ạ. Chị Lương Tuyền chốt tím. 5 cho em bưởi mần. Rồi.
Mà cái này nổi với em mày lạnh thiệt mày, tao đã nổi với tao, tao sợ lạnh rồi chứ hả? Ngựa 15kg, ngựa 15kg chứ kìa nha, ngựa cho em nghe 15kg. Ngựa 15kg em nói gì cho mày, ngựa cho em nghe 15kg ngựa. Ngựa hồng 15kg em nói gì. Em có ghim hàng phía dưới mấy chị, để em ghim cho xuất hàng đồng giá 59.000, chị sẽ nhí cho nhỏ đại nha, xuất hàng đi. Bệnh à. Ở bạc bờ tao lai, tao lai đồi bí mày. Xuất hàng vậy? Ông có lập trường gì hết chứ. Xuất hàng đồng giá 59.000. Đây, rồi ngựa, ngựa chút thì thanh thanh đào. Dạo cái gì không? Ngang chứ nhiều lúc đây tí là nó nóng rồi bung ra. Đây bì nè, đóng bì này, đóng bì cá rồi chị. Chiều nay mình ăn không? Ăn. Chiều qua chị mời. Chở chiều qua chị mời. Rồi, cái đây size tầm 30 ký 33 ký. Nhện. 30 ký 33 ký nhé, nhện. Rồi nhện đó chị, nhện nha. Nhện cho bạn Lộc em lấy con ghe bỏ ra ngồi đi để thứ nhất là để xong nó cho dễ đi. Nhờ em chốt chị ạ, bạch long. Nhờ giúp chị bạch long. Trời, C này tầm 35kg, 35-37kg nhé. C 35kg, 37kg nhé. Rồi, nãy C 35-37kg nhé, bộ C. Rồi, chị giúp bạn C 35kg, 37kg nhé. C mấy chị ơi, bộ C có một bộ 35-37kg, sai chia sẻ like cho quên mấy chị. Đấy, chia sẻ like cho em nghe với, trời ơi, bán lấy tương tác mà chia sẻ like cho em nghe với. Cả nhà chia sẻ like cho em nghe chưa? Mấy chị ơi, cho em phụ chốt làm chia sẻ like em không được đâu. Đây, bạch long. Chia sẻ like cho em nghe với, cả nhà ơi. Hello cả nhà, chia sẻ like cho em với. Chia sẻ like cho em nghe mấy chị nha. Rồi, tiên cá 15kg. Tiên cá 15kg giúp em chia sẻ like đầu chốt mấy chị ơi. Cố gắng chia sẻ like cho em nha. Wow, lấy bán thương tác đầu like còn ít bộ thôi. Tiên cá 15kg nha. Mỗi mẫu còn 1 bộ à. Cho nên chia sẻ like cho em ra chút đơn. Tiên cá 15kg giúp em. Chị là giúp mà tiên cá 15kg. Tiên cá nè, 15kg 16kg được đó. Tiên cá tiên cá xem hết rồi mấy chị ơi. Bộ tiên cá. Rồi tiên cá chị này chốt không? 15kg giúp em tiên cá còn. Rồi tiên cá mấy chị nhé, tiên cá từ từ. Rồi tiên cá giúp chị Huy Hương. Dạ Huy Hương tiên cá giùm em. Cái nhà nhiệt tình quá, cái nhà chia sẻ like cho em với. Bấm nó chưa ra bill, trời bill nó chạy hơi nản. Tiên cá giùm em giúp chị Hương. Chị Hương có tiên cá nha. Rồi cá heo. Rồi năm cá. Cá 12kg nhé. Cá 12kg, cá. Ok cho cá 12kg cho em 12-13kg bộ cá. Cá 12-13kg nhé. Cá cho mẹ chị mà cá 12-13kg cái size bộ cá. Xuất hàng đang sale lễ size 59.000 quốc hết mà em mấy chị ơi. Chưa tới 100 bộ đâu, có tầm 80 bộ, tầm mấy bộ à. Rồi, bộ cá 12-13kg nhé, bộ cá. Trời lên mạng cá. Mấy chị ơi, tranh thủ em đọc đúng size nha, hàng không cho đồ trẻ. Em đọc đúng sai mấy chị ơi, đúng sai mấy chị chốt nha, đừng có chốt bậy bạ rồi xong mà em cho đổi trẻ rồi kêu em khó em dễ em khổ em nha. Cá 12kg giùm em. Cá xe có chốt được có một bộ thôi, xe để chốt được một bộ thôi, chị tiện nào rồi. Cá là 12kg giùm em, 13kg cá. Cá em chốt chị Nguyễn Huệ. Đơn này em chốt em đều đọc có đọc tên cả nhà nha. Cá em chốt chị Nguyễn Huệ có đơn. Em chào chị Ngọc Yên, em thấy mấy chị hết nhưng mà tại nào có size mới đọc tên cả nhà nha. Rồi, đỏ. Đỏ này size tầm 22kg 23kg đỏ. Đỏ 22 đến 23kg bộ đỏ giùm em, mỗi mẫu được có bộ. Đỏ 22 đến 23kg nhé. Rồi chị chốt màu đỏ cho mấy chị đỏ. Đỏ này 22 đến 23kg nha. Rồi lên màu đỏ cho mấy đỏ này. Đỏ. Màu đỏ nha, đỏ này.
Đỏ này em chốt chị ạ. Đỏ này chốt ba nè. Đỏ chốt ba nè. Dạ đỏ này chốt ba nè. Dạ đỏ chốt ba nè. Hồng. Hồng 30 kg cho tới là 33 kg hồng. Màu hồng là 30 kg tới 33 kg chất hồng. Chị chốt hồng. Ngựa hồng mấy chị nha, 30 kg tới 33 kg nha, mã ngựa hồng. Đó. Rồi là màu hồng cả nhà, hồng. Rồi hồng. Hồng là chút bạch long, bộ hồng là chút bạch long. Cái chân rồi hồng em chút bạch long. Sao mày ngựa gọi là khủng long 18 ký 20 ký khủng long nha, khủng long 18 đến 20 ký mã khủng long. Em có ghim hàng phía dưới á, khách hàng còn ít bộ em xem cả nhà chị 59 nha. Khủng long, em mấy chị ơi, mỗi mẫu lễ size, một bộ có một size thôi nên em sẽ đọc tờ em đọc size. 18 đến 20 ký khủng long. 18 đến 20 ký khủng long nha, khủng long gì? Mã khủng long 18 đến 20 ký khủng long. Trời ơi da gà dịch em nổi lên. Khủng long, khủng long, em chốt chị ạ. À, chị Fit F gì chị ơi, chị gì chị Fit Fit F Fit F là tên gì ta, chị Fit A ơi, Fit A lên số điện thoại cho nghe. Fit A là chị nè chứ Fit A đâu. Ok Fit A lấy số điện thoại với yêu rồi, chị mua cái bì đen rồi quăng qua vào đó cho nó nhanh. Mệt rảnh thì được chứ con, đây nhân viên tôi nó ngầu nó chơi không đây, để sao là cho nó xếp chứ má. Fit A yêu đó chị không ra em ơi, bỏ đây hai người giữ vô một điều. Trời, chị này lắm vào đây nha. Cái này có sai, chị là sai số báo liền. Báo liền trên live phát người ta trái. Cái này sai bé là 12, 10 đến 12 chứ chứ. Chị Fit luôn. Chị Fit A cho 8 số. Cho em lại số điện thoại chị Fit ơi, sai số điện thoại rồi. Chị Fit A lên số điện thoại lại cho em nghe sai số nha. Sai số. Hồng này sai với 10 đến 11 cái mẫu hồng. Hồng này 10 đến 11 cái mã hồng cho em nha. Hồng, em có đọc số ký rõ ràng. 10 ký 11 cái sai nha chị cho mã hồng. Chị Fit A lên số điện thoại cho em nha, giữ số chị kia đi. 10 ký 11 cái sai mã hồng, chị cho mã hồng cho em nha, để cho hồng. Hồng này sai nhỏ. Cái này có sai bé là 10 ký 11 cái nhá, bộ hồng. Dạ ok chị Fit em thấy số điện thoại vậy rồi. Bộ hồng này sai nhỏ 10 ký cho tới là 11 ký, 11 ký lại. 12 ký lại nha. Sai nhỏ nhiều lắm các bạn nha. Sai nhỏ nhiều á. Đây, bộ nhện này, chị là chốt nhện nha. Nhện này có size bé là 12 13 ký nhện. Nhện 12 đến 13 ký có size nha, chị là chốt bộ nhện này. Dạ 12 đến 13 ký size bộ nhện cho nha, chị là chốt bộ nhện. 12 đến 13 ký nhé, mã nhện. Đây là bộ nhện này được cắt nhện. Cái này size nhỏ nha, 12 đến 13 ký size bộ nhện nha. Rồi chị là chốt mã nhện cho nha, nhện. 12 đến 13 ký nhé. Mã nhện cho nghe nhện. Sao nhỏ nhiều. Rồi, khủng long này sao đến 10 ký 11 ký nhé, khủng long. Mã khủng long nha cả nhà, 10 đến 12 ký cho mã khủng long này. Rồi chị comment khủng long cho em nghe, sao biết là 10 đến 12 ký sao nha khủng long. Đây khủng long cho em nghe là 10 đến 12 ký sao nha khủng long. Đẹp lắm cả nhà. Nó bỏ vô xuống nó mới đưa đẩy ra cho đẩy cho mình đi chia hàng cho khách chứ không để chờ khách lâu lắm. Nói Ngọc xuống chỗ rồi nha. Đây, Ngọc. Chị Ngọc. Con nhờ đứa nào cảnh chỗ với cho nói đi, nó qua chi hàng cho khách ông lấy á. Nó đang nó chờ thì cái lâu á. Khủng long này chốt chị Trang Nguyễn, bỏ vô bao. Nó mới này chị chỗ xíu, đi thanh niên lấy gần. Ok là Trang Nguyễn. Nhờ. Nhờ này chốt chị Nguyễn Huệ. Đây, em ơi. Rồi bộ hồng này cái size đến tầm 25 kg 27 nhé. Bộ hồng 25 kg 27 28 kg bộ hồng. 25 đến 28 kg nhé, chị có mã hồng cho mã hồng. 25 đến 28 kg bộ hồng, chị ơi bộ hồng. Rồi đến bộ hồng em nghe chốt bộ hồng, để gấp 25 kg cho tới 28 kg bộ hồng nha hồng. Hồng này chốt bạch long cả nhà, bộ hồng này chốt bạch long. Dạ ok, hồng này chốt bạch long, bộ hồng. Đây là bộ C tàu lửa.
tàu lửa này size bé là 10-11 cái tàu lửa này, tàu lửa 10-11 cái size, mã tàu lửa cho em nha, tàu lửa dạ 10-11 cái size cả nhà nha, đây em mới nhìn nha, tại vì cái hàng này mỗi bao con bộ à. Rồi tàu lửa 10 cái nhá, tàu lửa này đấy. Rồi dơ xả quần lên dơ nhỉ, tàu lửa size bé 10 cái nhá, 10 cái cùng một cái mã tàu lửa này, ok nha, tàu lửa. Rồi 10-11 cái size mã tàu lửa cho em nha, tàu lửa, tàu lửa nha cả nhà. Tàu lửa này em chốt thì trung tâm có đơn, tàu lửa cho em nha, size bé 10 cái cùng một cái chút tàu lửa, trung tâm có đơn. Đây lên màu xanh này, size bé 16-18 cái xanh nha, xanh 16-18 cái size dùm em chị, là chốt màu xanh này đẹp lắm, xanh em có size bé là 16-18 cái nhắc màu xanh này cả nhà, xanh 16-18 cái nhắc cả nhà, chưa cao cái quần lên đó chị ơi, không cần thiết đâu chị, cái dòng này không cần thiết đâu em đâu. Đây nó cũng giống cái đoạn phía dưới, nó cũng bằng cái đoạn phía trên thôi, nó đâu có thay đổi hình gì đâu. Rồi cái này size bé 16 cái 17 cái nhắc, rồi ba đẹp 16 cái 17 cái nhắc, 16-18 cái nhắc màu xanh này, xanh 16-18 cái màu xanh. Rồi xanh ấy, xanh này 16-18 cái xanh. Cả nhà ơi lưu ý nha, em có đọc sai đó. Cả nhà chị Phíp ơi, chị lên bao nhiêu ký em nghe cái. Cả nhà lên số ký em nghe chút đơn nha, tại vì hàng lễ sai em mới xe được giá 59.000. Bộ xanh đó 16 ký 18 cái mặt vừa, nên là chị nó có sai mấy chị tranh thủ chốt giùm em. Chị ơi bé lớn sợ quần ghét thì chị cửa hao cho em nghe, chứ không thể là em dơ hết quần được. Cái đó là tầm bé 16-18 cái màu xanh á, mấy chị comment lại em xíu, chị fit bao nhiêu ký giùm em, với lại chị Bùi Kim Phượng là bao nhiêu ký giùm em, có kèm số ký giùm em á, tại vì hàng sale này không đổi trẻ. Rồi ok, chị fit này có đơn. Rồi em, rồi cái này em có size bé tầm là 90 ký nha, cái này là cái này tầm bé 30 ký, tới là 33 ký nhé, khủng long 30 ký 33 ký nhé, khủng long này 30 ký 33 ký nhé, mã khủng long, khủng long mấy chị, 30-33 cái nhá, khủng long rồi mấy mặt khủng long. Rồi khủng long này chút bạch long, khủng long này chút bạch long nha, ok khủng long chút bạch long này. Rồi khủng long này chút bạch long nha, rồi em lên bộ đây, bộ bi nè, bi này 25-27 nhá, bi là 25-27 cái nhá cả nhà. Rồi lên mạng bi nè, 25-27 cái size đẹp lắm em ha. Rồi lên mạng bi cho em nha, 25-27 cho em bộ bi nè. Rồi bi này chút bạch long, 25-27 cái mạng bi. Ok bi này chút bạch long, rồi chuột nè, Mickey. Rồi lên mạng Mickey size bé là 16-17 cái nhá, 16-18 cái Mickey nè, 16-18 cái Mickey nha, Mickey cho mấy chị, Mickey cho nó bim hết rồi. Rồi chị là comment trước em chốt mấy chị ơi, chứ không phải là sao chốt bạch long hoài vậy, không phải chị ơi, comment chị nào nhảy lên trước thì em sẽ chốt chị đó ha. Mickey là size bé 16 ký 18 nhé, Mickey nè, 16 đến 18 ký chị em bộ Mickey cho nha nè. À, Mickey là 16 đến 18 ký Mickey cho nha, Mickey mấy em comment đây mấy chủ mấy chị ơi, Mickey này chốt chị lương ta, lương Tuyền. Dạ yeah, Mickey này em chốt chị Lương Tuyền, Mickey chốt thì Lương Tuyền nha. Rồi lên mạng đây ha, cháu cứu hộ này, rồi cháu cứu hộ nha. Rồi lên một cháu cứu hộ cho em nghe, size bé tầm 30 ký cho tới 32 ký, cháu cứu hộ là 30 ký 32 ký, không cái này size nhỏ, cái này 25 ký, cháu cứu hộ tầm 25 ký 27, cháu cứu hộ là 25 ký 27 nha. Rồi lên mạng cháu cứu hộ cho em ha, 25 ký cho em ha, cháu cứu hộ, cháu này chốt chị Thanh Nhàn, cháu cứu hộ cho em nghe. Rồi cháu cứu hộ để em chốt chị Thanh Nhàn có đơn. La nãy giờ chưa nóng luôn. La nãy chưa nóng. Rồi khủng long 25 ký cho tới là 25-28 ký khủng long. Khủng long là 25-28 ký mã khủng long. Khủng long 25-28 ký nhé. Để rất mã khủng long nha, khủng long này 25 ký tới 28 ký mẹ nói khủng long. Đó. Rồi mã khủng long cho em nghe. Hàng lễ sai mỗi mẫu có đủ bộ các chị. Khủng long chút Thanh Nhàn. Khủng long này chút thì Thanh Nhàn. Khủng long này chốt một Thanh Nhàn mấy chị nha. Nhện size bé tầm 16-17 ký nhé, 16-18 ký nhện. Rồi lấy bộ nhện 16-18 ký, chị chốt lại nhện cho em nghe, nhện 16 ký cho tới 18 ký size bộ nhện này cả nhà, nhện. Dạ 16-18 ký nhé, nhện cho em nghe này. Rồi nhện
Còn mấy mã nhện. À, nhện cả nhà 16 đến 18 cái nhá. Rồi chị có mã nhện cho nha, 16 đến 18 cái bộ nhện thì em mới nhện. Rồi, ngựa. Ngựa là size từ 25 ký tới 25 đến 28 ký. Rồi ngựa 25 đến 2 ngựa nha cả nhà ngựa. Rồi nhện này em chốt chị kim phượng. Kim phượng. Kim phượng lên số điện thoại giùm em. Giữ phòng chị Viên Ngọc comment sau. Từ từ nó nhảy nhưng mà. Chị Hồ Kim Bùi Kim Phượng lên số điện thoại cho em nghe. Rồi. Ngựa này chốt đi nào, ngựa này chị nào comment trước. Ngựa. Ngựa này Bana. Ở đâu đâu từ. À, ngựa này Bana đúng không? Ngựa Bana đúng rồi chị nha, ngựa Bana. Đúng rồi em. Ngựa Bana ha. Rồi chị Bùi Kim Phượng lên số điện thoại cho em nghe với các số chưa? Ok chị, rồi thấy số chị rồi. Ngựa này em chốt Bana. Rồi chị Bùi Kim Phượng có số điện thoại đây em không? Cái gì em? Cái này thì em có 1m45 57 thì có hề. Nó ít số ký đó mà cứ em. Rồi, à, khủng long cả nhà màu vàng, xanh là 30 ký 33 ký vàng. Vàng là 30 ký 33 ký nhá. Rồi lên bộ vàng cả nhà, vàng. Bộ vàng khủng long là từ 3 đấy, vàng ha. Rồi mã vàng cả nhà, vàng nha, vàng. Vàng này chúc thôi với chị Bạch Long. Vàng này chúc Bạch Long. Không có mẫu bằng hàng nữa. Tí nữa chụp thêm bộ lâu. Vàng này chúc Bạch Long. Nhận lại 7,5 triệu nha hai đứa. Rồi đỏ 15 ký nhé. Đỏ 15 ký đi. Đỏ 15 ký nha cả nhà nhé. Bộ đỏ. Rồi bộ đỏ cho em 15 ký cho em á, 14 15 ký size đỏ. 15 ký cho cả nhà bộ đỏ. Bộ đỏ thì đó, 15 ký cho em á, để lớp đỏ. Rồi, màu đỏ cho em 15 ký nha cả nhà, bộ đỏ cho em đỏ. Đỏ này trước chị nè, đỏ này chị Nguyễn á. Đỏ này em trước chị Tú Nguyên, đỏ. Còn mấy màu đỏ cho mấy chị, đỏ gì, đỏ nhé. À, đồng giá đúng rồi, em còn nãy em bán với chị em còn số lượng là 50 bộ size nhí, size nhỏ được 10 mấy bộ và size đại được 33 bộ thì em tặng cả nhà luôn là hết số hàng rồi. Đỏ này em chốt chị Thu Anh, đỏ chốt chị Thu Anh, đồng giá 59 nha, hàng xuất hàng thôi nha cả nhà nha. Rồi đỏ này chốt chị Thu Anh các bạn, đỏ. Rồi màu hồng này size 12-13 cái màu hồng. Bộ hồng 12-13 ký nhé cả nhà, đồng giá có ghim hàng phía dưới xuất hàng, đồng giá 59.000 của ít hàng thôi. Hồng này size bé là 12-13 ký nhé, bộ hồng 12-13 ký mã hồng. Rồi chị chốt mã hồng 12-13 ký nhé, bộ hồng này, hồng. Hồng 12-13 ký em chốt chị Mai Luyện hồng. Bộ hồng em ơi. Lại cái em. Lại bộ hồng này cái chị em. Rồi, mã hồng em chốt chị Mai Luyện có đơn. Dạ ok chị yêu. Đỏ em hết chị ơi, đỏ hết rồi nha. Rồi mấy chị chờ em xíu nha. Rồi ok cả nhà nha. Rồi mẫu đây có mấy màu hồng này ha. Đấy. Rồi ok cả nhà nha. Rồi là bộ tiên cá size của bé là 10 ký 12 ký. Tiên cá. Bộ tiên cá cả nhà, tiên cá bộ chị cả nhà xem. Tiên cá là size bé 10 ký nhé. 10 ký 11 ký tiên cá này. Mã tiên cá nha cả nhà. Rồi là bộ tiên cá cho em nghe ha. Tiên cá 10 ký nhé. Cho tới là 11 ký nhé. Tiên cá 10 ký 12 ký cho em. Tiên cá. Mã tiên cá cho em nghe, size bé 10 đúng 12 cái tiên cá. Rồi màu trắng này. Trắng là 10 đến 12 cái màu trắng nha cả nhà, trắng. Trắng này 10 đến 12 cái nhé, chị đã chốt màu trắng cho em nghe, trắng này. Ok chưa? Em có size bé là 10 đến 12 cái size màu trắng đẹp lắm cả nhà, trắng. Đây màu trắng này. Em có size là 10 đến 12 cái nhé. Đó. Rồi chị đã chốt trắng ha, trắng cho em nghe. Trắng. Dạ ok chị đã có đơn thì em dùng đơn cả nhà đi luôn. Nha. Trắng là 10 đến 12 cái màu trắng nha, trắng. 10 đến 12 cái màu trắng cho em nha, trắng.
sáng nay chú đi trung tâm lấy cái xe của chị đi, bỏ ra đi xe chở một lần đi cũng sướng luôn. Xe chị nó to đi sướng rồi. Sáng nay chú đi trung tâm hồng 15 kg, hồng 15 kg nhá, lấy cái xe chị đi, hồng 15 kg cho em nghe. Hồng 15 kg cho một mình đi được rồi. Hồng 15 kg cho chị, hồng 15 kg nè. Chị chú mở hồng cho em nghe 15 kg nhé. Chị chú mở hồng. Hồng 15 kg cho em với chị chú mở hồng. Hồng 15 kg nhé. Chị chú hồng. Hồng 15 kg cho em. Tại hàng lễ sai chị không mẫu nào lên màu đó. Hồng 15 kg nhé cả nhà. Hồng. Ngựa 10 ngựa này có sai bé là 16 kg 18 kg ngựa. Hồng này chút cà phê sữa. Ngựa là 16 15. Rồi. Ngựa 16 kg 18 kg mạng ngựa nha. Ngựa 16 đến 18 nhé, chị cho mạng ngựa đây. Ngựa cho em nghe ha, ngựa. Comment mạng ngựa cho em, ngựa 16 đến 18 cái nhé. Chị cho mạng ngựa cho em nha. Rồi, mạng ngựa cho em nó ngồi lên cái nó ngồi luôn. Ngựa 16 đến 18 cái nhé. Chứ không lấy cái bao. Ngựa 16 đến 18 cái ngựa cho em nghe. Ngựa. Cho hai con đó nó bò thôi, ngày mai từ cái này. Đây, ngựa này em chốt chị ạ. Chị nào quấn mà. Chị Viên Ngọc. Ngựa này chốt chị Viên Ngọc. À, tàu lửa size 16 đến 18 đi, tàu lửa, tàu lửa 16 đến 18 đi nha, tàu lửa là 16 đến 18 size, 16 đến 18 đi nha. Ngựa ngựa và cái tàu lửa, tàu lửa đồ thanh niên nhỉ, số bao nhiêu? Từ đây một số mô này nó nằm giữa con bay với giữa con sạch, cái đường gì nhỉ? Ngựa em hết chị ơi. Comment tàu lửa nha, tàu lửa. Tàu lửa là 16 kg cho tới là 18 cái tàu lửa. Tàu lửa là 16 đến 18 nhé, để cho mã tàu lửa cho em nha, tàu lửa. Dạ tàu lửa là 16 đến 18 của em á, tàu lửa. Tàu lửa này em chốt chị Kim Phượng. Tàu lửa em chốt chị Kim Phượng đây em. Rồi, đỏ 12 13 cái nhất đỏ cho em nghe này. Đỏ 12 13 cái bộ đỏ. Đỏ này có size đấy là 12 đến 13 cái nhé, màu đỏ cho nghe, đỏ. Mỗi mẫu gần bộ hai bộ với chị em muốn xem chị giá 59 nha chị nha. Đỏ này size đấy là 12 đến 13 cái, có size màu đỏ này. 12 đến 13 cái nhé, khủng long đỏ này, màu đỏ. Đỏ là 12 đến 13 cái, có size màu đỏ cho nghe, đỏ. Trời ơi, đóng đi cửa lại nó lạnh rồi. Đỏ 12 cái 13 cái size màu đỏ cho nghe. Đóng lại cửa lại lạnh. Chuyển ngập đi chị thôi. Đỏ đỏ cho em nghe, màu đỏ. Củng long đỏ, củng long đó chị, chị làm chút màu đỏ cho em nghe. Đóng cửa lên lạnh nhỏ. Đủ chưa ta? Bảy không cục hàng mẹ mình. Mình để nó chưa đủ thêm. Comment màu đỏ cho em nghe. Rồi. À, màu tím size bé là tầm à tím 19 kg cho tới à. 19 kg tới 20 kg tím cho em nghe này. Rồi chị giúp tím á, tím. Tím này size bé 18 kg 20 kg nhá. Rồi nó màu tím nha. 18 kg tới 20 kg tím nha. Rồi, màu tím đẹp này. 18 kg tới 20 kg cho em á, chị là chốt tím á, chốt tím. Rồi, em thấy mấy chị yêu nha, tại vì hàng lấy size á, không bây giờ không còn size. ABC em thấy chị. Em thấy mấy chị yêu hết, nhưng mà hàng lấy hàng lấy size á, em có size mới chốt được ha. Tím này em chốt chị Mỹ Hậu. Tím này chốt chị Mỹ Hậu nha. Rồi ok nè, hàng lấy size giùm em chị ơi, nó còn mấy bộ em xem nó cả nhà. C 18 kg 20 kg xe. Xe 18 kg 20 kg bộ xe nè. Xe 18 kg 20 kg nhé. Rồi chấp mã xe cho em nha, xe nè, 18 kg 20 kg bộ xe. Xe nó chỉ ở tiếng em hết rồi. Xe 18 kg 20 kg em chúc cho anh Đào Phan. Anh Đào Phan có không? Xe. Rồi, xe cho em nha, xe chúc cho anh Đào Phan xem. Dạ ok, xe chúc anh Đào Phan. Trời ơi, bộ đỏ. Mèo. Mèo à, mèo tầm 30 kg 33 kg mèo nhé, mèo. Dạ ok chị nhé. Mèo tầm 30 kg 33 kg nhé, bộ mèo nè. Rồi chốt mã mèo, mèo. Rồi bộ mèo nhé, mèo này chốt Bạch Long. Mèo này chốt Bạch Long. Mã mèo. Hết cái này đi, phải lấy hết rồi. Bây giờ đem hết rồi chưa. Xăm nha cả nhà, xăm này 12 kg nhé, xăm 12 kg. Xanh này bếp men này, mèo em hết chị ơi, mèo hết rồi. Bếp men này size bé là 12-13 cái nhé, bếp men. Bếp men 12-13 cái nhé, bếp men cho em nè.
12 nó 13 cái size bộ bếp men này. Bếp men còn một bộ ha. 12 ký 13 cái size bộ bếp men. Bếp men. À, bếp men nha cả nhà nha. Ờ à, ok vậy bếp men này. Bếp men này size biết là 12 ký 13 cái size bếp men. Chị giúp bếp men nha cả nhà. Nhiều đã khác bộ rồi chị ơi. Ngựa 12 13 cái ngựa. Size nhỏ nhiều, size nhỏ, size nhỏ nó sẽ đã ít lắm chị. Rồi lên một mèo này size biết là 12 đúng 13 cái giấc một mèo. Và ngựa, ngựa 12 đúng 13 cái giấc ngựa này. Rồi giờ cho bạn ngựa cho em nghe 12 đúng 13 cái giấc size một mã ngựa. Ngựa 12 đúng 13 cái chút chị em mai luyện ngựa cho em nghe ngựa. Rồi ngựa em chút chị em mai luyện có đơn ngựa. Xanh này chút chị Nguyễn Huệ có đơn một xanh. Dạ xanh này em chút chị Nguyễn Huệ có đơn. Rồi, lên bộ coi gì? Bộ C, 15 kg nhá. C này 15 kg cho em á chị cho mà C. C 15 kg nhá cả nhà, C 15 kg đây, C. Rồi, ở C nha. C 15 kg cho em á. Rồi C cho mấy chị mã C. Rồi C 15 kg thì em chị nhận cho bộ C. C 15 kg nha chị nhá, bộ C 15 kg C. Bộ C này 15 kg nhất size C. C này em chút chị Thu On, 15 kg size. Rồi ok chị Thu On này. Rồi Mickey nha, Mickey này size bé 12 cái 13 cái Mickey này. Rồi Mickey 12 cái 13 cái size bộ Mickey nha cả nhà. Mickey nè. Em có size bé là 12 đến 13 cái nhá Mickey nè. Đẹp lắm. 12 đến 13 cái size nha Mickey. 12 13 cái Mickey cho em nha, Mickey. Mickey cho em nghe cả nhà nha. Rồi, 12 đến 13 cái giải quyết đơn nhắn qua Zalo cho em nghe chị yêu. Nha. Bên em giải quyết đơn nhắn qua Zalo. Rồi Mickey nè. Size bé là 12 đến 13 cái nhé Mickey cho em nghe. Mickey 12 đến 13 cái cà phê sữa. Bé chỉ 15 kg là đúng không? Hả? Mòn xanh lên rồi chị các bác. Ai? Xong kèo người. Mickey em chúc chị Anna Phương. Anna Phương lên số thoại cho em nghe. Chị cà phê sữa Mickey 12 đến 13 cái chị có lấy không? Comment không nhầm đi mấy chị ạ. Chị Phương lên số thoại cho em nghe chút với. Rồi, à, thỏ này size của bé 10-11 cái nhá, thỏ. Chị Angela Phương nó xuống thỏ cho em nha. Thỏ hồng, size bé 10-12 cái thỏ hồng đây. Thỏ hồng 12 đúng 13 cái size nha, thỏ trên bộ luôn. Thỏ hồng 12-13 cái nhá, thỏ hồng. À, thỏ hồng 10-12 cái thỏ hồng đây. Thỏ hồng size bé 10-12 cái nhá, thỏ hồng. Rồi, thỏ hồng. Bạn Long lấy không? Long lấy không? Ok. Em xin lên, thấy số khỏi rồi. Này. Hai bạn. Rồi, Mickey nè. Rồi. Mickey nha, size bé 10 kg 12 kg. À 10 kg 11 à 12 kg. Rồi Mickey hồng. À 10 kg 12 kg nha. Rồi, đẹp lắm cả nhà. À bộ Mickey cả nhà nha. Bộ cycle đều da bé trai ngày qua giờ về em like sạch rồi chị ơi. Like hôm qua giờ. Rồi. Bộ Mickey hồng size bé là 10 kg nhé, cho tới là 12 kg Mickey hồng. Mickey hồng 10 đến 12 kg nhé. Mickey hồng cho em nghe 10 đến 12 kg Mickey hồng. Bộ C là size bé 12 13 kg bộ C này. C này 12 đến 13 kg size nha, chị cho mã C này cả nhà C nha. Em có size bé là 12 đến 13 kg có size bộ C. Đây bộ C đẹp nè. 12 đến 13 kg size nha, chị cho mã C. Rồi mã C nha cả nhà, C Mickey hồng em chốt chị Phương. C là 12 kg 13 kg bộ C. C 12 đến 13 kg các size nha, mã C cho em nghe. Rồi. Đỏ. Đỏ là 16 kg cho tới là 18 kg bộ đỏ. Đỏ 16 đến 18 kg chị cho bộ đỏ này. Đó, thỏ thì thỏ. Rồi thỏ nha, C này chốt chị Trang Nguyễn C. Rồi mã đỏ đi. Đó, đỏ là hình con thỏ. Đỏ là tầm 16 đến 18 cái đỏ. Đỏ này đỏ với chị 16 đến 18 cái size nha, màu đỏ cho em nghe đỏ. Cái kia hồng còn em. Cái kia hồng hết chị ơi. Mấy kia hồng em hết nha cả nhà. Rồi. À, đỏ này chúc chị Nguyễn Dung. Rồi ok đỏ chúc chị Nguyễn Dung. Đây. Đỏ này chúc chị Nguyễn Dung có đơn.
Rồi, khủng long này. Khủng long nha. Khủng long size 35 kg. Khủng long 35 kg, 36 kg. Khủng long 35, 36 nhé, khủng long chị, khủng long 35, 36 nhé, khủng long này, size bự khủng long. Mã khủng long size bự nha, 35, 36 với khủng long. Chị có mã khủng long nha, 35 với 36 với mẹ mắt khủng long. Khủng long 35, 36 với chút gì anh đào. Anh đào nha, 35, 36 với mẹ mắt khủng long. Khủng long 35, 36 với khủng long. Rồi, comment con gấu. Gấu này sao biết 10kg, 12kg gấu nhé. Gấu ồ đẹp quá, gấu 10 đến 12 cái nhé. Chị có mã gấu cho nghe này, gấu em có size bé là 10 đến 12 cái nhé. Mã gấu cho nghe, size bé là 10 đến 12 cái nhé. Gấu này đẹp đẹp, gấu vàng. Mã gấu vàng là 10 đến 15 cái nhé. Gấu vàng 10 đến 12 cái nhé. Gấu vàng, gấu vàng là 10 đến 12 cái. Gấu vàng, gấu vàng, gấu vàng này chốt chị hồng đen. Hồng đen, gấu vàng là 10 đến 12 cái nhé chị nha. Size nhỏ C 15 cái nhé, chị cho mã C. Rồi, chị học chỗ hoa hồng đen em thấy số khỏi chị rồi. C là 15 cái nhé, chị giúp mã C 15 cái cho em, C 15 cái nhé. Bộ C là 15 cái nhé cả nhà nha. Mã C cho em 15 cái, bộ C cho em nha. Đó, đẹp chưa? Làm bộ C này 15 cái cho em chị, chúc mã C. C 15 cái cho sai. Bộ C này 15 cái cho sai nha, chị giúp mã C cho em, C. C 15 cái giùm em. Rồi, lên bộ tím này. C này em chúc chị Quỳnh. Chị Quỳnh lên số điện thoại nha, có đơn chị ơi. Chị Quỳnh gì? Quỳnh Như Lê Thị á. Các số điện thoại kèm số điện thoại cho nha. Tím này size bé 10kg, 12kg tím nha mẹ. Rồi, tím nha mẹ. Giảm 10 đến 12kg nha, đồng giá chị 59.000 cho em hàng xuất hàng. Rồi, lên bộ tím này, nàng tiên cá. Size bé là 10kg, 12kg tím cho nha, nàng tiên cá. Mà tím, tím với chị nha, tím cho nha. Em mới ghi mẹ phía dưới 59.000 chị. Tím cho nha, 10 đến 12 cái mã tím nha. Đó, ok chị Quỳnh, thấy không mọi người. Rồi, xe này em chốt chị Quỳnh. Để em, ra đây. Rồi, ok chị yêu có, tím lên đi cả nha. Rồi, siêu nhân trắng, trắng là size bé 16kg, 18kg, 1kg. Trắng là 16 đến 18kg, size như 1 trắng cho em nha. Trắng 16 đến 18kg nha, cả nhà 1 trắng cho em nha, trắng này. Trắng là 16 đến 18 mới sai nha, chị để cho một trắng cho em nha, để đắp trắng. 16 đến 18 mới nha cả nhà nha, một trắng này. Đó, chị để cho trắng, 16 đến 18 mới một trắng. Rồi. Trắng là 16 đến 18 mới một trắng cho nha, trắng. Màu trắng cả nhà nha. Rồi trắng cho em nha, hoa lê. Em bỏ đi. Đỏ rồi, biết đỏ. Rồi. Cái này có màu xanh này, xanh là tầm 30-32 cái nhé, xanh. Rồi xanh 30-32 cái nhé. Đây, đậu đây. 30-32 cái nhé mấy chị không? Chị này chốt màu xanh này cả nhà, xanh này. 30-32 cái nhé màu xanh cả nhà, xanh. Xanh là 30-32 cái nhé, chúc chị Mai Luyện. Xanh này chúc chị Mai Luyện, 30-32 cái nhé cả nhà. Xanh dùm em nha. 30-32 cái chúc chị Mai Luyện, xanh này em. Rồi, lâm bộ đây mà, Minion là sao bé 10kg, 12kg, Minion trai gắn lại được nha. Dạ, Minion là bé gái, bé trai lại được hết cho nha, sao bé 10 đến 12kg nhé, Minion này. Đó, mã Minion cho nha, sao bé 10 đến 12kg, Minion á, Minion này. Rồi, hàng lễ size chị em có ít hàng. Minion. Rồi, em thấy mới chịu. Minion này em chốt chị Bạch Thảo. Em thấy chị yêu nhưng mà chị nào có sai chị em mới chốt. Em đọc tên đó cả nhà. Chị nào có sai đọc tên. Rồi khủng long là 30-32 cái. Khủng long, khủng long là 30-33 cái nhé. Khủng long này. Rồi đó mẹ khủng long nha. Rồi 30-33 cái có sai. Mẹ khủng long này. Để viên luôn khủng long 30-33 cái cho mẹ mấy chị khủng long nha. Mẹ khủng long. Rồi khủng long, khủng long là chất bạch long, khủng long, khủng long là chất bạch long, mã khủng long chất bạch long. Rồi bộ đỏ 10kg 12kg đỏ, bộ đỏ là 10 đến 12kg nhé, chị cho màu đỏ cho nghe đỏ. Rồi em có size bé là 10 đến 12kg màu đỏ nha, đỏ, đỏ đẹp lắm cả nhà, 10 đến 12kg màu đỏ nhé, đỏ, đỏ, comment màu đỏ cho nghe, đỏ,
đỏ cho nha. 10 đến 12 cái cơ sa nha. Đỏ cho nha. Rồi 10 đến 12 cái chị em màu đỏ. Chị gì? Chị Trần Nhung. Trời ơi sao chị đó bậy vậy chị? Ủa ghê, em có làm tội lỗi gì tới chị không? Em có làm tội lỗi gì em chị mà chị lên chị chửi em thấy ghê thế. Rồi, màu đen cả nhà, màu đen nè. Đó, màu đen cả nhà nha. Rồi, có chị cái hàng xuất hàng đang sale cả nhà, lỡ cỡ size xíu. Rồi, màu đen cả nhà, đỏ này em chốt chị Tâm. Đỏ này chốt chị Tâm. Dạ, đỏ này em chốt chị Tâm. Rồi, màu đen, đen này size của tầm là 25 ký chị Tâm. Rồi. Đen đen, ok đen nha cả nhà, đen này. Em lóc lên chị cái. Rồi ok đen cả nhà, đen cho em nghe. Rồi ok chị yêu. Màu đen cho em nghe chị ơi, chị em xíu nha. Rồi, màu đen nè, đen đẹp lắm, đen nha. Đen tầm mà size tầm 25 ký cho tới là 30 ký, 25 đến 30 ký màu đen cho em nha, đẹp đen. Dạ ok đen cả nhà, đen nha. Đen. Dạ cái ok đen nè. Rồi đen cho em nha. Rồi ok cả nhà em thấy mấy chị rồi, đen. Rồi mã sọc. Ok chưa? Sọc nha, sọc hồng. Sọc hồng này có size tầm bé tầm 25kg tới 30kg. Sọc hồng. Không, sọc hồng từ 25kg cho tới là 30kg một sọc hồng. Đen chị em đưa. Chưa. Chị đang chờ vào. Chờ mắm nó lên đây. Chờ lên đây. Đen em, sọc hồng. Mã sọc hồng, mấy chị kèm số ký mê có đơn. Tại cái sọc hồng này tầm biết 25kg cho tới là 30kg. 25kg tới 30kg sọc hồng. Rồi sọc hồng, cả nhà sọc hồng này. Mã sọc hồng cho em sọc hồng. Rồi ok, để sọc hồng em chốt là biết nhiêu này sọc hồng. Đen này chị chốt chị nào chứ. Đen này em sẽ chốt với chị Bạch Long, đen chốt Bạch Long. Sọc mấy chị lên số ký em nghe chốt với sọc mấy chị lên số ký với mấy chị bao nhiêu ký. Sọc có nghĩa em sẽ có hai bộ. Sọc 28 ký chút gì như thúc, như trúc này. Rồi. Dạ sọc em còn một bộ nữa size tầm 35 ký. Dạ, sọc này em còn một bộ 35 ký cho em. 35 ký, sọc còn một chút 35 ký nhé. Đây. Mã sọc em còn bộ 35 ký giùm em. Sọc 35 ký. Em còn bộ sọc nữa. Sọc 35 ký nhất cả nhà nha. Đen. Rồi, sọc 35 ký nha. Sọc em còn bộ sọc 35 ký giùm em. Sọc 35 ký chị, chứ bộ sọc 35 ký cho em. Xong rồi. Sọc 35 ký em chút chị Thu. Sọc 35 ký em chút chị Minh Thu. Ok chị Minh Thu, sọc 35 ký nha. Ê, bộ này đẹp nè. Làm đây đâu cái đầu nữa chứ. Rồi, màu vàng á, vàng từ 25 ký nhá. 25 ký tới 28 ký màu vàng. Chị để giúp màu vàng này. 25 đến 28 ký nhá. Chị cho mã vàng đi, vàng này. 25 đến 28 ký màu vàng. Rồi đẹp quá, 25 ký tới 30 ký được rồi, vàng. Nhận vàng từ 25 ký 30 ký màu vàng nha cả nhà, vàng. Vàng này chút Bạch Long, bộ vàng này chút Bạch Long cả nhà nha. Mã vàng chút Bạch Long. Bộ vàng này chút Bạch Long cho em nghe có bộ. Vàng này chút Bạch Long nha. Vàng này chút Bạch Long. Rồi. Khủng long là size từ 25 đến 30 ký khủng long. Khủng long từ 25 đến 30 ký nha cả nhà. Khủng long này, 25 ký 30 ký khủng long, còn bộ khủng long. 25 ký 30 ký nha cả nhà, khủng long này. Mã khủng long 25 ký tới 30 ký khủng long. Rồi khủng long cả nhà, khủng long. Rồi lên mã khủng long cả nhà, khủng long nha. Khủng long này chút thì Thanh Nhàn. Khủng long này comment chị Thanh Nhàn comment trước. Khủng long này chút thì Thanh Nhàn. Mã khủng long. Rồi cái đây comment là bộ tàu lửa. Tàu lửa là size bé tầm 18 ký tới 20 ký tàu lửa. Tàu lửa 18 ký tới 20 ký nha cả nhà. Các chị chờ em xíu, cái này hàng lễ sai, hàng xuất hàng còn ít thôi, em like cái này là hết sạch luôn á. Cái này là hết sạch luôn các chị. Rồi, mà đây comment là tàu lửa. Tàu lửa là sai của bé tầm là 18kg tới 20kg nhé. 18 đến 20kg mã tàu lửa này. Tàu lửa 18 đến 20kg em chúc chị Anh Đào. Tàu lửa cho em nha. Dạ, Anh Đào chúc chị Anh Đào. 18 đến 20kg. Tàu lửa chúc Anh Đào. Rồi, em lấy bộ ngựa. Ngựa là 16 ký tới 18 ký ngựa nha. Ngựa. Mã ngựa là 16 ký 18 ký giùm em chị giúp bộ ngựa này, ngựa. Ngựa là 16 đến 18 ký nhắc mã ngựa cho em nha này. Đó chị giúp mã ngựa không? 16 đến 18 ký nhắc cả nhà, mã ngựa cho em nha, đẹp lắm ngựa. Rồi chị giúp mã ngựa không? 16 đến 18 ký ngựa hồng. Ngựa hồng là 16 đến 18 ký ngựa hồng. Ngựa hồng là size 70 á. Ngựa đẹp chứ chị ạ.
Nguyễn An. Ngựa này em thích chị Nguyễn An á. Ngựa này thích chị Nguyễn An. Mã ngựa cho em nha. Ngựa. Bộ đây tầm bé 10kg tới 15kg đi. Batman màu xanh hay xanh. Xanh là 10kg cho tới là 15kg nhé. Xanh cho em nha. Đây màu xanh cả nhà. 10 đến 15kg xanh nha. Xanh. Đây là màu xanh cả nhà xanh nha. 10 đến 15kg xanh cho em màu xanh. Xanh cho mấy chị ơi. Mấy chị comment số ký cho em nha nha. Xanh có nghĩa là tầm 10kg cho tới là 12kg. Tầm bộ xanh là tầm bé là 14 với 15kg xanh. Đây. Xanh 12kg em chút Bạch Thảo. Xanh 15kg em chút thì Thu Oan. Rồi bỏ chị bộ cho em nha. Dạng ngựa hồng em hết rồi mấy chị. Nó lẻ sai á, để em mới xem mấy chị này. Rồi à, bộ xe này, xe 15kg nhắc chị giúp mạng xe. Rồi xe 15kg cho em á, bộ xe này. Dạ xe 15kg nhắc cả nhà, bộ xe nè. Xe 15kg nó sai chị, bộ xe cho em á. Xe 15kg này, đó. Đây là bộ xe á, xe 15kg. Dạ đồng giá 59.000 hàng lịch, hàng tiếp theo. Xe 15kg cho em á, chị giúp mạng xe. C 15 cái C, xem tiếp tục Thu Trần 15 cái size. Rồi xem tiếp Thu Trần 59.000 chị ơi. 59.000 một. Dạ xem giúp chị Thu Trần. Trời ơi Mickey nè, size bé là 18 cái 20 cái nhá Mickey này. Mickey là 18 đến 20 cái size nha. Rồi một bộ Mickey cho nghe. Mickey 18 đến 20 cái nhá Mickey này cả nhà ơi, Mickey. Mickey cho em nghe, 18 cái tới 20 cái Mickey nha cả nhà. Đó. Đẹp chưa? Mickey 18 đến 20 kg em trước chị ạ. Mickey. Mickey nha chị ạ. Chị Mai Lệ Thu rồi lên số thoại nha chốt. Mai Lệ Thu chưa có số điện thoại. Chị Mai Lệ Thu lên số thoại cho em nha. Mai Lệ Thu. Chị lên số thoại mới có đơn được cho em á. Mai Lệ Thu này chị phòng bé đó. Mai Lệ Thu ok chị yêu này. Dạ ok chị nha. Rồi lên bộ xe tầm 30 cái 33 cái nhé. Xe mã xe là tầm 30 cái 33 cái nhé. Rồi thì cái mã xe này, xe cho mấy chị. Hàng nó lễ sai mỗi mẫu còn bộ hai bộ nên mấy chị là comment trước này mới có đơn nha. Rồi là bộ xe này, xe nâu. Xe nâu này chốt chị Mai Luyện. Xe nâu. Xe nâu này chốt chị Mai Luyện có đơn đó. Xe nâu. Mình chưa còn bộ nào nữa. Rồi, màu cam này sao đến 10 đến 12 cái nhé, cam. Màu cam là 10 đến 12 cái nhé, chị cho màu cam này. Màu cam này có sao biết là 10 đến 12 cái nhé, màu cam chị ơi cam. Cam 10 đến 12 cái màu cam này. Đó. Rồi chị cho màu cam nha, 10 đến 12 cái màu cam. Cam cam. Cam là 10 đến 12 cái sao nha, màu cam. Cam 10 đến 12 cái cho em bộ cam. Rồi cam em chút cho Bạch Thảo có đơn. Rồi bộ cá. Cá này từ 30 kg 33 cái nha bộ cá này cả nhà. Cá. Ờ mà cá chị ơi cá tầm 30 kg 33 cái nha cá chị nha, bộ cá. Em hết sale cả nhà ơi. Ờ bộ cá này chút Bạch Long bộ cá này. Em bỏ. Rồi cá này em chút Bạch Long có đơn, cá giùm em á, cá. Bạch Thảo comment số điện thoại này em. Đây. Em bảo Bạch Thảo. Cá này chút Bạch Long nha. Rồi Mickey này size bé 10 kg 12 kg Mickey nha. Mickey màu hồng dễ thương quá, 10 12 kg Mickey nha. Rồi lên mã Mickey cho em nha, 10 đến 12 kg em nóng quá. Rồi Mickey cho em nha. 10 đến 12 kg size nha, Mickey cho em nha. Rồi, ok cho Mickey. Dạ 10 đến 12 kg nha cả nhà, Mickey cho em nha. Còn một Mickey này. Sao biết là 10 đến 12 giáp Mickey cho em nha. Mickey này chất thịt hàm út. Đồng giá 59.000 hàng xuất hàng cho em nha chị. Mickey này chất thịt hàm út có đơn Mickey cho em nha. Rồi heo này. Heo bếp 3 12 bán cái heo. Đồng giá 59.000 cho em á. Heo này sao biết là 10 đến 12 10 12 cái 13 cái bộ heo. Heo bếp 3 là 10 đến 12 cái nha. Bộ heo bếp 3 này 10 đến 12 cái xanh nha. Heo bếp 3 heo. Đồng giá 59.000 hàng xuất hàng. Có ít bộ xem cái gì hàng gần hết rồi cả nhà. Heo này sao biết là 12 đến 13 cái nhé. Heo. Heo bếp 3 cho em nha. Heo bếp 3. 12 kg 13 kg nhé. Heo bếp 3. Heo bếp 3 giùm em nha. Rồi,
bột xe, chị lấy cho bột xe không? Xe này size bé 10 đến 12 cái bột xe. À, xe này size bé là 10 đến 12 nhé, chị giúp mã xe cho em này, xe đẹp quá. Dạ 10 đến 12 cái giá size cho bộ xe. Đó, xe đẹp ha, xe ha. Rồi lấy mã xe cho em nghe, 10 đến 12 cái bộ xe nha, xe. Mã xe cho em nghe, hàng lấy size chị ơi. Hàng lấy size. Xe là 10 đến 10 10 ký cho tới là 13 ký đó, xe. Rồi màu nâu. Nâu là size bé là 12 cái bộ ba cái màu nâu. Nâu. Mã nâu có size bé là 12 đến 13 cái bộ nâu nha. Chị giúp màu nâu cho em nghe này, nâu. Size bé là 12 đến 13 cái giùm em bộ nâu. Đẹp quá, mã nâu này cả nhà. Đó, bộ nâu. Là size bé là 12 ký 13 cái bộ xe nâu nha, xe nâu. Mã xe nâu cho em nghe. Xe nâu. Mã xe nâu, xe nâu. Xe nâu là chúc Mai luyện xe nâu. Rồi, một xe nâu chúc cho Mai luyện có đơn. Màu trắng 35 ký. Trắng 35 ký 36 ký, trắng. Màu trắng 35 36 nhé. Đây cho Mai luyện nè. Màu trắng là 35-36, màu trắng nè, thì giúp trắng của mình trắng cho em nha, 35-36 nhé, màu trắng nè, trắng. Trắng 35-36 nhé, cả nhà thấy hết mấy chị luôn hết. Trắng mấy chị, comment trước có đơn, 35-36 với chút thanh nhàng, trắng. 35-36 với cho mấy chị ạ, trắng là 35-36 với em, màu trắng. Trắng 35-36 với chùm em, màu trắng. Rồi, ngựa hồng. Ngựa hồng là size của bé tầm 10kg cho tới 12kg ngựa hồng. Trắng hết, trắng hết. Ngựa hồng sao bé là 10 đến 12 mã ngựa hồng. Mã ngựa hồng sao bé 10 đến 12 cái nhá, ngựa hồng với chị. Tránh em hết rồi. Rồi mã ngựa hồng. Dạ ngựa hồng cho em nghe chị, ngựa hồng. Ngựa cho anh. Em nóng gì? Nóng gì? Nóng gì? Ấy là ở bên chị là ai trước? Ở bên chị là ai trước? Ừ, con thấy con không thấy mềm đâu. Có mấy cái đâu. Nè, con thấy chị Phương Loan chấm chấm mà cho em nghe, không thấy chiêu. Ngựa chứ Bạch Thảo, không thấy chị Phương Loan nữa. Chị mấy chị em thấy nha. Rồi, ngựa này, à, ngựa này tầm bé 12-13 cái giấc ngựa này. Chị Phương Lo không thấy chị yêu. Không thấy chị luôn á. Rồi, comment vào đây cho mấy chị ăn. Mấy chị bị ẩn comment nào, có nhiều chị bị ẩn comment không thấy rồi. Màu hồng size bé là 12-13 cái nhé. Hồng, hồng 12-13 cái size mã hồng này. Bộ hồng cho em nghe hồng. Ngựa hồng, ngựa hồng em chốt chị nè. Chị Hương Bùi. Chị Hương Bùi ngựa hồng. Em ơi gọi điện thoại chị Lệ Thu không chị, Lệ Thu. Rồi, cô gái. Để chị uống đi. Mã cô gái nha chị, cô gái này size của bé tầm 10 đến 12 cái cô gái. Bộ cô gái 10 đến 12 cái mã cô gái nha cô gái. Em có size bé là 10 đến 12 ấy. Em thấy chị Lê Thúy có thấy, có thấy. Em thấy chị Lê Thúy, em thấy chị Thúy Nguyễn, em thấy Kitty Mel có thấy hết, Nguyễn Phượng có thấy, chị Đặng Tâm có thấy. Rồi, em thấy chị nha. Chị Thu Đông em thấy. Rồi Phượng Long thấy nè. Rồi là mã cô gái ha, hồng cô gái. Hồng cô gái chứ chị Hương Bùi, size bé 10 đến 12 cái nha chị nha. Bộ hồng cô gái là 10 đến 12 cái cho chị cô gái. Là 10 đến 12 cái size nha cô gái cho em nghe chị Hương Bùi. Dạ cô gái là chị Hương Bùi nha chị nha. Rồi là bộ cá nè, cá này size bé 10 đến 12 cái bộ cá. Rồi Nguyễn Hương có thấy, Thành Phúc có thấy nha, Minh Phu có thấy, Nguyễn Dung có thấy. Rồi là bộ cá size bé 10 đến 12 cái mã cá nha. Dạ cá 10 đến 12 cái mã cá cho em nha. Cá mấy chị nha. Rồi cá là 10 đến 12 cái bộ cá mấy chị, bộ cá. Cá 10 đến 12 nhé, chị cái mã cá. 59.000 chị ơi, có liên hệ với chúng á. Cá 10 đến 12 cái mã cá. Rồi em thấy chị ăn em. Cá là 10 đến 12 cái nha chị nha. Rồi, màu cam. Cam này size của bé tầm 12-13 cái bộ cam. Cam 12 đến 13 cái nhé, một cam này. Cam 12 đến 13 cái nhé. Rồi chị cho mã cam. Cam 12 đến 13 cái thôi, một cam này, 12 đến 13 cái nhé, một cam. Rồi chị cho mã cam nha. Một cam 12 đến 13 cái nhé, một cam. Cam cam mấy chị, mã cam cho em nghe.
Đây, comment bộ bộ đây bạn bộ gì đây? Công chúa. Công chúa 12 đến 13 nhé, mẹ công chúa này. Công chúa. Công chúa là 12 đến 13 cái size nha mẹ công chúa cho em nghe này, công chúa. Công chúa là 12 đến 13 cái nhé, mẹ công chúa cho em nghe này, công chúa. Đó, công chúa nha. 12 đến 13 cái size mẹ công chúa cho em nghe, công chúa. 12 đến 13 cái công chúa cho em nghe, để cho mẹ công chúa. Rồi, con cá tầm 30 ký 33 cái nhé, cá. Cá là 30 ký 33 cái nhé. Rồi đó mẹ cá, công chúa này trước chị Mai Nguyễn. Cá là tầm 30 ký 33 cái nhé mẹ cá. Để cho bạn cá nhé. Công chúa cho chị Mai Nguyễn có đơn nè. Cá thì chị ơi, bộ cá cho em nghe, tầm 30 ký 33 cái cá này trước chị Anh Đào. Cá này em trước chị Anh Đào. Anh Đào Phan. Bộ cá này trước cà phê sữa. Đây. Đây là bộ cam. Rồi, màu xanh này, xanh này xanh đến 10 đến 12 cái xanh này. Rồi xanh nha. Xanh 10 đến 12 cái cho em màu xanh cho em nha, chị giúp màu xanh không? Xanh. 10 đến 12 cái nhá. Rồi đó màu xanh cả nhà nha, xanh cho em nha, 10 đến 12 cái màu xanh. Đấy. Màu xanh này có xanh đến là 10 đến 12 cái màu xanh cả nhà, xanh này. Xanh là 10 đến 12 cái cho cả nhà màu xanh. Xanh. À, màu xanh cả nhà công chúa. Công chúa chúng cà phê sữa. Công chúa được chút rồi. Xanh này chút gì Hương Bùi. Xanh này chút gì Hương Bùi. Em chút hàng màu xanh chị. Rồi, màu đây có màu đỏ. Đỏ này size 12 13 cái nhé. Màu đỏ. Đỏ. Màu đỏ có bé giá nhé nha. Đỏ này size là 12 đến 13 cái, size đỏ 12 13 cái nhé, màu đỏ cho nha. Em có size 12 đến 13 cái nhé, màu đỏ này. Đẹp lắm, 12 đến 13 cái nhé, đỏ. Đỏ này 12 đến 13 cái size màu đỏ. Đỏ đỏ đỏ. Màu đỏ cho đỏ. Rồi nhện size tầm là 20 kg tới 23 kg nhện. Nhện cả nhà đỏ, đỏ đây trước chị Mai Luyện đỏ. Rồi, nhện là từ 20 kg tới 23 kg nhé, nhện này, 20 kg 23 kg bộ nhện nhé, nhện. Nhện từ 20 kg 23 kg nhện. Rồi nhện này trước chị Thắm Lê, bộ nhện này trước Thắm Lê. Nhện này trước Thắm Lê cả nhà. Nhờ này chút thấm lên. Đỏ hết rồi cả nhà. Rồi xanh này tầm 30 ký nhé. Xanh này 30 ký 32, 33 ký nhé. Xanh. Siêu nhân này là màu xanh này. Màu xanh là tầm 30 ký 33 ký nhé. Chỉ chút màu xanh cả nhà. Xanh này. Được chưa? Xanh. Màu xanh là 30 ký 33 ký nhé. Màu xanh cho em nghe xanh nha. 30 ký 33 ký màu xanh này. Em thấy mấy chị yêu nhưng tại vì không có size á. Em không đọc tên. Rồi xanh này chút chị A này xanh. Màu xanh này chút thấm lên. Xanh này chắc là Thắm Lê. Nhện đỏ này tầm size đến 10 kg cho tới là 20 kg để xanh nhện đỏ. Còn màu đỏ kèm số ký ngay chốt cho đỏ kèm số ký cho đỏ 10 kg cho tới là 20 kg đỏ. Đỏ là kèm số ký nhé cả nhà nha. Đỏ 10 đến 20 kg màu đỏ nè. Màu đỏ. Em mới size là 10 đến 20 kg nhé, màu đỏ cho nha. Cái gì đỏ này size là 10 kg cho tới là 13 kg cho em nha. Tầm bộ tầm đến 18 kg 20 kg đỏ. Là 10 đến 13 cái nhá, đỏ này, đỏ. Đỏ này 20 kg em cho chị Phạm Út đỏ. Đỏ này 10 kg 13 cái cho size, em còn đỏ 10 đến 13 cái màu đỏ. Đỏ này còn size đến 10 đến 13 cái cho em đỏ. Đây chị ơi, em còn hai bộ đỏ, size nhỏ là 10 kg tới 13 cái nhá đỏ. Rồi đỏ này còn hai bộ màu đỏ. Đó là 10 kg cho tới là 13 cái nhắc đỏ thì này có chút đỏ. Đỏ này em còn hai bộ vậy ơi. Đó là 10 kg nhắc cho tới là 13 cái chị em. Đó là 10 đến 13 cái các size màu đỏ. Dạ có. Xuất hàng em lên xuất hàng hết rồi cả nhà, có ít không? Xuất hàng có tầm 10 bộ nữa hết rồi cả nhà nha. Màu xanh này, xanh này size bé 25 kg cho 25 đến 30 kg xanh.
Dạ xanh này từ 25 đến 30 ký nhé. Đỏ, đỏ 15 ký không có sai gì. Đỏ này tầm 10 đến 13 ký thôi. Xanh này tầm bé từ 25 ký 30 ký xanh. 25 đến 30 ký nhé. Một xanh này cả nhà xanh. Xanh này từ 25 ký 30 ký nhé. Xanh này. Xanh 25 đến 30 ký chút thì thanh nhàn. Xanh. Rồi xanh này chút thì thanh nhàn. Rồi. À, bộ nhện 10 đến 12 kg nhện này. Đây là bộ nhện nha. Em còn size bé 10 đến 12 kg bộ nhện này. Mã nhện là còn size bé 10 đến 12 kg nhá. Chị chốt mã nhện này. Em còn size bé là 10 đến 12 kg nhá. Bộ nhện đẹp quá nhện. Đây là bộ nhện 100g 10 đến 12 kg bộ nhện nha. Mã nhện. Nhện 10 đến 12 kg bộ nhện nhá, nhện. Trời ơi đẹp quá. Rồi em lấy bộ đây màu khủng long. Khủng long này size của bé tầm là 20 kg. Khủng long 18 đến 20 kg khủng long này. 20 kg nha cả nhà, khủng long 18 20 kg khủng long. Đấy, khủng long màu cam là tầm 18 kg tới 20 kg khủng long cam. Khủng long cam là 18 đến 20 kg khủng long cam. Khủng long cam 18 đến 20 kg khủng long cam. Rồi. Đó, bộ C, C là size bé cũng tầm 18 đến 20 kg C. Rồi khủng long chút thì anh đào. C với chị nha, C này 18 đến 20 ký nha cả nhà. Rồi C ha, à, chị Linh Trần kiểm tra đơn Linh Trần. C, C này size bé 18 đến 20 ký nha, em xuống mấy đứa kiểm tra đơn. Rồi bộ C này 18 ký tới là 20 ký bộ C nha, cũng lo em hết rồi. Bộ C ha, C này 18 đến 20 ký mã C cho em nha. C. Rồi C này em cho chị Bùi à, chị Bùi Thị Kim Phượng. Dạ C này em cho chị Bùi Thị Kim Phượng có đơn. Rồi ở bộ đây nhện. Bộ nhện siêu nhân tầm 35 kg nhé, 35 kg cho tới là 36 kg. Nhện 35 36 kg nhé. Cho mình mã nhện cho nha, nhện 35 36 kg bộ nhện này. Nhện 35 kg 36 kg sao nha, bộ nhện đỏ. Nhện đỏ 35 36 kg có size nhện đỏ. Chị cho mã nhện đỏ. Nhện đỏ này chút chị thanh nhàn. À. Ủa nhện đỏ. Nhện đỏ là chút bạch long comment trước. Dạ có, em lên xuất hàng xem lên cả nhà. Nhìn đỏ chút mà bạch lên comment trước nha. Nhìn đỏ. Rồi. Tím. Tím này size bé 10 đến 12 cái nhé. Bộ tím này. Tím đẹp quá tím. Rồi tím 10 đến 12 cái nhé. Chị là chút bộ tím này. Tím hình con ngựa bunny á. Size bé 10 đến 12 cái nhé. Tím cho em nha. Rồi tím cả nhà. Tím 10 đến 12 cái màu tím này. Cho mấy em mấy là cho em mấy chủ thì ôm mấy chủ comment trước em chốt. Tím 10 đến 12 cái nhé. Chị là chút bộ tím cho em nha. Tím là 10 đến 12 cái màu tím. Rồi tím em chốt chị à, Úc Thư. Rồi mèo size bé từ 25 kg 25 đến 30 kg. Mèo từ 25 đến 30 kg bộ mèo. Rồi bộ mèo 25 đến 30 kg bộ mèo. Rồi tím Úc Thư. Rồi mèo chốt Bạch Long. Mã mèo này chốt Bạch Long mèo. Dạ mèo này em chốt Bạch Long. Ok chị yêu. Rồi heo bếp 3. Heo bếp 3 là heo này. Size bé 10 đến 12 kg heo bếp 3 này. Em có size bé là 10 đến 20 kg nhé. 10 kg tới 12 kg nhé heo. Mã heo là 10 đến 10 kg tới là 12 kg nhé. Bộ heo này cả nhà heo. Đẹp quá heo. Rồi Trần Đề Sóc Trang giao được không chị ơi? Hỏi thử hỏi mấy đứa. Chị đang hỏi chị. Để em hỏi chị nha. Rồi con heo bếp 3. Heo bếp 3 tầm bé 10 kg nhé. Heo bếp 3 là 10 kg 12 kg heo bếp 3. Heo cao bồi là heo heo cao bồi. Mèo hết rồi chị ơi, mèo hết rồi. Heo bếp 3 cho em nha. Còn bộ Nguyễn Hương em thấy thì chị không còn sai, chị comment sau á. Trời ơi đẹp quá. Rồi bỏ Mickey nha. Mickey này đùi, Mickey đùi. Ok, Mickey đùi size bé là 16 kg. 16 với 18 kg. Rồi bộ chuột hả, chuột Mickey. À, chuột Mickey 16 18 có chị em lên cho. Chuột Mickey 16 18 biết chuột nè. Rồi à, heo này chốt chị heo. Heo này chốt chị đậu phộng. Chuột Mickey là 16 cái 18 biết. Chuột Mickey 16 18 biết em. Ok. Heo heo con trai gắm chị mẹ được. Heo heo bắt ta trai gắm được hết nha. Đồng giá 59.000 hả xuất hàng chị ơi. Hàng xuất hàng. Rồi xuất hàng còn mấy bộ nữa hết rồi. Em lên mẫu khác nha cả nhà nha. Rồi tàu lửa này, tàu lửa 15 cái nhé, tàu lửa 15 cái nhé. Mã tàu lửa cho em nha, 15 kg cho em á, tàu lửa 15 kg nè. Tàu lửa này 15 kg có size nha, chị cho mã tàu lửa cho em nha, 15 kg cho em ha.
tàu lửa 15 cái cho em, chị giúp mã tàu lửa 15 cái. Tàu lửa 15 cái size nha cả nhà, tàu lửa cho nha. Rồi, xuất hàng. Rồi, ok chưa? Tàu lửa 15 cái nha, tàu lửa. Tàu lửa ăn ăn. Tàu lửa ăn ăn lên số điện thoại cho nghe có đơn. Tàu lửa chị ăn ăn có đơn. Tàu lửa. Heo em, heo còn em. Heo hết rồi. Heo hết rồi, heo chút chị đọc phòng có đơn rồi. Tàu lửa em chút chị ăn ăn dự phòng là chị Nguyễn Phong. Rồi, chị comment sau ấy chị ơi. Tàu lửa đây chút chị ăn ăn có số điện thoại. Rồi. Một mèo này. Mèo từ 30 cái tới 33 cái mèo. 30 cái 33 cái cái sao nha, bộ mèo cho mắt mèo. Đây bộ mèo này ha, 30 cái 33 cái nhắc mắt mèo này. À đó bộ mèo cả nhà mèo nha, 30 cái 33 cái bộ mèo, mèo. À bộ mèo này chúc Bạch Long mèo. Mấy chị comment nhanh nhanh xíu mấy chị chốt được đơn thôi tại vì mấy của em mới hiện lên nó ai comment trước thì em sẽ chốt ha. À mèo này chúc Bạch Long, mèo. Rồi xuất hàng em còn 3 bộ 4 bộ nữa hết rồi cả nhà. Rồi ok cả nhà. Rồi Mickey. Rồi 25 kg tới 30 kg nhé, Mickey nè. Mickey là từ 25 kg tới 30 kg cái size. Rồi Mickey nè. Mickey nha. Mickey 25 kg 30 kg nha. Ra cái mặt đủ hết Mickey nè. 25 đến 30 kg nhé, Mickey giùm em Mickey. Mickey giùm em Mickey ha, 25 đến 30 kg nhé. Rồi Mickey này chúc chị Thanh Trúc. Mickey này chúc chị Thanh Trúc. Mickey này chúc chị Thanh Trúc đâu. Rồi, em làm bộ này. Siêu nhân này. Siêu nhân là tầm 30 kg 33 kg chứ mà siêu nhân này. Siêu nhân. 30 kg 33 kg có size bộ siêu nhân này còn sót một bộ 30 kg 33 kg mã siêu nhân này. Mã siêu nhân. Rồi 30 kg 33 kg nhắc mã siêu nhân. Siêu nhân. Siêu nhân siêu nhân siêu nhân này chút chị Thanh Nhàn. Siêu nhân này chút chị Thanh Nhàn, siêu nhân. Rồi siêu nhân này chút chị Thanh Nhàn có đơn, siêu nhân. Rồi đen này. Đen này size tầm 30 kg 33 kg bộ đen, đen. Màu đen là tầm mấy 30 kg 33 kg nhá. Rồi là bộ đen kìa, bộ đen này. 30 kg 33 kg cái size bộ đen. Giờ siêu nhân hết. Màu đen cả nhà đen nha. 30 kg 33 kg em bộ đen này. Đó, đen. Rồi bộ đen cả nhà đen này. Đen này giúp chị Lưu Thị Nghĩa. Chị Lưu Thị Nghĩa này có đơn cho ta. Hả? Lưu Thị Nghĩa, ok, Lưu Thị Nghĩa có đơn. Dự phòng cho chị Nguyễn Văn. Dạ đen hết rồi chị ơi. Xanh này, xanh siêu nhân. Từ 25 kg tới là 30 kg nhé. Rồi à, bộ siêu nhân hết xanh này. Xanh từ 25 kg 30 kg xanh nè. Đó là mã xanh cả nhà, xanh. Màu đen hết rồi. Xanh từ 25 kg tới 30 kg nhé. Màu xanh siêu nhân hết xanh. Xanh xem mấy chị nhà xanh nha mấy chị. Màu xanh, xanh này chị đặt chỗ đây, xanh chị Mai Luyện. Xanh này chúc chị Mai Luyện. Xanh này chúc chị Mai Luyện. Xanh này của Mai Luyện nha. Trời ơi bộ hồng. Hồng mà 30 kg 33 kg. Hồng. Rồi lên mã hồng 30 kg 33 kg nha, bộ hồng. Rồi lên bộ hồng 30 kg 33 kg bộ hồng. Rồi chị cho mã hồng nha, bộ hồng. 30 kg 33 kg cái size bộ hồng cho mấy chị. Rồi, mã hồng chị, mã hồng hồng. Ờ bộ hồng để em chốt chị Hồng Vân, hồng này chốt chị Hồng Vân, bộ hồng. Mã hồng chị là comment trước em chốt với chị yêu ơi, trời ơi. Chị nào cũng ý kiến cho em chốt luôn. Hồng em chốt chị Hồng Vân. Hồng em hết cả nhà. Còn bộ màu trắng rồi, còn trắng là hết 10 kg tới là 15 kg cho em bộ trắng. Rồi. Em hết xuất hàng cả nhà, hết chưa? Không còn bộ nào nữa. Rồi xuất hàng hết sạch, em qua mẫu khác. Bộ trắng là 10 kg á. Em hết rồi mấy chị. Rồi em lên mẫu đây, trắng 10 kg cho tới là 15 kg bộ trắng siêu nhân trắng. Em còn sao bé 10 đến 15 kg siêu nhân trắng này. Mã siêu nhân trắng cho em nghe 10 đến 15 kg size siêu nhân trắng. Trắng 15 kg chút Nguyễn Văn. Trắng em còn sao bé 13 kg là cái size. Màu trắng có sao bé 10 đến 13 kg màu trắng. Trắng chút Vân, chị Vân. Rồi trắng còn 2 bộ 10 kg xuống 13 kg nha. Màu trắng còn 2 set nữa hết rồi.
À, chị Trúc Trắng có 10kg mua 3 cái size nha, mua 8 cho nha. Rồi em hết xuất hàng cả nha nha. Em hết xuất hàng rồi. Rồi ok cả nhà, bây giờ lên mẫu khác nha cả nhà nha. Trắng em hết size, tầm bé 13 ghế lại có size, màu trắng cho 13 ghế lại có size. Ok chưa? Rồi, túi sách còn ít tặng cả nhà 49 nha. Túi sách ở dưới kia còn. Túi sách 49 nha. Lấy chị ít túi sách luôn. Màu trắng, màu da, giúp túi sách làm gì được. Rồi lấy chị. Màu trắng, màu da, đây màu trắng. Rồi ok, bắt đầu lên hàng khung. Rồi em sẽ ghim, em bỏ ghim lên cả nhà, hết xuất hàng hả chị? Hết xuất hàng nha. Rồi à, siêu nhân trắng 12kg chút là đậu phộng. Rồi ok bác đại ma lên hàng. Rồi túi sách chị là chút túi sách không? Túi sách với chị lên màu 49.000 tặng nốt luôn túi sách cho em. Chị đặng tâm lên màu cho mình chị túi sách màu xanh. Rồi túi sách màu xanh, túi sách em chấp chị An 49.000 túi sách đẹp lắm nha. Túi sách với chị lên shopping bán 70.000. Chỗ khác nó bán tới 80.000 cái túi sách đây ha. Bên trong là có một cái dây xích, có nghĩa là cái dây mấy chị có thể cầm đeo cũng được, cầm tay cũng được nha. Đây. À, bên trong là có một dây xích rất là dài cả nhà nha. Đấy, túi sách này 49.000 luôn ha. Màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu tím. Đây em còn mấy túi sách là hết rồi. Tặng cả nhà 49.000 nữa xong. Rồi túi sách cả nhà nha. À, ok nha. Chốt cái bộ thành đông. Túi sách thì cái lên màu cho nha. Cho cái bộ siêu nhân á, đưa màu gì nữa để chị lên cho khách. Túi sách này có màu nâu à. Túi sách là màu nâu. Chị em đưa ra phương, chị lên cái màu cho nha, màu nâu, màu tím, màu trắng, màu... hết rồi. Rồi túi sách này giúp chị Kim Phượng, em còn mấy màu nữa hết rồi, hết rồi đúng không? Dạ. Màu tím. Tím còn một cái. Rồi tím, ok tím này. Rồi túi sách màu xanh chị Đặng Tâm, ok nha. Túi sách màu tím, rồi hết tím luôn nha, túi sách màu tím là hết rồi đó. Rồi em chốt được các màu đi rồi, chị còn bật màu mấy màu nữa. Màu tím hết rồi đúng không? Màu tím hết rồi, hai cái màu tím này. Màu da, màu trắng còn không? Rồi túi sách cả nhà, túi sách nha, em có màu xanh này, màu xanh em còn mấy màu nữa hết rồi. Túi sách nha, màu vàng em thích chị, túi sách hồng hả? Đẹp không? Trai không? Đẹp trai. Ôi hơi bị đẹp trai á, mấy trăm ngàn của tôi trời. Lộng mày cửa giờ mình đã là mua sáu xếp rồi, sáu xếp. Không bán nó, bán nó ra mua à. Màu tím em hết rồi, túi sách túi tím hết đúng không? Tím hết rồi. Dạ, tím. Tím hết rồi hả? Hết rồi. Đây cả nhà, túi sách em có màu da nha, dạ. Màu da. Đây này, màu trắng này, màu trắng nha, túi sách màu trắng. Rồi túi sách em có màu vàng. Đấy. Và túi sách em còn màu xanh nữa là hết rồi cả nhà. 49 nha em, túi sách còn 49 nha, hết rồi. Rồi, ok ra, túi sách hết rồi. Rồi, qua mẫu em. Bỏ xuống. Đây bỏ qua bên trong thùng đi. Bây giờ chốt sau. Rồi. Rồi màu nâu chút chồng là Trần Lanh, túi sách cho nha, 49 nha. Rồi ok cả nha. À, túi sách màu vàng chị Dung Quỳnh, rồi bỏ qua đây. Rồi ok cả nhà, mình đang lên hàng bán cả nha. Rồi bây giờ, rồi túi sách này, màu xanh, màu nâu, 49 nha, có chưa? Em bỏ túi sách ra đó, có túi sách. Rồi ok cả nhà nha. Em bộ đem bao nhiêu tiền để con mẹ nha. Rồi em làm bộ, bây giờ em làm sức của mẹ xíu, em làm được cái bé xeo. Bây giờ xeo một đống hàng xeo. Cái đơn sỉ của bà chị kia đem người ta xả luôn. Đây. Cái đơn sỉ của chị đây em đang xả với chị luôn nè, rất là rẻ. Chúc em Rồi, làm bộ gấu dài. Đây, gấu của mẹ cho em nha. Đây, gấu nha, gấu màu trắng. Mã gấu nha, cả nhà hình con gấu theo nè, gấu cho em nghe nha. Rồi, quần dài cả nhà nha, gấu quần dài cho em đang nguyên xếp nè. Tầm 58 đi là có size, ổ không to đó, 58 đi là có size. Rồi lên bạn gấu trắng cho nha. Gấu này có mấy màu, màu trắng màu da chứ màu nè. Gấu trắng gấu da cho nha. Tặng luôn. Gấu trắng gấu da, gấu hồng, gấu đen. Từ 4 màu. Màu trắng. Em bóc ra đi từng màu này đi. Mã gấu trắng nha cả nhà, gấu trắng là quần dài. Rồi. Bà sĩ sẽ xui. Đây, gấu trắng là quần dài. Rồi ok cả nhà nha, gấu trắng quần dài cho nha. Ok, ở phía dưới hình con gấu theo, gấu là gấu theo hết toàn bộ nhà em gấu theo. Rồi, để em làm mấy chị răng. Gấu này có mấy màu thì bây giờ em xem cả nhà là giá như ta. Em tặng cả nhà là giá 89.000 bộ. Tâm đắc chưa? Gấu một trắng 89.000. 89.000 bộ nha. 58 biết là có size, 40 tới 58 biết gấu trắng. Quần dài, áo ngắn tay, hình con gấu theo, rất là đẹp, 89.000. Gấu này có thêm màu hồng. Đấy, em cho mấy chị có đủ màu, màu trắng, màu hồng, đẹp lắm.
Hôm nay gấu theo nha cả nhà, gấu theo hết một mạch cho 89.000 bộ, em tặng cả nhà bộ gấu. Lên đơn chốt nha, gấu trắng, gấu hồng. Đây là mã gấu hồng cả nhà, gấu hồng này, gấu hồng nha. Mã gấu hồng nha, thanh vàng đi đơn từ từ chị ơi. Đơn ngày hôm nay ngày mai mới chốt nha. Đơn ngày hôm nay là ngày mai mới chốt được. Rồi, là mã gấu hồng này, gấu hồng nha, gấu trắng này em chốt chị. Chị Phương có đơn. Trắng này em chốt chị Phương. Rồi, gấu trắng, gấu hồng. Gấu đen em chốt chị Lâm Thường. 89.000 em. Đen này em chốt chị Lâm Hiền. 89.000 màu trắng, màu hồng, màu đen. 89.000 bộ của mẹ. 59 cái size. Ủa, 59 thì được. Rộng rãi, thoải mái, cái phòng phòng to. Cái này phòng to thì nha, 58-59 cái size. Rồi, áo có gấu, ở dưới quần có gấu nha, màu đen nè, đẹp chưa. Gấu vàng nha, là gấu theo hết trong bộ nha. Đẹp lắm, mấy chị kiểm tra hàng thoải mái quần dài. Rồi, nguyên set cho nha, 89 nha. Màu đen, màu hồng, màu trắng cho nha, 3 màu. Màu đen, màu hồng, màu trắng nha, cả nhà, gấu theo hết trong bộ cho nha. Mình cũng có hình lắm, dễ thương lắm. Rồi, áo yến tay quần dài, nguyên một set cho nha là 59 nha. Mã gấu đen. Màu đen, màu hồng, với lại có màu trắng, 3 màu. Màu gì? À, đen, hồng, trắng, 3 màu. Rồi, chị đã có mấy màu gấu, em có màu hồng, xinh lắm. Hà bao đẹp cả nhà, 89.000 một set, bao giá cả nhà rồi. Rồi, gấu này có thêm màu hồng cả nhà, màu hồng này. Màu hồng là phối nguồn này, màu đây chứ mấy gì? Màu hồng là phối nguồn màu da. Đấy. Rồi, đó mã gấu hồng, ok nha. Bao đẹp nha cả nhà nha, mở này ta. Rồi, 89.000 một set trong nghe này, gấu này có màu hồng. Đó, màu hồng nha chị, màu hồng trong nghe. Rồi, gấu này có thêm màu trắng, 3 màu. Màu hồng, màu trắng và có màu đen. Kể nè. Màu hồng, màu trắng, màu đen cho nha, 3 màu, gấu trắng, gấu hồng, màu đen cho nha, rất đẹp lắm, nhà mặt xuống á. Rồi, 89.000 một bộ nha. Ok, rất là rẻ. Rồi, 89.000 một set cho nha, mẹ gấu cho nha. Đó, bộ của mẹ mới về hàng. Còn cái này xuống, em bỏ lên kia. 89.000 một set cho nha, bộ gấu. Rồi, em có một set bộ của mẹ. Set bộ của mẹ đẩy qua đây. Set bộ của mẹ em xem cả nhà luôn nè. Set bộ quần đùi nha, chị thích lăng đùi, em lăng đùi cho. Ok cả nhà. Linh Trần là sao ta? Linh Trần là sao? Rồi em đang xếp đùi của mẹ nha. Xếp đùi của mẹ 85 nha. Bộ đùi của mẹ 85 nha. Xem nút cả nhà đúng 85 nha. Chị Lâm thì rồi Lâm bộ đùi của mẹ 85.000 bộ nha, chắc thiệt đó cả nhà. Bộ đùi của mẹ nha. Rồi màu cam cả nhà, siêu cả nốt cả nhà, 85.000 luôn. Rồi ok, tiếp Lâm mấy chị hàng sale ban nóc luôn. Bộ đùi của mẹ 85.000 bộ, cảm ơn mã cam. Lâm màu cam 85.000 một set nha, siêu nốt cả nhà luôn ha. Đó, khung này bao xịn sò, ok chưa. Chắc phải đẹp cho mẹ nha nha, chắc phải đẹp tầm 40kg cho tất đàn 59kg được, cái là khung rộng rãi to. Rồi 40kg, 59kg mặc được nha. Rồi Lâm màu cam. Một cam vậy nha, 85.000 bộ đùi cả nhà, cam 85.000. Rồi mỗi mẫu em có được mấy bộ thôi. Cam thì 85.000, bộ da chưa có chị ơi, chờ chưa về. Hiện tại bây giờ có đùi. Có vest, được cái vest bộ vest chị. Đùi với lại ngắt tay thôi, quần dài, bộ cam. Cam 85.000, cam này giúp chị Lưu Thị Nghĩa cam 85.000, còn hai bộ vest khách xả ra tặng nút cả nhà. Cam em giúp chị Lưu Thị Nghĩa có đơn. Rồi cam. Đây còn hai bộ vest nha. Vest màu đen nha, vest màu nâu. Đùi đúng không? Trời ơi, 185. Trời ơi, vết đùi này cả nhà, vết đùi này. Còn bữa khách chốt mà không có hàng cho em nghe. Ok chưa? Em xuống hỏi chưa, Trần Đề Sóc Trăng giao được không? Trời, bộ vết đùi nha. Vết đùi của mẹ tầm 58 mới lại có size. 58 cái độ là mẹ đẹp lắm ha. Rồi, màu đen, vết màu đen màu đùi nha cả nhà. Bộ này tặng lúc cả nhà là giá bao nhiêu ta? Bữa em like cả nhà là giá 101 đúng không? 101 bây giờ xem mấy chị là giá nhiêu. 105.000, hàng thiết kế 105.000, màu đen. Quần đùi nha cả nhà, vết đùi màu đen cho nha, 58 là có size. 105.000 màu đen. Đó, rồi là màu đen cả nhà, màu đen nha, quần đùi cho nha, vết đùi 105.000, vết đùi. Đẹp lắm, quần đùi hàng thiết kế. Đen 105.000 quần đùi cho đen. Rồi, 105.000. Rồi, cái này có thêm màu à? Đây, đẹp chưa? Ở đây comment là màu da ha, màu da này, màu nu cũng được, màu nu. Còn màu xếp không? Mỗi mẫu em còn một bộ. 105.000 quần đùi nha. Rồi đen. Đen này em chúc chị Trang Nguyễn 105. Màu da là chị lấy da. Đẹp lắm cả nhà. 105.000, màu này đẹp lắm. Khách em mặc rồi, em mặc rồi. Em cũng lấy một bộ em mặc rồi, mặc xinh lắm. Màu da rất là đẹp cả nhà, màu da này. 105. Đó, còn một bộ da 105 luôn ha.
Một ở phía sau là ở phía trước này cả nhà, cài nút còn phía sau lưng thun nha. Rồi màu nu nè, chúc chị Huy chưa 105. Rồi hết, mọi chị đựng bộ. Cái này bữa em lai sạch rồi, khách sẽ ra. Rồi nu nè, chúc chị Huy chưa có đâu nha. Ok chị yêu. Rồi em lên tiếp bộ đùi của mẹ 85.000. Sau này lên tiếp đồ sale của bé, đồ lạnh, tất cả các mẫu nha. Rồi bộ đùi đen nè. Trời ơi màu đen. Đó, rất đẹp với cả nhà. Khủng long này, khủng long màu đen của mẹ. Khủng long ha, bộ đùi nha cả nhà. Còn 58 thì lại có size. Đói. Rồi đẹp quá nha ha, màu đen này cả nhà, đen 58 là có size. Rồi đẹp quá, bộ đùi nha cả nhà, 85.000 một set nha, đùi 85.000. Đó, bộ đùi đen 85k, hình con khủng long phía sau nha. Rồi, lên bộ đùi cả nhà 85.000, đùi đen có màu à, màu đen. Màu đen cả nhà, đen là 85.000, có hình con khủng long. Đen 85.000, có con khủng long bị màu đen. Đó, bị kích thước trong bộ nha. Xe nốt cả nhà là... Chị Linh Trần, Linh Trần xin xuống khỏi chị Linh Trần. Linh Trần ở trên xin xuống khỏi chị yêu nha. Rồi ngay bu cục này, Linh không khỏi. Chị Linh Trần trên xin lại xuống khỏi chị yêu nha. Rồi một trắng cả nhà, trắng này đẹp chưa, bộ trắng cho em nha, quy một bộ trắng này. Đó đẹp chưa. Lên một trắng cả nhà nha, bộ lửng của mẹ. Ok ôm lửng quá chị. Rồi lên một trắng đùi nha, trắng đùi cho em nha này, 85.000. Đó đẹp quá chị ơi, trắng này. Quy một xếp một trắng cho em nha, tết 85.000 đùi. À, rồi lên một trắng cả nhà, chị chúc trắng là một trắng đùi nha, trắng đùi 85.000. Em lên tầm mà mấy chục bộ đùi xong em lên bộ đồ lửng cả nha. Đồ của bé hàng sale rồi nè. Rồi trắng nha cả nhà, trắng nha chị nha, trắng cho em nha. Màu đắt hôm qua còn 44 miếng, chị thích lấy màu nào? Em đang chúc đơn chứ, mấy bạn đang chúc đơn không biết còn sai không, mà chị cứ lên đây em tiếp dự phòng cho, em lên đơn dự phòng với chị yêu nha. Trời ơi đẹp quá. Rồi từ từ lên. Rồi lên màu nâu cả nhà nha, màu nâu nè, đẹp quá. Màu nâu chị ơi, màu nâu quần đùi cho em nha, chắc đẹp lắm cả nhà ơi. Bộ nó chắc đẹp lắm cả nhà. Màu nâu nha cả nhà, màu nâu nha. Đó, dạ. Bộ của bé tiếp lên lại cả nhà. Màu nâu nha, bộ đùi của mẹ cho em nha. Rồi 85k bộ cho em nha, đẹp lắm. Bộ đây chắc mặt sướng cả nhà. Rồi màu nâu nè, đẹp lắm cả nhà, tầm 60 kg được ơi. Này foam to, đùi này foam to. Bộ nâu tầm 60 kg đâu lại được vừa, ha, tầm 40 kg 60 kg cho mấy chị. Đó, chắc đẹp lắm cả nhà. Đó. Rồi lên mảnh nâu cả nhà, chị chúc mảnh nâu cho em nha, nâu. Rồi bộ nâu. Rồi xem nốt cả nhà là 85.000. Đùi của mẹ là 85.000 nha. Bộ đùi này của mẹ 85k, bộ nâu, nha, bộ nâu. Cái quần đùi của mẹ nha, nâu. Đẹp lắm, chắc là bao hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng, nâu. Nâu này em chúc chị Nguyễn Thùy 85.000. Cả nhà chờ em xíu. Nâu này chúc chị Nguyễn Thùy 85k, bộ nâu. Bộ đen bữa chị bao nhiêu? Lửng nhiêu? Rồi, đùi là 85, còn lửng là 95. Trời ơi đẹp quá, gấu trắng là quần lửng. Gấu trắng là quần lửng nha cả nhà, gấu trắng là quần lửng cho em nha. Giá 95.000, lửng là 95, còn đùi là 85 nha cả nhà nha. Đây là quần lửng này cả nhà, gấu trắng là quần lửng cho em nha. Rồi 95.000. Rồi lên mạng gấu trắng nha cả nhà. 58 quý lại có size nha. Đó, 58 quý lại có size cho em nha, chị gấu trắng nè. Đó, mạng gấu trắng là quần lửng nha, gấu trắng là quần lửng cho em nha. Quần lửng, quần ngố á, cái này ngố nha, gấu trắng là bộ đùi ngố là 95k bộ. Rồi gấu trắng cho em nha chị, gấu trắng là ngố 95.000. Đẹp lắm đó chị. Gấu trắng 95k mẹ em ha. Chị chúc mạng gấu trắng cho em nha, 95.000 gấu trắng. Là quần ngố, ngố là 95, còn đùi là 85. Trời ơi đẹp quá hồng. Trời ơi đẹp quá chị, đùi rất là đẹp. Chắc xuống quá cả nhà. Chắc rất là dày cả nhà nha. Chắc dày mà đẹp lắm. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Rồi lên bộ hồng chị với chị, bộ hồng. Hồng quần xanh này, quần đùi cho em nha, đẹp quá hồng. Rồi 85k bộ cho em nha. Rất là rẻ cả nhà, hồng 85.000 cho em ha. Chị chúc mạng hồng. Quần đùi cho em nha, hồng là quần đùi cả nhà, đẹp chưa. Có túi hết trong bộ nha. Áo hồng với lại quần xanh. Form bao đẹp, chắc bao hàng kiểm tra thoải mái, chắc là đẹp lắm. Rồi lấy màu hồng với chị hồng, màu hồng là quần đùi 85.000, ngố này. À, chị Linh Trần, ok Linh Trần này. Ngố thì 95, còn hồng đùi là 85. Rồi lấy mã hồng, chị chúc mã hồng cho nha. Chị Linh Trần, đây đưa đem xuống khỏi mấy đứa kiểm tra. Dạ ok chị Linh Trần nha. Rồi em đang tiếp mã đùi, mấy chị đùi lên về mấy mẫu rất đẹp luôn. Xinh lắm, 85k bộ cho nha. Rồi em lên bộ màu trắng đó cả nhà ơi, màu trắng này. Rồi đẹp quá, đùi rất đẹp đó chị ơi. Rồi chị chốt màu trắng cho màu trắng nha cả nhà, trắng cho em nha. Trắng. Rồi 85k bộ nha, trắng này 85k quần đùi nha, trắng là quần đùi cho em nha, reset cho em nha. Áo trắng màu đen. Em nói thật sự chắc nó đẹp lắm chị ơi, chắc nó cấp. Đẹp lắm, chắc nó dày dặn cho em nha ha, dày, co giãn cho em 4 chiều, thun cơ tâm cũng phẩm. Rồi lên màu xét cho màu trắng này, trắng quần đùi cho em. Tầm là 60 kg đô lại mặt vừa. Cái quần đùi là tầm 60 kg đô lại cho mặt vừa. Còn ngố là tầm 58 cái này có sai nha. Rồi chị giúp trắng cho mẹ màu trắng cả nhà, trắng.
màu trắng cho em nha. Đó. Chị là chốt trắng còn màu trắng cho em 85.000, trắng 85.000. Trắng 85 kìa. Lại thêm mẫu chị qua đây. Lấy mẫu. Ờ đùi đi, để đùi đi. Là đùi đồng lòng luôn cho nó. La đùi của mẹ em ơi, theo dõi live suốt thì lên đùi có đùi sau. Đây, là màu đen cả nhà, đen đùi nha. Đen đùi của mẹ là 85.000. Đen đùi của mẹ 85.000 nha. Đây vùng đùi của mẹ này. Đó. Rồi là một nguyên một set màu đen đùi của mẹ 85.000 mẫu mới về cho em nha. Dạ 85k mấy chị nha. Đó, màu đen cả nhà 85.000 một bộ cho em nha. Của mẹ nha cả nhà tầm 40 ký tới 58 ấy nha. Đen. Đen đùi là 85k, chị giúp mà đen đùi cho em 85.000. Ngố là 95.000, còn đùi là 85k. Rất đẹp cả nhà. Không đẹp nha, không lấy gì đâu. Mẹ cực kỳ thích luôn. Rồi, lên tiếp mẫu đây cả nha. Tí nữa em siêu đồ của bé sau mấy chị nha, theo dõi like cho em á. Rồi khủng long này, bộ đùi ngố khủng long, ngố là khủng long. Ngố khủng long là 95.000 một set cho em nha. Ngố khủng long 95.000. Tầm 58 lại có size nha. 58 thì lại có size cho em khủng long hồng, mã khủng long hồng. Ok cho anh 58 lại có size cho em khủng long hồng cho em nha. Bộ đùi ngố là 95.000. Khủng long hồng ấy chị nha, mã khủng long hồng cho em nha, khủng long hồng. Dạ 95k, cứ ngố là 95 còn đùi á là 75, đùi 85.000, khủng long hồng. Mã khủng long hồng chị, khủng long hồng cho em có đơn, khủng long hồng. Rồi, em làm bộ gấu hồng. Đấy. Gấu hồng này có size cũng tầm là 58 với lại có size tầm 40 đến 58 cái gấu hồng. Đẹp ghê chưa? Mã gấu hồng cho em nha chị nha, cưng quá. Bộ đùi ngố cho em nha, 95.000 xét nha, gấu hồng. Chắc bao form bao giá luôn mấy chị yêu nha, hàng mặt xuống lắm, 95.000. Cứ ngố 95 mà đùi là 85.000. Rồi chị đây có mấy mã gấu hồng chị, không đùi ngố nha, gấu hồng là không đùi ngố cho em nha, đủ lắm, nhiều hình lắm chị có theo dõi like. Thích được mẫu này mấy chị chốt mẫu đó cho em nha nha, chắc hình ba đẹp. Rồi, làm mã gấu hồng mấy chị, gấu hồng cho em nha, gấu hồng. Rồi lên tiếp mẫu đây, đùi này. Mã mèo xanh nha. Mèo xanh là xếp quần đùi cho em nha, 85.000. Mèo xanh đẹp lắm, chắc bao dày. Chắc là bao đẹp, bao dày cả nhà luôn. Chắc bao xuống, quần đùi rất đẹp. Rồi là mã mèo xanh 85.000. Mã mèo xanh 85.000 nha cả nhà ơi. Đây, đi một bộ mèo xanh này 85.000. Size tầm là 60 ký rồi lại có size nha. Mèo xanh 85.000, chị lấy cho mã mèo xanh quần đùi nha chị. Đây, mèo xanh này. Mèo xanh là 85k một xếp cho em nha. Chị lấy cho mã mèo xanh cho em nha, 85.000. Khỏi đi, khỏi xếp đi. Mèo xanh là 85k. Mã mèo xanh này 85k một xếp nha, mèo xanh. Đó. Mèo xanh là 85k, em chốt chị tiếng phụt tiếng trầm. Mèo xanh là 85k bộ cho em hết, mèo xanh. Đùi rất đẹp cả nhà ơi, em bao hàng. Gấu hồng em chốt chị ạ, chị Phương, gấu hồng 95. Ngố là 95, đùi là 85 nha. Trời ơi, khủng long trắng, cái đùi. Khủng long trắng này cả nhà ơi, khủng long trắng là xếp đùi nha, 85.000 khủng long trắng, đẹp quá. Rồi lên mã khủng long trắng nha cả nhà nha. 85k bộ cho nó hồi đùi, áo không rộng to. Ủa đẹp lắm cả nhà, khủng long trắng. Mèo xanh hết rồi đúng không? Mèo xanh em hết rồi chị ơi, mèo xanh có bộ à. Mã khủng long trắng này cả nhà, xếp quần đùi này. Khủng long trắng các em mấy chị nha. Rồi 58k, 59k mặt vừa nha, quần đùi 85.000 khủng long trắng đẹp lắm. Mã khủng long trắng là áo trắng luôn à, quần nặng xám. Khủng long trắng nha, khủng long trắng. Mở mẫu được con bộ chị ơi, chắc bao đẹp. Cứ kiểm tra hàng thoải mái đó chị. Mèo nâu. À, mã mèo nâu chị, mèo nâu nha, mèo nâu, mèo nâu. 40 ký tới 58 đến 59 được ha, quần đùi nè. Mèo nâu cho em ăn, quần này có túi hết tâm bộ giúp nha. Quần này có túi mặc bao xuống luôn ha. Mã mèo nâu cho em nha, cưng chưa? Đó, bộ mèo nâu tầm 40 ký nha. À, cho tới là 58 với size, 58 59 cái được nha. Rồi mèo nâu. Bộ mèo nâu cho em nha, 85k một bộ cho em nha. Phun cô tâm chính phẩm hàng phun cô tâm. Rồi chị giúp mã mèo nâu. Bộ mèo nâu bao đẹp. Mèo nâu. Màu này cũng đẹp. Rồi lấy thêm ngố vậy luôn. Mèo nâu này chút gì tiếng chăng. Trời ơi khủng long này, thêm bộ khủng long trắng này cả nhà, thêm bộ khủng long trắng rồi, khủng long trắng. Quần đùi nha cả nhà, khủng long trắng xếp quần đùi cho em nha, 85.000. Khủng long trắng cả nhà nha, còn xếp khủng long trắng cho em có hai bộ. Khủng long trắng này có hai set. Mã khủng long trắng nha cả nhà, quần đùi cho em nha. Rồi, khủng long trắng cả nhà. Xem nó cả nhà là giá 85.000, đùi 85 còn ngố là 95. Đùi 85 còn ngố 95 nha cả nhà, khủng long trắng nha. Mã khủng long trắng nha, khủng long trắng. Được không mình đây, chụp mình nha. Khủng long trắng cả nhà, thấy không? Mã khủng long trắng cho em ăn, khủng long trắng. Ok chị yêu. Rồi, bộ đây bộ lẫn này, ngố, đây là bộ ngố. Ngố với đùi em sẽ lên xem kỹ nha. Ngố xanh này cả nhà. Mã ngố xanh cho em nha, đẹp chưa? Mấy chị ơi, chắc bao xuống ngố xanh là 95.000.
ngố xanh là 95 cây nha. Ngố xanh cho nha 95 ngàn. Ngố. Đây các bạn, ngố xanh này cả nhà. Ngố xanh cho nha 95 ngàn. Đó, phun cô Tâm chị ơi, phun cô Tâm. Phun cô Tâm giùm em chị nha. Đây là bộ ngố xanh nha chị, ngố xanh cho em bộ đùi ngố. Đẹp ghê luôn á. Mã ngố xanh là xe bệnh nha là giá 95 ngàn. Ngố 95 ngàn nha các chị nha. Đẹp lắm. Rồi, đây là bộ đùi ngố này cả nhà. Ngố này 95 ngàn, ngố xanh 95 ngàn. À, ngố xanh là 95k bộ nha, ngố xanh. Ok chị. Ngố xanh là 95k, ngố xanh. Em sẽ làm vừa lên đùi, vừa lên lên ngố thì cả nhà chốt ha. Ngố xanh là 95k bộ ngố xanh. Rồi là bộ xanh đùi nè, để kê luôn các xanh đùi. Xanh đùi cho em mấy chị, rồi 85 ngàn. Xanh vùng đùi là 85k nha. Đây. Chắc đẹp dễ mang luôn cả nhà ơi, mẹ xích lắm cho em hát xanh đùi nè. Còn mấy bạn xanh đùi nha cả nhà, xanh đùi cho em nha, xanh đùi. Ngố xanh em giúp chị phun cái đơn ngố xanh. Rồi bộ xanh đùi nè, đó. Ngố xanh còn đi. Ngố xanh em giúp chị ạ, chị Kim Phượng. Kim Phượng lên số điện thoại cho em nha, chốt nha. Kim Phượng lên số điện thoại cho em nha. Đây, bỏ cho mình. Rồi là một xanh đùi nha, xanh đùi này 85 ngàn, đùi là 85, còn ngố là 95 ngàn chị nha. Rồi là mã xanh đùi cho em nha, chắc ba đẹp hết, xanh đùi này. Xanh đùi 40 ký em chút tiếng trần, xanh đùi cho em nha, đẹp lắm chị, xanh đùi. Chị Kim Phụng chốt hàng lên số điện thoại cho em nghe chốt nha. Kim Phụng. Kim Phụng chốt hàng lên số điện thoại cho em nghe chốt. Quần này nguyên một phép này cả nhà, hàng Quán Châu á, bỏ trong bì chiếc rất đẹp cho em nha. Ôi màu trắng này, trắng đùi, đẹp quá chị ơi. Chắc đẹp giả mang cả nhà, trắng đùi này, nhà phải thấy không? Thì bộ đồ trắng đùi nha, 85 ngàn. À, trắng cả nhà, trắng này, trắng đùi 85k nha, đẹp lắm đó chị ơi. Nguyên bộ này, nguyên set của đùi nha cả nhà. Đó, rồi 85 ngàn, ok chưa? Đùi trắng thì chị không chút phí, đùi rất đẹp. Em nói thật sự, đùi rất đẹp chứ chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em đùi trắng này. Những cái hình là bao đẹp đúng không? Ôi những bộ đồ cho em nghe đó chị ơi, người ta bán trăm mấy ngàn, bán có 85 ngàn. Người ta bán trăm mấy ngàn một xếp đó cả nhà, quần đùi nè. Ok chưa? Rồi, ngố xanh chữ em chút Kim Phụng, ok chị yêu. Mã trắng đùi mấy chị, màu trắng cho em nghe, tranh thủ chút trắng đi, trắng. Trắng em bán danh dự rồi nha, bộ trắng nó rất đẹp. Trắng này chút tiếng trần nha, trắng cho em nghe. Không đẹp không lấy tiền đâu mấy chị. Bì kích nhựa nè, cả nhà thấy cái bì à. Màu trắng đẹp lắm cả nhà, chút trắng đi, trắng đùi. Ngố là 95, còn đùi là 85. Đây là một vịt xám. Mã vịt xám này có 2 bộ nha, vịt xám này có 2 bộ. Trắng đùi nó còn hèm chị. Dạ trắng đùi em chốt chị Võ Truyện, em chốt chị Phương. Còn rồi, em làm bộ con vịt nha. Đẹp lắm, trời ơi, bộ đẹp lắm cả nha. Vịt này là vịt xám còn 2 bộ nha, vịt xám 95 nha. Bộ đùi ngố là 95, còn đùi là 85. Rồi đây là vịt xám cho chị, mã vịt xám nha. Rồi ok cả nhà, vịt xám nhất nha, vịt xám. Không đẹp nha, không lấy tiền. 58 đi lại có sai. Rồi, là một cái màu xám chị, một xám, vịt xám cho nghe, còn hai bộ vịt xám này. Trắng còn trắng quá. Cho hai chị này. Rồi vịt xám cho nghe, còn hai xích vịt thôi cả nhà, vịt xám bộ đùi ngố nha, 95 ngàn, vịt là 95 ngàn. Cứ ngố là 95, còn đùi là 85. Rất bao đẹp cả nhà. Đó. Rồi. Vịt này còn hai bộ nha, vịt xám này còn hai xích này. Nãy vịt xám này còn hai bộ vịt xám. Sáng còn 2 bộ. Rồi đầy cái đùi chị lên. Vì sáng nó còn 2 set cho cả nhà nha. Trời ơi. Bộ đây còn 2 bộ đây. Rất là đẹp. Trời ơi đẹp quá mấy môi. Sáng này chị ơi, sáng đùi nè. Sáng đùi nha cả nhà. Trời đẹp quá chị, sáng đùi này 85 ngàn. Bộ đùi chắc lắm mấy chị ơi. Bộ đùi rất là chắc chị nha. Sáng đi. Rồi là màu sáng chị sáng nha. Sáng này còn 2 bộ sáng cho nha. Ok chưa? Màu xám này có 2 phép cho em nha. Màu xám màu đùi cho em nha. Chắc đẹp mê nha. Rồi. Xám đùi là 85 cao bộ nha. Phong to lắm, tầm 58 lắm, 58 59 mới được không? 58 59 mới được thoải mái nha. Tầm 40 kg đến 58 59 được nha. Đó, rộng rãi phong to đẹp lắm cả nha. Rồi là màu xám đùi à. Xám đùi nha chị 85 nha. Quần đùi. Xám đùi 85 cam đó chị, xám đùi. Xám đùi 85 ngàn cả nhà nha. Xám đùi này. Giúp chị tiến trần có đơn này. Đẹp lắm, em thật sự với chị 85k bộ em bao hàng ở nhà luôn, về nhận bộ đồ rất chắc luôn. Sáng đùi em cho tiếng trần có đơn á, tiếng trần. Trời ơi, bộ gấu. Bộ gấu xanh nè, chị chút bộ gấu xanh cho xếp quần đùi. Đây, mã gấu xanh nha, xếp quần đùi cho nha, gấu xanh. Sáng đùi em cho chị Tuyết Nguyễn, sáng đùi.
bảy kích nhựa cho em, là hàng em bao hàng cả nhà đây, hiện hàng bán trâu của em nghe này. Đây là bộ gấu đùi nha, gấu đùi 88 cái bé trai, không phải chị ơi, của bé gái, của mẹ mà, sách của mẹ mà. Rồi gấu xanh của mẹ, gấu xanh cho em nghe rất nhanh, bộ gấu xanh tầm 40kg đến 58 cái gấu xanh. Rồi 40kg đến 58 cái gấu xanh của mẹ, bộ đùi 85.000 một set gấu xanh. Đó. Bộ đùi em về đúng có 100 bộ với chị, em like xong 100 bộ là hết rồi, chị không có nhiều đâu. Rồi là bộ gấu nhé, gấu xanh cho bà chị, mùa đẹp quá, chị thử giúp một đây một màu gấu xanh cùng đùi cho nghe. Ok chưa? Mẹ gấu xanh của mẹ nha, gấu xanh tầm 58 là có size cho em nghe. Rồi 85 cao bộ bao hàng cả nhà, chắc là xuống mình đứt chắc luôn. Mẹ gấu xanh cho cả nhà, chị giúp mẹ gấu xanh cho gấu xanh. Không đẹp không lấy tiền, kiểm tra hàng thoải mái. Bộ gấu xanh cho bà chị gấu xanh. Gấu xanh em trước thì thiết nguyện có đơn. Rồi màu vàng. Trời ơi nó đẹp má ơi, chịu không nổi luôn. Gấu xanh này em chắc chị Tuyết Nguyễn có đơn. Rồi nó màu vàng chùm em ấy, bộ vàng cho em nha, đỉnh lắm cả nhà. Cả nhà ơi nhìn nói gì, con gì đây, con gì đây. Đẹp giả tha luôn á, bộ vàng màu sọc. Xinh lắm á chị ơi, nhìn cái bộ đồ chắc lắm chùm em á, màu vàng. Rồi chị chúc vàng của mấy màu vàng cả nhà, vàng nha. 40kg tới 58 với một size. Mỗi mẫu có được bộ thôi mấy chị nha. Rồi. Ok cả nhà, màu vàng 85k, đùi 85 nha. Đó. Tầm 40kg tới 58 với một vàng cho em nha. Bộ của mẹ nha, xét của mẹ cho em bao đẹp. Em nói thật sự đỉnh lắm cả nhà, đỉnh cực kỳ luôn á, ngố này. Rồi đang tiếp bộ ngố. Vừa ngố vừa đùi nhanh, ngố là 95, còn đùi là 85. Trời ơi, bộ gấu này. Đó. Mã gấu nâu, cả nhà gấu nâu nha. Bộ đùi ngố gấu nâu cho em nha. Đấy, gấu nâu là một bộ đùi ngố nhé, gấu cho em nha. Rồi vàng em chốt chị Phương, vàng nha, phong rộng. Phong rộng hay là phong vừa, phong rộng, phong phẩm, nói chung phong nó. Nói chung mày còn thoải mái, cứ thêm số ký cho mẹ mày đẹp nha. Cứ thêm số ký cho em á. Tầm 40kg tới 58 ấy là vừa thoải mái cho em nha. Rồi là một gấu này, gấu màu nâu, gấu nâu, bộ đùi ngố. Rồi. Ok chịu nha. Rồi là một nâu cả nha, gấu nâu cả nhà, gấu nâu cho nha. Gấu nâu, bộ đùi ngố này cả nhà. Đẹp chưa? Mã gấu nâu đùi ngố là 95 nha, ngố 95 còn đùi là 85. Rồi là một gấu nâu cả nhà, gấu nâu. Gấu nâu, gấu vàng cho em nha. Gấu nâu, gấu vàng, hai màu. Phong đùi ngố nha cả nhà, gấu nâu và gấu vàng cho em nha. Rồi 95 nha, 95 nha, ok. Ngố là 95, đùi là 85. Trời lắm, màu vàng cả nhà. Đấy, 58 cái lại có size nha mấy chị nha. Trời lắm, bộ gấu vàng cho bộ đùi ngố. Gấu vàng là bộ đùi ngố nha cả nhà nha. Đẹp quá trời luôn. Rồi, gấu nâu em chút chị xì bích nha, gấu nâu cho em nha. Mà gấu vàng, gấu vàng bộ đùi ngố cả nha, gấu vàng. Ngố vàng không? Ngố vàng là bộ gì? Ngố vàng này gấu vàng luôn. Gấu vàng em chút chị đặng tâm. Ok, gấu vàng em chút chị đặng tâm. 59, 95 ngàn là bộ đùi ngố, đùi là 85k. Chị mạch ngố lấy đùi mạch đùi nha. Gấu vàng em chút chị đặng tâm, màu vàng, đẹp lắm. Chắc phải bao xịn sò mấy chị ơi. Thêm một cái màu vàng này, vàng chữ. Ồ ôi, màu vàng chữ cho em 58 là có sai nha. Vàng chữ là bộ đùi ngố nha, vàng chữ là bộ đùi ngố cho em nha. Vàng chữ cho mà, đẹp chưa? Rồi là màu vàng chữ cho em đó chị, vàng chữ là bộ đùi ngố nha, vàng chữ. 58 cái là có sai nha, vàng chữ cho em nha. Tặng nốt cả nhà là giá 95 ngàn, ngố là 95 còn đùi 85, vàng chữ cho em nha. Đấy, bao xịn sò mấy chị nha, vàng chữ cho em nghe này. Đó, bộ đùi ngố cho em nha, vàng chữ. Comment là mã vàng chữ cho mấy vàng chữ. Bộ vàng chữ cho chị, mã vàng chữ cho em nha, có đông vàng chữ. Đây là bộ đùi này cả nhà, đùi 85 ngàn. Đây là bộ đùi xanh cho em nha. Trời ơi, đùi xanh là hình con khủng long. Đùi xanh là hình phía sau, con khủng long phía sau nha. Bộ đẹp lắm chị ơi. Rồi là mã đùi xanh nha, giống bộ em năm mạch này cả nha. Trời ơi, cái băng ra nữa. Khổ ghê. Đây, chờ em xíu nha cả nhà. Hồi nãy em lạnh, bây giờ nó nóng. Trời ơi, khổ ghê. Giống mẫu em đang mặc này, em đang mặc bộ khủng long màu hồng. Đấy, mẫu em đang mặc này rộng rãi, trời 60kg một phẩm ạ, 60kg một vô. Đây, là mẫu recommend là bộ xanh nha, màu xanh này, bộ đẹp lắm cả nhà. Bộ em mặc này, bộ đùi em đang mặc cả nhà, rộng rãi không, chắc đẹp lắm. 85k một của mẹ đó, mấy chị mặc xuống lắm, phun cô tông. Rồi là mặc khủng long xanh nha, đây nhà thấy không, mã khủng long xanh là xếp quần đùi cho nha, khủng long xanh này cả nhà, đẹp chưa, khủng long xanh cho nha. Đó, quần đùi nha, 85k 100 ngàn, chắc phải đẹp lắm, mấy chị yên tâm đi kiểm tra hàng thoải mái. Rồi, khủng long xanh 85 ngàn. Em bao hàng cả nhà, khủng long xanh 85k. Mã khủng long xanh cho 85 ngàn một set nha, khủng long xanh. Khủng long xanh.
Đây em cho chị thúy hành cũng long xanh đẹp lắm đấy chị ơi. Trời ơi, mấy củ này chắc đẻo đấy chị ơi. Trời ơi, màu trắng này, xếp màu trắng cho ngang vùng đùi, trắng đùi nha cả nhà, trắng này đó, được chưa? Trắng đùi nha chị, 58 ký 59 là mặt vùi nha, to lắm, không to rộng rãi đùi mà mặt to rộng rãi đẹp lắm. À, là màu trắng cho 85.000 một ha, trắng là 85.000 một cho em nha, đủ màu như này này đó cả nhà, cứ chọn màu thoải mái. Màu trắng này có một set thôi, chất đẹp miên man, 85k bao giá cả nhà, cả nhà luôn 85.000 bao giá. Rồi là màu trắng cả nhà, trắng 85.000, trắng 85k 10 ký, từ 40 ký tới 58 ký 59 được, 59 ký luôn. Rồi là màu trắng cả nhà, trắng đùi nha, 85.000 đùi 85, ngố là 95. Rồi lên tiếp màu đen, ồ đen này cả nhà, màu đen là quần hồng mấy chị, đen quần hồng cho nha, chắc phải bao đẹp cũng trai hàng thoải mái cho mình đen. Rồi là màu đen cả nhà, màu đen nha. Rồi xếp đùi cho mặt đen, 40 ký tới 58 ký 59 được nha. Rồi màu đen cho mặt quần hồng. Rồi chị chúc thích màu đen, mấy màu đen đen cho nha. À, xem nó cả nhà là giá 85k màu đen. Rồi là màu đen nha chị nha. Trắng này em chúc chị trương, trắng chúc chị trương, đen 85.000, đùi 85k nha. Rồi trắng hết rồi chị, trắng hết rồi chị Kimon ơi, trắng hết rồi công bộ. Màu trắng hết nha cả nhà nha, trắng hết. Đen này chúc cho chị Phương, đen này chúc chị Phương. Rồi em đang tiếp màu đây cũng là màu xanh. Đây màu xanh này cũng long xanh cả nhà ơi, cũng long xanh cho em, cũng long xanh. Mã khủng long xanh là xếp đùi nha cả nhà nha, 40 ký tới 58 thứ sao khủng long xanh. Mã khủng long xanh nha cả nhà nha, khủng long xanh. Đen này em chúc chị Ngọc Thúy có đơn đi. Màu đen em chúc Ngọc Thúy nha cả nhà nha. Wow, đứa là đứa lên trước vậy, còn đứa lên kia. Màu đen này em chúc chị Ngọc Thúy, mấy nó xinh đẹp. Rồi màu xanh cả nhà, khủng long xanh nha, khủng long xanh này đẹp lắm đấy chị ơi, bộ đùi rất đẹp luôn, chắc vải xịn luôn. Em nói đứa đi với chị đâu, chắc vải rất đẹp. Giống bộ em đang mặc vậy á. Bộ khủng long này em đang mặc phía sau này cả nhà, khủng long hồng này, mẫu em đang mặc là khủng long hồng nha. Đây mấy chị thấy cái áo mặc không, 85.000 đùi 85.000. Khủng long xanh này em chúc chị Đại Nguyễn nha, khủng long xanh 85.000, mẫu em mặc là khủng long hồng, em đang mặc bộ khủng long hồng mấy chị, 85k bộ khủng long hồng này. Mẹ xin vị đây, ok chị đứng lên chờ đây đó. Mẫu em đang mặc đùi này cả nhà, mấy chị thấy không, rộng rãi chưa, 58 này là có size rồi. Màu hồng cả nhà, khủng long hồng này đấy, mấy chị thấy không, mặc xinh trắng trẻo cho nghe, áo phông rộng một đùi cho nghe, khủng long hồng em đang mặc đấy. Em để lạnh quá trùm giờ hết trơn, khủng long hồng mấy chị nha, khủng long hồng cho nghe đó, đùi nha, 85.000 bộ đùi. Comment mã khủng long hồng cho nghe, khủng long hồng 85k một set nha, khủng long hồng 85.000 cho em nha, khủng long hồng. Rồi chỗ màu hồng đẹp quá, đùi nó chắc nó dày lắm, gì đùi nó chắc dày mà đẹp lắm. Comment màu hồng màu hồng mấy chị em, màu hồng này mỗi mẫu có một bộ nha, dùng đơn 3 ngày đi luôn á. Trời ơi dùng đơn 3 ngày chị yêu ơi, 2 ngày lại maximum rồi. Trời ơi trời ơi, màu hồng mấy chị nha, màu hồng cho em nha, chị chúc màu hồng đó, màu hồng cho em nha, màu hồng này có một bộ thôi chị phụ nha, mỗi mẫu được có một bộ chị nha. Rồi 85k bộ cho em nha, đỉnh không, chất vải đẹp đó cả nhà. Rồi lên bộ hồng với chị, hồng màu xanh cho em 85.000 bộ cho em nha, bộ hồng 58 là cái size bộ hồng nha, ngố ha, ok đang ngố 95 còn đùi 85 nha, em thích đùi. Rồi ngố này màu xám, chị là chút xám đó, xám này ngố màu xám nha, xám này đó. Rồi lên màu xám với chị, màu xám này đó, chị là chút màu xám cho em, xám này xám ngố đây, xám này còn đùi ngố nha. Rồi lên màu xám cho chị, xám ngố này đẹp ghê chưa, xám. Rồi chị là chút màu xám giùm em, chị màu xám đẹp chưa, đỉnh không. Rồi lên màu xám cả nhà nha, ok chiêu này, xám xám. Rồi khủng long hồng em chúc chị Ánh Ngọc, Ánh Ngọc khủng long hồng, bộ đùi mặc đẹp lắm. Rồi hồng cái gì, bộ hồng em chúc chị Yến. Rồi xám, xám ngố, ngố là 95 còn đùi là 85 nha, đùi 85 còn ngố 95. Dạ ok chị nha, tại theo mọi chị ngố với lại dài, ngố với dài đem lên đây. Rồi màu đen chứ mấy chị, màu đen nha, đen nè, ồ đẹp quá, đen đen là bộ đồ ngố đen. Rồi chị chúc màu đen cả nhà, đen nha, đen nha, này đó, màu đen đỉnh lắm cả nhà, màu đen nha. Ôi cho thử việc không đi, thử việc không biết bao ngày đi nha. Rồi màu đen cả nhà, màu đen nha cả nhà, đen này đó, chị chúc đen, đen là bộ đồ ngố nhá, đen ngố cho nghe, màu đen cả nhà, đen cả nhà nha,
đó. À, em chốt kiểu như chị mặc á, đúng rồi, chị biết rồi. Bùi đen là bùi, đen là ngố, đen là ngố, đen chị thích đen ngố nha. 50-80 là cái size đen ngố, đen ngố, đen ngố, đen ngố. Em chờ để tụi ngọc màu đen ngố nha, đen ngố cho em nghe. Ông buồn với chị đi bất dở. Đen ngố em chốt chị kim phục, đen ngố chốt chị kim phục, đen ngố đây em. Ngố ngố là 85, à, ngố là 95, còn à, bùi là 85 mấy chị nha. Cái bộ đùi nó đẹp lắm, bùi nó chắc nó đẹp lắm, độ nó dày, chắc nó về nó dày dặn cho nhau, đẹp lắm. Bùi 85 còn ngố 95 nha, ok chưa? Rồi, tí có hàng sale của bé đó, mấy chị yên tâm đi, tí là hàng sale của bé luôn. Màu vàng. Rồi, chỉ có màu vàng cả nha, màu vàng này, đó, màu vàng. Nó thích làm đen, à, nó thích làm đen, nó làm đen, thích làm gì, thích gì kìa đó. Nhiều đứa nắng mỹ lên không chỉ là những thích làm đen. Chúc mẹ mà. Bữa giờ chưa gửi hàng cho em, chào chị Phương gửi hàng cho chị chưa? Một à, vàng. Chị Trung Phương nói là đâu, cái này chị đang dùng đâu. Đây. Rồi, à, tí gọi điện thoại cho chị đây. Bữa giờ chưa gửi hàng cho chị. Rồi, 3 ngày rồi chị gửi hàng cho chị kìa. Một vàng, một vàng, một vàng, vàng đùi nha. Vàng đùi đấy cả nha, màu vàng cả nha. Chị thích màu vàng. Đúng chị em làm rồi chị. Đây cả nhà màu vàng nha. Đó, đẹp chưa? Rồi lấy màu vàng cả nhà, màu vàng cho nha, màu vàng đùi. Vàng đùi cho em nghe 85.000, đùi 85 còn ngố là 95 vàng. Rồi chị thích màu vàng, chị màu vàng cho em nghe, màu vàng. Lên đồ tết cho biết trao thực thật chị yêu. Rồi, lên bộ ngố hồng nha, ngố hồng cũng đẹp, ngố hồng. Đây, đã ngố hồng cho em nghe, ngố hồng. Đỉnh không? Cả nhà bộ ngố hồng mấy chị ngố hồng nha. Đẹp quá chị ơi, bạn ngố hồng cho ngố hồng. Rồi, lên bộ ngố hồng cho mấy chị ơi. Cả nhà ơi theo dõi like cho mình xíu nha. Bộ ngố hồng cho em nghe, đỉnh không? Mã ngố hồng cho em nghe, ngố hồng. Tầm 40kg cho tới là 58kg sau của ngố hồng. Rồi 95k một bộ nha. Đó. Mã ngố hồng nha. Vàng đem cho chị Yến, Yến Hoàng, bộ vàng. Đùi là 85 còn ngố là 95 nha. Ngố hồng mấy chị màu hồng nha, hồng. Đây em. Rồi lên mã ngố hồng cho em nghe, đẹp quá. Cùng một màu này cả nhà, không được ngố nha, đẹp chưa? Rồi lên màu hồng mấy chị giờ chốt hồng comment màu hồng, hồng. Ngố hồng cho em nghe, ngố hồng. Mã ngố hồng có size. Ngố hồng em cho chị Đặng Huệ có đơn, ngố hồng. Ờ, ngố hồng chị Đặng Huệ, ngố hồng em cho chị Phương. Ngố hồng. Rồi, đủ mỗi chuyện bộ là hết. Rồi, ngố hồng em hết cho cả nhà nha. Dạ, ngố hồng em hết chị nha. Rồi, chị Phương một bộ với chị Đặng Huệ bộ đó. Bị kích này hàng Quảng Châu đẹp chưa? Ngố hồng cho nha. Ngố vàng này có 3 bộ. Ngố vàng có 4 bộ, ngố vàng có 4 bộ nha. Rồi, lên mạng ngố vàng cho em nghe. Đây, ngố màu vàng này, đúng chưa? Màu vàng. Rồi lên mạng ngố vàng em có được 4 bộ ngố màu vàng. Đó. Trời đẹp quá đó chị ơi, chắc phải bao xíu nha. Ngố vàng cho em nghe. Ngố vàng 58 thì lại có sai nha. Em lên nhanh, tí em lên đồ con bé. Ở nhà đang xem bộ con bé đẹp lắm. Ngố vàng. À bộ đi a chứ. Bộ đi a về rồi, bộ nỉ về rồi, tí em lai tắt về rồi. Áo chống nhiệt về rồi, áo giữ nhiệt về rồi. Rồi, màu vàng cả nha. Rồi màu vàng cả nha. Ngố vàng 52 cái thoải mái chị đẹp, đẹp lắm. 52 cái mà thôi đẹp rồi. Rồi màu vàng có 4 bộ vàng nha. Ngố vàng cho em nghe. 89.000. Rồi ngố vàng có 4 bộ nha. 1 này, 2 này. Rồi 3 4 bộ có sao nha chị. Ngố vàng cho em nghe có đơn ha. Ngố vàng cho em nghe. Rồi lên xem kỹ đùi. Ngố là 95 còn đùi 85k mấy chị nha. Màu xanh. Ủa đùi màu xanh đó chị đẹp quá. Chị đã không chút bộ đây để em để mặt luôn á. Ok chưa? Màu xanh này cả nha. Bộ đùi xanh rất đẹp cả nhà. Đùi xanh em chắc phải đẹp lắm mấy chị dày dặn cho mắt màu xanh này. Rồi lên màu xanh cả xanh đùi. Ở phía trước có chữ, phía sau có chữ cho em nghe xanh đùi này, chắc đẹp quá. Màu xanh đùi 85k cùng đen áo màu xanh cho em nha, được không? Ồ đẹp quá, màu xanh cho em chị em. Rồi chị chút màu xanh chị 85.000, bộ đẹp này cả nhà, cái màu rất đẹp luôn. Đó đi, rất là bụi bặm nha cả nhà. Rồi xanh cho mấy chị chị chút xanh của mình xanh, xanh. Màu xanh cho em nghe xanh đùi, xanh đùi xanh đùi. Màu xanh đùi cho em nghe 85.000, xanh đùi 85.000 nha. 40 kg cho tới là 58 cái size xanh đùi 85.000, xanh đùi. Rồi em lên màu đen, chị thích đen lấy màu đen nha, đen đùi. Màu đen đùi nha, đen. Đó, bộ đen đùi nha cả nhà, đen. Rồi xanh em chút chị Nguyễn Diễm cái đơn nha, xanh, xanh một có một bộ thôi. Màu đen này chị đã chút đen không? Đen. Rồi, màu đen cả nha. Xanh em chút chị Diễm. Chị Duyên. Rồi lên màu đen cả nha, đen đùi nha. Màu đen đùi cho em nghe 85.000 đen đùi. Ok chưa? Rồi, màu đen chị thích đen lấy màu đen cả nè, đen ha, sọc hai bên nha, sọc đen. Rồi màu đen cả nha, ok ha, đen đùi. Đen đùi 85.000, chị chút đen cả nha, đen 85k, màu đen. Đẹp lắm đó. Rồi, đen 85k chị chút đen bên đen, đen 85.000. Ngố vàng em chút chị ạ. Chị Hoa Hồng Nguyễn, ngố vàng cái đơn.
Dạ ngố vàng em chắc chị Hoa Hồng Nguyễn có đơn nha. 95.000 ngố 95 còn đùi 85. Ngố 8 ngố với vàng, ngố với đùi. Đấy. Dạ ok chị nha. Rồi. Em lên bộ gấu vàng. Gấu vàng là bộ đùi ngố nha. Gấu vàng cho em cắt vải để cho em chị ơi. Gấu vàng nha. 41kg-58 cái size cho em nha. Rồi lên mạng gấu vàng cho em bộ đùi ngố nha. Gấu vàng là bộ đùi ngố nha cả nhà. Đây cả nhà bao đẹp chưa? Mã gấu vàng cho em nha, được nó gấu vàng bộ đùi ngố cho em nha. Đó, chắc không đẹp nha, không lấy tiền nha cả nhà nha. Gấu vàng. Rồi, mã gấu vàng này có 4 bộ thôi. Gấu vàng này có 4 bộ bộ đùi ngố nha. Bộ đùi ngố cho em nha. Rồi ngố. Gấu vàng là chạm ngố nha cả nhà, 95.000. Đen đùi này em chốt chị Nguyễn Quyên, đen đùi cho em ha. Gấu vàng. Đùi đùi 85. Đùi 85 còn ngố là 95. Gấu vàng. Rồi gấu vàng em có được 3 bộ gấu vàng. Gấu nâu. Đây cả nhà ơi, gấu nâu cho em nha, đẹp quá. Rồi lên mạng gấu nâu cho em bộ đùi ngố gấu nâu cho em nha, 95.000. Đó, đẹp lắm mấy chị, gấu nâu nha cả nhà, gấu nâu là bộ đùi ngố cho em nha, nâu. Đấy, đẹp quá chị ơi, gấu nâu. Để nó cả nhà. Rồi 95k cho cả nhà nha. Chắc phải bao sướng luôn, màu nâu. Rồi lên mạng gấu nâu quần đùi ngố, gấu nâu là đùi ngố cả nhà nha. Đấy, nâu. Rồi lên màu nâu cả nhà, nâu nha, khẩu trang y tế để em một thùng. Dạ không có chị ơi, khẩu trang y tế có ít lắm, có được ít lắm, em còn tầm một mấy hộp à. Có bao nhiêu em lấy thì bao nhiêu nha, 20.000 hộp cho em. Em để cho này, rồi khẩu trang y tế này, xuống để cho chị. Rồi khẩu trang y tế 20.000 hộp, em còn ít lắm. Rồi bộ gấu nâu thì có được 2 bộ gấu nâu, bộ đùi ngố nha, gấu nâu có 2 bộ gấu nâu cho em nha. 85.000, 95.000. Trời ơi, bộ này đẹp quá, màu cam. Dạ ok chị nha. Rồi lên bộ cam đùi nè chị ơi, bộ cam đùi này đó đẹp quá, màu cam đùi cho em nha, cam đùi này. Ờ, cam đùi 85k bộ xếp cho em, phụ này có túi hết toàn bộ nha, cam đùi này chắc bao đẹp cả nhà, kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Mã cam đùi nha cả nhà nha, bộ cam đùi cho em nha này đó, bộ cam đùi nha cả nhà. Dạ ok chị, cam đùi đó, bộ đùi nha cả nhà, cam đùi. Ờ, gấu nâu em chúc chị Thu Đông có đơn nha, Thu Đông có đơn này, gấu nâu bộ cam đùi vậy, cam đùi nha, bộ đùi cho em nha, cam đùi 85.000, ngố là 95, đùi 85 nha. Bộ cam này, cam đẹp lắm cả nhà, cam bộ cam đi, cam. Trời ơi, bộ cô gái này nhức nách luôn. Thôi bị đẹp nha, chỗ đẹp lắm mấy chị, xuất sắc luôn. Ờ, cam này chút chị Phương nha, cam này chút chị Phương. Đẹp lắm chị ơi. Rồi, lên bộ cô gái, trời ơi, cô gái. Mã cô gái 85.000 một đùi này, cô gái đùi này. Mã cô gái cho em nghe chắc phải đẹp lắm chị ơi. Mấy bộ đùi em về bao hàng ở nhà luôn, chắc phải xuống lắm. Mã cô gái cả nhà, cô gái này, đẹp lắm, chắc phải xuống lắm cô gái. À, cô gái cho em nha, giá 85.000 quần đùi cho em nha, chắc ba đẹp cô gái, mẹ cô gái nha. Rồi cô gái, mẹ cô gái được có một bộ với chị, mỗi mỗi em có được một bộ nha cô gái này, màu nâu rất đẹp á, cô gái cho em nha, 85.000. Cô gái 85k nha, chị đã chốt mẹ cô gái cho em nha, 85.000 bộ cho em nha. Ôi cô gái đẹp lắm mấy chị, tranh thủ chốt bộ đây, cô gái em chốt chị xin nha chị, cô gái cho em nha, 85k, em bao hàng cả nhà mình thích lắm. Rồi cô gái này chốt chị xin có đơn nha cả nhà, cô gái hết rồi chị ơi, cô gái có bộ à? Cô gái có một tiếng với chị, mỗi mẫu được có bộ à? Đùi có mỏng mỏng. Rồi, dự phòng của chị Thúy Hằng còn nữa là cô gái chi tiết chút không? Màu trắng này. Màu trắng nha chị nha, màu trắng cho em nghe này. Đó, đẹp chưa? Trắng. Rồi là màu trắng cả nhà, trắng nha, trắng cho em nghe đùi nè. Đó. 58 lại có size cho em trắng đùi cho em nha, đẹp chưa? Trắng. Màu trắng 185k bộ nha. Khách rất là dày chị ơi, khách chè mặt mát lắm em, thun cô tâm điểm phẩm luôn. Thun cô tâm với chị nha. Rồi màu trắng nha, trắng cho em nghe. Trắng 85k, trắng đùi 85.000. Đẹp cực kỳ. Rồi chị chúc trắng cho mấy màu trắng nha, nhà trắng nha. Cô gái hồng. Đây bộ cô gái hồng này. Đây cô gái này, cô gái nâu đúng không chị, cô gái hồng. Hồng mấy chị, màu hồng nha, hồng. Rồi 59.000 bộ, 85.000 bộ. Đây quần có túi hết trong bộ nha, nhìn cái lưng quần cô nghe này. Mấy chị nhìn chóc cho em nha, mấy chị nha, đỉnh không. Còn em màu hồng mấy chị, màu hồng cho em nha. Bộ đây xinh quá, màu hồng. Bộ đẹp quá chị, màu hồng mấy chị, hồng. Xin thủ chúc hồng đi, hồng có bộ thôi. Rồi là màu hồng có đôi cả nhà, hồng nha, có một chiếc hồng cho em nha, hồng 58 lại có size bộ hồng. Rồi giá siêu cả nhà 85.000, bộ đùi 85.000 nha, hồng. Rồi lên mã hồng cho em nha, chị đã chốt mã hồng cho em nha, cô gái màu hồng cho em nha, hơi bị đẹp nha, cô gái hồng cho em nha. Màu hồng cả nhà ơi, cưng lắm, cái cách bao xuống. Rồi là bộ ngố nâu, đây bộ ngố nâu này, 95.000. Mã ngố nâu cho chị, đây mặt trước này, và đây mặt sau nha, đó. Rồi mấy chị theo dõi like em chờ ship lên liền. Rồi là bộ nâu, rồi ok chưa, bộ nâu. Đó, rồi ok. Để em lên đồ tiếp đồ của bé cho cả nhà. Rồi, nâu, ngố nâu này. Ok chưa? 95k nha, ngố nâu cho em nha. Rồi cái bầu cho em ngố nâu. Ngố nâu cho chị, ngố màu nâu này, được không? Rồi lên mã ngố nâu cho chị. Rồi ok, lên đồ của bé sẽ ôm màu Dior lên chị lên nha. Mã ngố nâu chị, ngố nâu. Ngố nâu đúng không?
ngố nâu 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 95 nha. Ngố nâu 95 cao đấy chị nha. Ngố nâu 95 nha. Ngố nâu. Trời ơi bộ cô gái này. Cô gái bộ đồ ngố này. Có cô gái đồ cô gái ngố nha cả nhà. Trời ơi cô gái giùm em. Mã cô gái này quần nâu. Đây. Bộ cô gái ngố này cả nhà, cô gái nâu nha. Đây. Mã cô gái nâu thì mấy chị ơi quần nâu. Rồi, lên bộ cô gái nâu cho em nha. Bộ đồ ngố nha. Trời ơi đẹp quá cô gái nâu, mã cô gái nâu cho em nha. Rồi 95k màu xế nha. Rồi quần đùi ngố cho em nha nè, chắc ba đẹp chưa? Màu nâu nha cả nhà, cô gái nâu này, quần đùi ngố nha. Chị thích ngố mẹ lấy màu, lấy cái mẫu đây giùm em á. Cô gái nâu giùm em á, cô gái nâu, quần đùi ngố 95 nha. Mã cô gái nâu gì? Chị là chốt mã cô gái nâu cho em, cô gái nâu. Rồi. Lên tiếp bộ đây là bộ cô gái màu đen. Rồi. Cô gái đen nha cả nhà nha. Rồi cả nhà theo dõi like em xin nhé. Rồi lên bộ cô gái đen cho em nha. Đây rồi ok để em lên nha. Mã cô gái đen là quần màu đen, còn cô gái nâu là quần màu nâu ha. Rồi, 58 miếng mẹt vừa, tầm 40 kg tới 58 miếng cái size chị nha. Rồi. Em chấp chị Lê Thúy cô gái nâu. Rồi lên mã cô gái đen. Ok chưa? Cô gái đen là quần ngố đen nha cả nhà. Rồi, cô gái đen cho mấy chị mã cô gái đen, 58 miếng mẹt vừa nha. Em chấp chị Nguyên Bảo 40 kg tới 58 miếng giùm em. Ok chị nha. Chị Nguyên Bảo có đơn cho em nha. Đẹp lắm, mấy chị kiểm tra hàng thoải mái giùm em. Rồi 95k bộ ngố 195 ngàn cho em. Đẹp, đẹp lắm cả nha. Rồi. Ok chị nha. Màu hồng, để lấy cái gì đó. Hồng. Rồi lên bộ cô gái hồng bùn đùi 85 ngàn. Cô gái hồng bùn đùi là 85 ngàn. Đây chị yêu nha. Cô gái hồng là bùn đùi cho em nha, 85 ngàn nha. Đùi là 85 ngàn cho em nha, đẹp chưa? Rồi lên bạc cô gái hồng. Màu hồng á chị, màu hồng là bùn đùi nha. Rồi 85 ngàn bộ á, hồng 85 ngàn. Rồi hồng mấy chị cô gái đen. Cô gái đen còn em. Cô gái đen. Thu Đông. Cái gì vậy trời. Rồi cô gái hồng. Em chết bộ ngố. Cô gái nâu. Cô gái nâu thì bỏ dưới. Tìm một bộ cô gái đen nè. Chết đó chị. Có một cái thì bỏ nhiêu rồi đó. Một đen thì bỏ nhiêu rồi. Rồi đây em lên tiếp bộ đây cho em. Đẹp lắm cả nhà. Ôi. À bộ đi ao của bé về rồi đó các chị. Rồi. Tìm cô gái đen bỏ chuyển bộ này. Mèo mèo nâu, bộ mèo nâu của mẹ này, mèo nâu 40 kg tới 58 với một mèo nâu đùi nha, mèo nâu. Mã mèo nâu cho mẹ, mèo nâu. Rồi 85 ngàn, đùi 85 rồi ngố 95. Ok chưa? Không còn bộ đâu. Cái view đâu? Là hai bộ mà, hai view cho đó. Rồi bộ mèo nâu với cả nhà, mèo nâu là bộ đùi này. Mã mèo nâu 85k nha, bộ mèo nâu 85 ngàn cho em nha, tầm 40 kg tới 58 cái size đùi nha. Mèo nâu là dạng đùi cho em nha, mèo nâu. Rồi 85k, đùi là 85 còn ngố là 95. Mèo nâu cô gái hồng. Mã mèo nâu cô gái hồng cho em nha. Rồi tiếp tục lên. Ủa đẹp lắm mấy má ơi, tinh phụ chốt cho em nghe đây, chắc quả bao xuống không? Ngố vàng. Mã ngố vàng cả nhà, ngố vàng cho em nghe này, ngố vàng, đúng không? Đó, bộ ngố vàng cho em nha. Mèo nâu em chúc chị Ngọc Thúy, mèo nâu, ngố vàng. Ngố vàng cả nhà, ngố vàng mặt treo hù xanh cho em nha, nổi không? Quá trời nổi luôn á chị. Mã ngố vàng cho chị, ngố vàng cho em nha. Chị là trẻ trung mặc váy vào đó ha, ngố vàng. 95k bộ nha. Rồi lên mã ngố vàng cho em nha, đỉnh lắm, ngố vàng. Mã ngố vàng áo vàng quần nâu, quần xanh, ngố vàng. Ngố là 95. Rồi. Chị là cho em mã ngố vàng cho chị, ngố vàng cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi, ngố vàng. 95k bộ cho em nha, ngố vàng. Rồi lên mã ngố đen, trời ơi, ngố màu đen cho em nha, đen. 58 cái lại cái size nha, gấu đen. Rồi lên mã gấu đen với chị gấu đen nha. Đó, xem chưa? Bộ gấu đen không được ngủ nha cả nha. Rồi 95.000 gấu đen cho em nha. Đây. Đỉnh lắm cả nhà, gấu đen cho em nha. Rồi chị giúp mã gấu đen cho em nha, gấu đen. Đó, đẹp chưa mấy chị? Gấu đen chị gấu đen nha, gấu đen cho em nha. Mã gấu đen cho em nha, 95.000. Ngố là 95. Đùi 95. Khẩu trang y tế hết rồi chị yêu, khẩu trang y tế hết, em mèo nâu bỏ chị mèo nâu này, mèo nâu. Khẩu trang y tế hết sạch chị yêu nha, khẩu trang y tế hết rồi. Mèo nâu còn bộ nào nữa? Chị hỏi chị Thu Đông là bây giờ hết. Cô gái đen bây giờ còn cô gái xám. Chị Thu Đông ơi, em hết cô gái đen rồi, chị lấy cô gái nâu, cái xám được không? Mèo nâu còn bộ nào? Chúc chị thêm bộ. Bỏ bên kia đi. Chị lấy cô gái màu xám được không? Cô gái nâu em hết rồi, cô gái đen em hết rồi, chị giúp cô gái xám được không? Em còn một cô gái xám này, cô gái xám này cả nhà. Đó. Mã cô gái xám nó còn một xét chị có chút mã cô gái xám không? Cô gái xám cho em nghe này, được không?
Em có một bộ cô gái xám đi em nha. Hôm nay chị có bỏ bộ xuống á, có hai bộ. Chị có một bộ bỏ xuống không? Cô gái quần xám, chị có chốt bộ cô gái quần xám không? Đây. Mã cô gái xám á chị nha, cô gái xám cho cô gái đêm hết rồi, quần đêm hết rồi. Chị em cầm bộ cô gái quần xám đó chị nha. Cô gái quần xám, cô gái xám nha. Cô gái xám cho em nha, cô gái xám. Trời ơi, em bộ gì? Bộ gấu, gấu hồng. Rồi em lên bộ gấu hồng nha, gấu hồng này. Rồi lên mã gấu hồng, bộ là quần trắng, gấu hồng là quần trắng nha, gấu hồng cho em nha. Rồi lên mã gấu hồng đó chị, gấu hồng cho em nha, gấu hồng này, xong chưa? Mã gấu hồng cho em nha, gấu hồng nha. Dạ gấu hồng với chị, gấu hồng cho em nha. Lên không, được quá, gấu hồng cho em nha, gấu hồng. Em chưa chốt đơn chị ơi, đơn bây giờ đang chưa chốt đơn. Chừng nào em gọi điện thoại với chị ghé nha. Đơn mấy bạn đang chốt chưa kịp á. Lấy xám, ok thì khu đông lấy xám chị đi. Đây. Đây. Dạ ok chốt xám chị nha. Ngố là 95.000, còn đùi là 85.000. Rồi em là bộ gấu trắng á cả nhà ơi, gấu trắng đẹp lắm cả nhà. Lấy gấu trắng á chị không? Lấy thêm gấu trắng á chị, gấu trắng đây. Gấu trắng là bộ đùi ngố nha kìa, gấu trắng đây. 58 mới lại có size tầm 40-58 với chị em. 40-58 với chị em ha. Gấu. Ủa đẹp quá chị, gấu trắng đẹp quá ha. Gấu trắng cho em nè. Rồi chị đã có bên mạng gấu trắng nha cả nhà. Gấu trắng cho em nghe nè. Đó. Không định không đẹp không phải xì nha cả nhà. Gấu trắng cho em nghe. Gấu trắng đẹp quá chị ơi. Mẹ gấu trắng nha cả nhà. Không đùi ngố, gấu trắng là bộ đùi ngố nha. Rồi gấu trắng em còn đùi không? Để đùi cho em. Tôi còn. Rồi lên mạng gấu trắng cho mấy chị gấu trắng. Chuẩn bị có bộ đi o, em lên bộ đi o nha, gấu trắng cho nha, đẹp lắm. Gấu trắng này có hai bộ nha, gấu trắng này có hai set cho mình gấu trắng, ba bộ gấu trắng. Gấu trắng này ngon, em nghe có được ba set gấu trắng nha, gấu trắng này có ba bộ cho nha. Phong đường ngố nha cả nhà, các bao đẹp hết, 95.000 bộ ha. Gấu trắng em chốt chị Nguyễn Duyên một set này, ngố hồng chị, ngố hồng cho mình, gấu trắng em chốt chị Phương một bộ luôn á, rồi còn bộ gấu trắng nữa chị em á, dạ em còn một bộ gấu trắng nữa, rồi. Lên bạn ngố hồng, ngố hồng nha. Đó, đẹp quá. Rồi, lên bộ ngố hồng mấy cả nhà. Ngố hồng cho em nha, đỉnh lắm. Ngố hồng cho em nha. Mã ngố hồng mấy chị, ngố hồng em còn một xếp cuối cùng thôi, màu hồng. Đây mặt sau rồi, đây mặt chữ nha. Đơn giản có chữ cho em nha, không được ngố. Rồi, lên bộ ngố hồng mấy chị 95.000. Đó, mã ngố hồng mấy chị, ngố hồng có một bộ, còn một cuối cùng nè. Màu hồng này dễ thương, màu kiểu màu hồng chú á. Dạ, ngố hồng em còn một bộ ha. Chị chứ mà ngố hồng còn xếp ngố hồng. Ngố hồng em còn một xíu nữa mấy chị nha, ngố hồng cho em nha. Trời. Em là một khủng long đỏ, quần đỏ nha, khủng long đỏ cho em nha. Đấy. Mã khủng long đỏ cho em nha, hơi bị đẹp á, khủng long đỏ. Đó. Đây chị ơi, khủng long đỏ nha, bộ đùi ngố đây, khủng long đỏ. Khủng long đỏ cho em nghe nha, chị chúc mã khủng long đỏ cho em nha. Khủng long đỏ nha. Mã khủng long đỏ cho em nha, bộ đùi ngố cho em nha, khủng long đỏ, còn một bộ khủng long đỏ cuối cùng. Rồi khủng long đỏ cho em nha, còn một set bộ đùi ngố, khủng long đỏ. Khủng long đỏ còn bộ cho em, rồi đen, màu đen 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 này còn hai bộ đen, rồi bộ ngố đen cả nhà, ngố đen này, hả, mã ngố đen cái gì, ngố hồng, ngố hồng em chút thì xin xin, rồi mã ngố đen cả nhà đen nha, chỉ là chút đen này đen, rồi ngố hồng chút thì xin xin, màu đen cái gì, ngố đen em có hai bộ ngố đen hết, màu đen hết toàn bộ này, đen hết có dòng chữ cho em xíu, có dòng chữ thôi. Rồi là bộ ngố đen cả nhà, ngố đen này, ở phía sau có chữ nha, rồi phía trước có chữ cho em nha xíu thôi, là nguyên bộ màu đen hết. Rồi 95k nha cả nhà, 58 mới lại có size tầm tầm là bao nhiêu ta, 40 ký tới 58 đấy nha. Khủng long đỏ em chút chị Phương luôn, khủng long đỏ. Rồi là bộ ngố đen này còn hai bộ ngố đen cả nhà, dạ ngố đen này còn hai set cả nhà, ngố đen còn hai bộ thôi. Rồi khủng long đỏ em chút chị Chuông nha, khủng long đỏ có chị Chuông có đơn, ok chịu. Rồi còn bộ ngố em có thêm màu nâu, mã ngố nâu cho em mấy chị, ngố nâu đẹp lắm, đây màu nâu này nha. Rồi lên bộ nâu em còn hai bộ nâu, em còn bộ nâu á, ngố nâu cho em nha. Rồi lên bộ ngố nâu với chị 95k một set nha, ngố nâu này đẹp lắm, mã ngố nâu cho em nha, con đẹp nha, không lấy tiền chỗ mày thích lắm mấy chị. Rồi lên mã ngố nâu với chị em, ngố nâu cho em nha đẹp lắm, ngố nâu đó, ngố nâu này còn một bộ ngố nâu cho em nha, cùng một màu, ngố này còn ngố một màu, ngố nâu này còn một bộ nha, mã ngố nâu cho em nha, đùi. Ủa rất là đẹp, trời ơi, đẹp đùi dẻ em. Đùi đẹp dẻ em. Ngố đen em chốt chị Phượng ngố đen một bộ, ok chị em. Ngố đen một bộ. Rồi ngố đen em chốt chị Kim Phượng có đơn. Rồi mã đùi này cả nhà, bộ đùi này, bộ đùi này đẹp quá. Mặt trước nha. Rồi về sau này, đùi này. Rồi là bộ đùi nâu cả nhà, đùi nâu cho em, đùi nâu là 85.000, đùi nâu 85.000, đùi này màu đen. Đẹp quá mấy chị ơi, đẹp quá. Kinh khủng quá chưa?
Ờ đẹp quá chị ơi. Màu nâu chị em đùi nâu cho nha. Để cho bạn đùi nâu không? Đẹp lắm mấy chị ơi, xuất sắc luôn á. Rồi lấy mã đùi nâu 85k nha. Đùi nâu 85k cho nha, được không? Mã đùi nâu 85k, đùi nâu này 85k, đùi nâu. Đùi nâu 85k nha. Bộ đùi nâu này. Đùi nâu đẹp lắm chị ơi. Chị Đặng Nguyễn chốt cho chị 85k bộ nâu này nha. Bộ đùi nó đẹp lắm. Chốt phải nó đẹp cực kỳ luôn. Đùi nâu này chốt chị Đặng Nguyễn ở đâu nha? Đùi nâu cho nha. Rồi. Cú em lên nhanh với chị đầu tiên còn lên đồ của bé nữa dùm em, cuối giờ sẽ lên đồ của bé cả nhà nha. Rồi ô đùi xanh cả nhà ơi, đùi xanh cho em nha. Đùi xanh ở nâu đấy còn đây, còn nhiều hết rồi. Nâu mẫu gì đây? À nâu có rồi, còn em để có bụng gì đó, nó không có tiêu chữ đó. Ở đây có bụng đây, đúng không? Để có mẫu đó của không được, đừng đùi nâu hết rồi. Có nghĩa là có những bộ em khách chưa trước không có bộ đâu. Đùi nâu em hết cả nhà nha, đùi xanh thì nhớ còn bộ rồi. Màu xanh vậy nha, nâu em hết cả nhà, nâu hết rồi. Mỗi mẫu có độ bộ nha, đùi xanh. Rồi thì chúc mã đùi xanh nha, đùi xanh cho em nha, đùi xanh. Màu xanh này cả nhà 85k nha. Màu xanh này 85k một bộ cho em nha. Rồi màu xanh này chị ơi, rất đẹp lắm vậy nha. Rồi 58 với lại cái size nha, tầm 40 tới 58 với em, màu xanh. Ngố nâu em hết chị ơi. Ngố nâu hết rồi chị Phụng Nguyễn và lại chị Doraemon Trần em hết rồi. Màu xanh chị ơi, đùi xanh nha, đùi xanh. Đùi xanh em còn bộ đùi xanh. Hết đúng không? Dạ đùi xanh nha chị, lên mã đùi xanh cho nha, đùi xanh đẹp lắm giùm em, đùi xanh. Rồi lên bộ mèo xanh. Mỗi mẫu được có bộ giùm em chị ơi, hàng này không có nhiều. Rồi lên bộ mèo xanh đó chị ơi, chắc phải đẹp lắm chị ơi. Chắc phải cô tôm này xuống lắm, nét mạnh luôn quá chị nha. Đó, to lắm chị nha. Mã mèo xanh cho em nha, chị ơi chúc mã mèo xanh này. Đó. Bộ mèo xanh cho em nha, mèo xanh chắc đẹp dễ mang, mèo xanh này. Rồi lên bộ mèo xanh nha, chị mèo xanh cho em nha. Đỉnh lắm ha. Mèo xanh cho em nha, bộ này cũng đẹp á, chị đổi xong cái màu này được không? Mèo xanh này còn màu đây. Ủa có túi hết rồi, co giãn thoải mái chắc mềm mịn mát nha. Rồi chắc là mềm mịn mát và dày nữa chứ. Mèo xanh. Mã mèo xanh nha, còn bộ mèo xanh thì mỗi mẫu có một bộ thôi, mèo xanh. Bộ mèo xanh cho em nha chị nha, mèo xanh cho em nha. Rồi lên tiếp bộ. Đây đùi nâu này. À được chị thân nhố chị. Rồi, chị lấy đùi nâu đi em, màu nâu đi mày, nâu nha cả nhà, nâu. Đó. Rồi mã nâu cả nhà nha, chị chút nâu, nâu. Bộ nâu cho em nha, đừng nâu, nâu nè. Đây chắc phải nha em nha nè chị ơi, mặt mắt lạnh luôn á, kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Về cái hàng phải nha. Đùi xanh em chút chị Hồng Yến có đơn nha, đùi xanh, nâu. Đùi xanh khác nha, mèo xanh khác nha. Đùi xanh em chút chị Hồng Yến. Còn hồi nãy là mèo xanh thì chút mèo xanh em cái đùi xanh. Rồi, màu nâu cả nhà nâu nè. Đây bộ nâu cho em, bộ nâu, đơn giản chưa? Nâu rất đẹp cả nhà. Là chị Hậu Ý thì chốt đùi xanh hay là chốt mèo xanh cho em nha. Cái mèo xanh của màu xanh đó. Dạ ok chịu nha. Rồi là màu nâu, nâu là đùi nhà 85.000. Nâu đùi 85k, bộ nâu đùi 85.000 cho em nha. Ồ đẹp lắm cả nhà, ôi đẹp lắm. Đây là bộ gấu trắng này, gấu trắng này. Gấu này chị là nhiêu vậy? Bộ gấu nha, gấu cho em nha, 89.000. Rồi gấu 89.000 nha, bộ gấu trắng nè, 89.000 cho em, gấu trắng, đẹp quá. Quần dài, gấu trắng là quần dài, 89.000. Đùi nâu, không, 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 cái màu khác, màu khác. Nâu nè, đùi xanh em chút chị kia kim màu, đùi xanh đúng không? Ờ đúng không? Rồi lên mạng gấu trắng nha, xí gấu trắng quần dài, 8m nha, 89.000. Gấu trắng 89.000, hình tượng gấu theo. Gấu trắng 89.000, chị chút mạng gấu trắng cho em 89.000, gấu trắng, gấu hồng, gấu đen. Gấu trắng, gấu hồng, gấu đen cho em 89.000 bộ cho nha. Tầm 58 là có sai nha. Rồi lên mã gấu, gấu đen. Gấu đen là cả nhà ơi. Rồi lên mã gấu đen cả nhà nha. Gấu là gấu theo hết toàn bộ ha. Rồi 89.000, gấu đen. Quần dài. À quần dài ăn ngắn tay nha cả nhà. Quần dài ăn ngắn tay nha, gấu đen. Gấu đen 59.000. Gấu màu trắng 59.000. Rồi. Tiếp tục lên mẫu với chị ơi. Làm tiếp tục lên mẫu cho nha. Nhanh tay và có đơn với chị nha, nhanh tay có đơn cho em nha. Hàng lên liên tục cả nhà luôn. Rồi lên bộ đùi ngố, tiếp tục lên mạng ngố, ngố. Rồi tiếp tục em lên mạng ngố, rồi lên bộ đùi. Rồi cuối giờ em muốn lên đồ của bé với chị nha. Rồi lên bộ ngố vàng của mẹ nha, 95.000. Ngố vàng cả nhà nha, em chào chị Phan Mỹ Lệ. Rồi ngố vàng của mẹ nè. Rồi 95.000 một bộ nha, ngố là 95 còn đùi 85. Ngố vàng, đẹp chưa cả nhà. Rồi lên mạng ngố vàng kìa, ngố vàng 58 với lại có size cho em nha. Chắc phải mặc xuống cực kỳ luôn, kiểm tra hàng thoải mái xin mình nha. Rồi, gấu trắng dài em chúc chị Phương, gấu trắng dài. Ok, 89 nha, dài 89 nha. Rồi. Đây em. Rồi, bộ ngố màu vàng, ngố vàng 95.000. Ngố vàng 95.000. Size tầm 40kg cho tới là 50 58 cái size ngố vàng. Ngố vàng, ngố vàng. Rồi 95.000, ngố vàng 95.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, bao hàng cả nhà luôn.
Đây bộ gấu trắng, gấu trắng. Đây là bộ gấu trắng, bộ đường ngố nha kìa. Gấu trắng là bộ đường ngố này. Mã gấu trắng này cả nhà, gấu trắng ngố này, gấu trắng ngố. Size tầm 40kg tới 58kg size nha. Bộ đường ngố này, gấu trắng ngố cho em nha. Thiệt ghê luôn. Đây là bộ gấu trắng ngố nha kìa. Gấu trắng ngố cho em nha. Đường ngố cho em nha. Mày thích lắm cả nhà. Gấu trắng là bộ đường ngố cho em nha. 95k một set cho em nha. Đó, đẹp luôn cả nhà. Gấu trắng ngố cho em á, bộ đường ngố cho em nha. Đây là mã gấu trắng ngố cho em nha, chắc bao sướng thì em gì. Gấu trắng ngố cho em nha, đẹp lắm. Đây, lấy mã comment gấu trắng ngố nha. Gấu trắng, gấu đen dài. Em chúc chị Phương gấu đen dài. Em chúc anh ơi. Gấu đen dài, em chúc chị Phương nha chị yêu nha. Ok chị yêu này, gấu đen dài. Ngố dài có hết đầy đủ mấy chị yêu ơi, mày thích lắm giùm em. Ngố dài, đùi, đùi 85. Dài 89, còn ngố là 95 nha. Trời ơi đẹp quá. Đây là bạn ngố mang cái màu vàng, ngố vàng. Đây. Ngố màu cam, ngố cam, ngố cam đây cả nhà, ngố cam. Đây, ngố cam cả nhà màu đen. Rồi, 58 là cái size ngố cam cho em nha, chị đã chốt mã ngố cam. Mã ngố cam thì em có được 5 màu. Được 5 bộ, 5 bộ, được 5 bộ. Rồi là bộ ngố cam cả nhà, ngố cam nha, 59 nha. À 89 95 nha. Rồi là bạn ngố cam nha. Tầm là 58 là cái size, 58 là cái size nha, ngố cam. Rồi lên mạng ngố cam, thì ngố cam cho em nha. Rồi tiếp tục em lên đùi. Rồi lên đùi nha. Gấu trắng ngố, gấu trắng ngố em chút được Phương. Gấu trắng ngố. Gấu trắng ngố có đơn. Ngố cam em chút chị Long, Long, chị Kiều Long. Rồi, Kiều Long có đơn cho em chị nha. Rồi ok chị yêu nè. Ngố cũng có, đùi cũng có, dài cũng có, lên lộn xộn mấy chị nha. Thích lắm rồi mẹ. Rồi em lên bộ xám, cả nhà ơi, bộ xám này. Đó, xám, xám đùi 85 ngàn. Sắn đùi 85 nha. Rồi size tầm 58 là cái size 40 tới 58 cái size nha. Một sắn đùi này. Đó, chị là chúc sắn đùi cho chị đẹp quá, sắn đùi cho nha. Rồi 85k một bộ cho nha. Sắn đùi 85.000 cho em nha, một set cho em. Đó. Đó là một sắn đùi cho em nha, chị là chúc sắn đùi. Đẹp lắm chị, sắn đùi 85.000. Rồi sắn đùi em chúc chị xin nha cả nhà. Đùi 85. Ngố kem em chúc chị Phan Mỹ Lệ. Xin xin ok nha, xin xin có đơn này. Ngố kem em chúc chị Phan Mỹ Lệ có đơn. Ngố một kem. Dạ ok chị nha. Chị Phan Mỹ Lệ có đơn này, ngố một cam. Còn đùi đen một bộ nữa. Đùi đen hả, để coi thì còn bộ đen. Đùi đen còn bộ này. Còn đùi đen em chốt cho chị Nguyễn Quy một set nữa. Đùi đen có. Em chốt chị Nguyễn Quy một set nữa. Đùi đen. Rồi em, đùi đen nè. Dạ ok chị nha. Đùi đen có. Có một trắng nữa. Em còn có đùi trắng nữa. Chị thích đùi trắng, em lấy đùi trắng nha. Rồi là bộ đây, bộ ngố. Rồi ngố, ngố nâu. Mã ngố nâu cho chị, ngố nâu này còn một chiếc ngố nâu cho nha, màu nâu đi, ngố nâu nha, màu nâu. Đây màu nâu cả nhà, đẹp quá, nâu này, ngố. Mã ngố nâu như vậy, ngố nâu cho nha. Rồi, bộ đùi ngố nâu này. Phú cho luôn ở đây ha, quần cam, áo nâu nha. Rồi lên mã ngố nâu cho nha, rất đẹp đấy chị ơi, mới thích lắm. Ngố nâu cho nha, còn bộ ngố nâu. Mã ngố nâu còn một chiếc ngố nâu cho nha, ngố nâu còn bộ ha, ngố nâu. Rồi 95k nha, ngố nâu 95.000 bộ. Ngố nâu 95.000. Đùi là 85, ngố là 95. Rồi ok chưa? Rồi ôm màu trắng này, chị thích trắng không mấy giờ? Chị đã thích đùi trắng nha mấy chị, đùi trắng nha, đùi trắng cho em nha, quay một set màu trắng này. Đẹp quê lắm mấy chị, hàng thợ thao đẹp xuống lắm, chắc vải xuống lắm. Cái chắc vải này hàng đẹp quá chị ơi, đùi đẹp lắm. Xếp một đùi trắng nha, màu trắng này, comment màu trắng nha, có màu trắng duy nhất thôi, trắng. Màu trắng có đơn cả nhà, trắng cho em nha, trắng đùi nè, trắng đùi 85 nha. Mã trắng đùi nha cả nhà, áo đen màu đen luôn nha, đúng rồi chị, áo đen màu đen luôn mà chị, quay một set màu đen mà. Đây là màu trắng luôn, chị là chốt trắng luôn không chị, lấy thêm màu trắng luôn không? Đó, nguyên một xếp màu trắng à. Rồi là màu trắng cả nhà, đùi trắng cho em nha, 85.000. Chất vải đẹp, kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Chất vải dày, cho dễ muốn chiều cho em nha. Miệng mát cho mấy chị em. Rất là miệng và rất là mát chị em á, xuống lắm. Rồi em nó thích mở đùi xanh. Này. Rồi ok nha, bộ đùi xanh cho em nha này. Đó, đẹp quá nha, đùi xanh này. Rồi đợi nó cả nhà, đùi xanh cho em nha, đùi xanh này. Đó, đùi màu xanh cho em nha. À, ngố ngố xanh. Đây là ngố xanh chị, ngố xanh nha, quy một bộ màu xanh này, ngố xanh cho nha, nguyên set luôn cùng một màu, quy một set cùng một màu nha cả nhà, ngố xanh cho nha, hơi bị đẹp ha, ngố màu xanh lá nữa, chỉnh không cả nha. Rồi mặt sau này ngố xanh nha cả nhà, màu xanh này. Rồi trắng này em chúc chị Hồ Tuyết Hè có đơn nha, 85.000 màu trắng cho em nha. Rồi ok chị Tuyết Hè có đơn này. Rồi chị đã có bao đẹp, trời ơi mẹ thích lắm đấy chưa, bộ ngố một ngố màu xanh cùng một màu nha cả nhà, màu xanh này cùng một màu trong nha, chất vải đẹp lắm, mát lắm trời ơi, xuống chất vải rất là dày đó, làm mát nha cả nhà. Mã ngố xanh cho em chị là chất ngố xanh cho nha, 95.000 ngố là 95, ngố xanh cho em chị ơi, chất vải bao xuống ngố xanh cho nha, 95.000 bộ ha. Trời ơi màu đen, màu đen là cái gì đây,
bùi đen. Rồi chị chấm bùi đen cả nhà, đen này. Rồi bộ na đen cả nhà, đen. Đen cả nhà, đen là cùng đùi nha, cùng đùi em ạ. Rồi chị chấm bùi đen trong nha, 85.000 bùi đen này. Đen là cùng bộ nai, đen này cả nhà, đen nai này. Đó. Và chị chấm nha, kiểm tra hàng thoải mái trên màu đen. Rồi chị chấm bùi đen của mình là đen nha, đen cùng đùi em ạ, đen. Rồi đen 85.000. Bộ đen này 85k một cái nhé, chị chấm đen 85.000. Bộ đen này 85k một trong nha, ngố dài đùi có đầy đủ hết vậy nha. Rồi đen này 85k chị chấm bộ đen. Dạ ok chị em, đây là 55k. Rồi con bộ vịt nè. Em còn một xếp vịt màu nâu, vịt vịt màu nu này. Bộ đường ngố nha cả nhà, vịt nu cho em nha. Mã vịt nu, trời ơi đẹp quá, vịt nu à, vịt nu. Đen này em cho chị Nguyễn Duyên có đơn nha. Vịt nu cả nhà ơi, 95.000. Rồi ok chị Duyên có đơn này. Rồi, vịt nu với chị ơi, vịt nu cho em nha. Mã đẹp quá chị, vịt nu này, 95k. Bộ đường ngố vịt nu có một bộ, còn bộ duy nhất thôi. 58 lại có size á chị ăn, 40-58 cái size cho em nha. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng quá chị nha. Rồi vịt nu này em chúc chị Mỹ Lệ có đơn nha chị yêu nha. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho chị nha. Rồi vịt nu này em chúc chị Phan Mỹ Lệ có đơn cho em nha chị ơi. Thích lắm. Vịt nu này em chúc chị Phan Mỹ Lệ có đơn nha chị nha. Và nu. Nu này còn vậy? Vịt nu hết rồi chị yêu, vịt nu còn bộ nào nhỉ? Chị Doraemon trần, kèm nó xuống thoại nghe chút á. Doraemon trần. Chị yêu lên xuống thoại cho em để em tìm còn em lên cho. Vịt nu. Chị lên kèm nó xuống thoại nha, có đơn chút cho. Rồi ok chị nha. Một bộ trắng đùi còn mẫu đây nè. Trời ơi đẹp quá chị ơi. Bộ trắng đùi em còn một xếp nữa, trắng đùi là kiểu ra cho em nha. Đó, trắng đùi này cả nha. Còn vịt nu này em chốt chị Doraemon trần. Ok, chốt nhiệm bội. Trắng đùi chữ theo. Rồi trắng đùi chữ thêm với chị trắng nha. Và trắng cho em nha, trắng cho em nha. Còn núm bộ cho chị yêu nè. Rồi là một trắng đùi cho em, trắng đùi của em xếp một trắng cho em nha. Chị xếp một lao, trắng đùi cho em chữ theo nha. Chữ nhà em nghe là theo mấy chị nha, chị theo cho em nha. Các bạn bao phê, xứng cực kỳ đúng không? Rồi là một trắng đùi cho em nha, trắng đùi nè. Còn một xếp trắng đùi cho em nha, 85.000. Dạ đùi 85, còn ngố là 95. Trắng đùi mấy chị, trắng đùi cho em nha, còn bộ trắng đùi cho em nha, trắng đùi còn xếp cho em nha. Rồi là một đùi có màu xanh này. Rồi đùi này có màu xanh này, sọc cho em nha này. Rồi sọc cái nha, sọc này. Trời ơi xanh mấy chị, xanh này cùng sọc cho mấy chị, xanh cùng sọc cho em nha, xanh. Rồi là một xanh đùi, xanh đùi. Xanh đùi bạc phối với một sọc cho em nha, xanh này. Xanh đùi mấy chị, xanh đùi nha. Đó. Rồi là một xanh đùi cho em nha, mặc cái quần sọc cho em nha, đùi sọc nha, xanh đùi. Rồi xem nó cả nhà là giá là 95 nha, 85 nha, xanh là 85 nha. Xanh này 85k nha chị nha, chị chấp một xanh nha, xanh này 85 nha, xanh 85k, xanh. Xanh này 85k bộ cho em nha, khác biệt lắm mấy chị ơi, mặc xuống lắm. Rồi thêm cái màu vàng, vàng đùi nữa, vàng. Rồi chị chấp một vàng cả nhà, vàng nha, vàng cho em nha này, đó. Rồi lên nhanh tay bộ vàng cho em nha, bộ vàng này, đẹp quá mấy chị ơi, màu vàng. Đó, bộ vàng cho em nha, bộ vàng đùi, trời ơi đẹp quá mấy ơi, vàng này. Đó, đẹp quá chị, màu vàng này. Rồi lên bộ vàng cho em nha là giá 85.000, vàng đùi 85.000. Trời ơi đẹp quá chị, tranh thủ cái bộ vàng này có một bộ thôi. Riêng cái màu vàng này có được một bộ cả nhà nha. Rồi nhìn nào. Rồi đẹp quá, một màu đen nữa cả nhà nha, 85k bộ trên 3 đỉnh không. Rồi màu vàng vàng đùi có một bộ nha, vàng đùi này có một set nha, vàng đùi. Không đẹp không mấy tiền nha, vàng đùi này, bộ vàng cho nha, một đen đùi đó, đen đùi có một bộ, đen đùi nữa. Rồi 85k nha. Đó. Màu đen là bộ nail nè, đó, theo nha nhỉ, theo với chị nha, theo cho nha, đen đùi. Rồi 85k bộ nail, nó kiểu là có chữ theo cả nhà, đây theo nè. Rồi chị chốt bộ đen cả nhà, đen nha, đen đùi cho nha, có một bộ đen đùi nè. 58 chứ lại có size nha. Rồi là bộ đen đùi cho nha, bộ đen đùi nè, chắc mặt bao phê. Rồi vàng em chốt chị Doraemon trần bộ vàng. Rồi đen đùi này có một bộ chữ nail đơn giản thôi mà theo, mà rất là đẹp với cả nhà. Rồi đen đùi đen. Đen cả nhà, đen là 85k. Rồi chứ mà đen 85.000 chủ đen. Đỉnh lắm mấy chị ơi, em bao hàng cả nhà, thích cực kỳ luôn. Nhiều mẫu đẹp lắm, để em lên cả nhà luôn. Rồi em là một trắng cả nhà, trắng nha. Đó. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng mấy chị nha. Trời ơi một trắng này. Trời ơi khủng long trắng cho mấy chị, khủng long xanh, khủng long xanh, tranh thủ cho bộ khủng long xanh đây chị ơi, đẹp quá. Mã khủng long xanh giùm em bao phê. Khủng long xanh mấy chị ơi, bao đẹp bao nhé chị nha. Rồi, lên bộ khủng long xanh đây chị, khủng long xanh này. 85k đùi nha chị nha, khủng long xanh nè. Trời ơi áo trắng màu xanh cho em nha, hình có khủng long màu này là vùng màu đó cho em nha, khủng long xanh. Gì nữa? Hả? Khủng long xanh. Mã khủng long nha, đứa thật sẽ đưa ra thành like về. Yeah.
khủng long xanh, khủng long xanh. Mã khủng long xanh, cái gì khủng long xanh này có bộ khủng long xanh cho em đẹp nhất nhá. Khủng long xanh có một set nha. Rồi 85.000 đùi, khủng long xanh đẹp lắm chị, khủng long xanh. Trời ơi lên cream màu vàng, bộ màu vàng đẹp quá. Chị thích vàng không? Màu vàng. Set màu vàng cho em nha, cream màu vàng được rỡ. Ok nha, vàng. Đấy. Rồi lên màu vàng cho mấy chị màu vàng đùi nha, vàng. Đó. Khủng long xanh này em cho chị Hồ Tuyết Hà, chị Hồ Tuyết Hà. Rồi. Ok nha, chị Hồ Tuyết Hà có đơn này, khủng long xanh, còn mấy màu vàng chị vàng đùi này. Cái chất nhà đẹp lắm chị ơi, chất rất là dày và mát luôn mấy chị. Màu vàng này, chị Hồ Tuyết vàng cho em nha. Từ 40 tới 58 cái size cho màu vàng này, chị giúp vàng cho em mã vàng. Rồi. 85k bộ vàng cả nhà, cùng đùi, nguyên một set màu vàng, vàng 85.000. Dạ ok chị em, vàng 85.000. Chị là giúp vàng của em màu vàng, chị vàng là 85k. Rồi. Khủng long đỏ này chị nào có khủng long gì đâu. Khủng long đỏ, cái đó là đồ ngố. Ừ, hồi nãy chị đã có chốt bộ nào, tìm một bộ nào để chốt nha. Nhớ không? Chị đã có chốt thêm bộ nào. Nãy chị là có 2 bill á. Rồi đây là khủng long đỏ, khủng long đỏ em còn 2 set khủng long đỏ bộ đùi ngố này. Khủng long đỏ là dạng đùi ngố nha cả nhà, khủng long đỏ đùi ngố cho em nha. Cưng không? Khủng long đỏ cho em nghe nha, khủng long đỏ đùi ngố, dạng đùi ngố là 95k nha. Rồi mặt trước mặt sau này. Rồi đây là khủng long đỏ cho em đi, khủng long đỏ đùi ngố nha cả nhà. Chắc bao đẹp là khủng long đỏ đùi ngố cho em nha, tao sướng. Rồi đây là khủng long đỏ thì có 2 set cùng đùi ngố cho em nha, 95.000. Khủng long đỏ này có 2 bộ nha, khủng long đỏ cho em 95.000 có 2 set khủng long đỏ. Rồi, em là bộ ngố xanh. À, đây là bộ gấu xanh này có một bộ gấu xanh cho nha, gấu xanh này có 2 bộ, gấu xanh, bộ đùi ngố nha cả nhà, gấu xanh là bộ đùi ngố cho nha, ok chưa? Mã gấu xanh này không đùi ngố cả nhà, gấu xanh cho nha, rồi 95.000, gấu xanh nha, khủng long đỏ đem chút chị Tiếp Hà, chị Tiếp Hà chị lên số, chị không cần lên số điện thoại đâu, tại số điện thoại em có rồi, chị cần lên mã hàng cho em á, khủng long đỏ em chút chị Hoa Dương là lên số điện thoại này, chị Hồ Tiếp Hà là chị comment cái mã hàng là được, tại chị có số thôi, rồi gấu xanh nha. Gấu xanh thì gấu xanh cho em nha, xuống dương lên xuống thoại nghe chút đâu á, gấu xanh này. Rồi, gấu xanh này em chúc chị su xinh này, su xinh nha. Chị xinh xinh nhá. Xinh xinh là gấu xanh nha chị nha, gấu xanh này 95k bộ nha, ngố là 95, còn đùi là 85 chị ạ. Đùi là 85, còn ngố là 95. Rồi, chị xinh xinh có đơn nha. Chị Hoa Hương Dương này lên số thoại cho em nghe chốt á. Rồi, ok nha, chị Hoa Dương. Dạ, chị Hoa Dương lên số thoại có đó này chị yêu. Gấu xanh em còn một bộ nữa, gấu xanh em còn một set nữa, gấu hồng em còn một bộ nha. Gấu xanh em trước chị Đô Đông Anh Trần. Rồi ok chị, rồi gấu xanh em hết luôn. Rồi ok chị nha. Đô Đông Anh Trần có đơn chị, Đô Đông Anh Trần bộ gấu xanh trong đây này, gấu xanh có đơn. Rồi em lên bộ gấu hồng. Đây, mã gấu hồng cho em nghe được không, gấu hồng còn một bộ. Mã gấu hồng em còn một bộ nha, qua lấy gì. Mã gấu hồng cho chị gấu hồng. Đây, gấu hồng em còn một set duy nhất cho em nghe. 58 cái lại có size nha, 40 cái tới 58 cái gấu hồng cho em nha. Ủa đùi ngố gấu hồng. Trời ơi lên gấu hồng cho em nha mấy chị ơi, đẹp quá gấu hồng. Đó. Mã gấu hồng mấy chị nha. Chị cho mã gấu hồng em còn một bộ gấu hồng cho em nha ha. Gấu hồng một set cho em, gấu hồng. Mã gấu hồng. À ngố đen chị lấy ngố đen không? Nguyên bộ màu đen hết, đen này. Đây màu đen cả nhà, chị cho màu đen hết, đen. Này, màu đen cho em nghe, chị cho đen cả màu đen cả nhà, đen này, ngố đen. Đó. Mã ngố đen cho chị ngố đen, chị ngố đen cho em nha. 40 ký tới 58 cái size ngố đen này. Ồ đẹp quá chị, màu đen á, nguyên một set màu đen, chị thích đen lắm, màu đen hết như vậy. Mã ngố đen cho em đi chị ơi. Đó. Rồi, mã ngố đen giùm em chị ơi, cưng quá. Ngố màu đen cho em nha, ngố đen. Đỉnh lắm cả nhà. Ngố đen này có được 3 bộ ngố đen không? Em có được 3 bộ ngố màu đen á, áo đen màu đen hết toàn bộ nên chị thích màu đen rồi lấy nguyên màu đen á, đen. Ngố đen này có 3 bộ, đen 1 thôi. Dạ đen này có được ba, đen này cũng có được 3 bộ đen không chị nhỉ, đen này có 3 bộ cho em á. Rồi, ủa đẹp quá, màu nâu cả nhà, ngố nâu này có một bộ không, ngố nâu này, nâu, màu nâu là phối cho em vùng màu vàng cả nhà, màu nâu nè. Rồi lên mạng ngố nâu cho em nha, nâu 895.000 bộ cho em nha, bao xịn sò, nâu. Rồi chị chúc màu nâu của em màu nâu nha, nâu cho em nha, để nó nâu, đó. Màu nâu cả nhà, chị chúc màu nâu nha, ngố nâu, màu nâu, 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 nâu. Rồi màu nâu cả nhà, nâu này có một bộ nâu cho em nha, còn xếp một bộ hoa nâu. Rồi, mã nâu chị em, chị chúc mã nâu của em nâu. Rồi, em lên bộ hồng. Hồng là bộ đùi nha cả nhà, hồng đùi nè, hồng đùi nè, 85.000. Bộ hồng đùi là phối cho em cái quần sập nha. Bộ hồng đùi là phối cho em một quần sập cho em nha, 85.000. Đó, đẹp chưa cả nhà, hồng. Ngố nâu em chúc chị Doraemon, ngố nâu. Rồi, hồng đùi cả nhà, hồng đùi.
mã không đùi nha. Hồng đùi là giá 85.000, đùi 85.000, phối màu sọc nha. Bộ hồng này cả nhà, đẹp lắm, chắc bao xuống luôn. Mặc đẹp lắm. Ngố nâu đẹp chút chị Doraemon Trần. Rồi là bộ hồng chị chút hồng đùi á, hồng đùi rất đẹp ở nhà, hồng đùi trên nha. Rồi chắc quả đẹp làm giày và mát mẻ mấy chị em. Xuống lắm. Rồi, đùi là 85.000. Dạ đùi là 85.000 mấy chị em, đùi 85.000 trên nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Bộ là đùi gì đây? Ngố luôn à. Rồi ok cả nhà nha. Rồi tiếp tục lên. Em sang khóc cả nhà lên xong rồi. Còn cuối vô còn lên đồ của bé nữa xong nha. Rồi lên bộ gấu hồng cho em nha. Đây bộ hồng nữa, gấu hồng. Rồi bộ gấu hồng màu đen, gấu hồng màu đen. Ok cho gấu hồng rồi còn 5 bộ màu hồng. Gấu hồng, gấu hồng. Mã gấu hồng cho chị nha, gấu hồng cho em nha. Đấy. Rồi chị chúc mã gấu hồng cho em nha. Đừng quên cái gì ơi, gấu hồng, gấu hồng. Rồi bộ đường gấu cho chị gấu hồng em có được 4 bộ là hết gấu hồng. Mã gấu hồng 95.000 nha, gấu hồng cho em nha, gấu hồng. Bộ gấu hồng 95.000, bộ đường gỗ gấu hồng 95.000. Rồi gấu hồng cho em nha, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng nha cả nhà. Này 1 2 3 4 bộ gấu hồng hết. Em có 4 bộ gấu hồng nữa hết nha, gấu hồng em có 4 bộ hết, gấu hồng cho em nha, gấu hồng. Gấu hồng em chắc gì à? Hồi lý thì to có đâu. Gấu hồng em chắc gì lý thì to có đâu, gấu hồng. Rồi gấu hồng em còn 3 bộ nữa hết. Em còn 3 bộ nữa hết gấu hồng. Còn 3 bộ nữa hết gấu hồng, mấy chị tranh thủ chốt nha, gấu hồng còn 3 set nữa thôi. Rồi, em lên một ngố đây có thêm một nâu, ủa đẹp quá. Ủa đẹp này chị ơi. Đây là mạch sau nha, mạch sau mạch trước cho nè. Rồi, gấu. Mà gấu nâu này, đây phía sau nha. Ok chưa? Rồi phía trước là cái chữ cho em nha. Rồi. Trời đẹp quá, bộ đẹp quá chị ơi. Ờ comment gấu nâu mạch trước này, gấu nâu mạch sau này, hai mạch nha. Ở phía sau có cái hình cho em nha, còn phía trước có chữ nha. Rồi lên mã gấu nâu quần đen. Gấu nâu này có được 5 bộ gấu nâu. Đẹp lắm mấy chị, gấu nâu cho em nha, gấu nâu. Đẹp phê luôn. Em nói thật sự đẹp phê cả nhà nha. Rồi lên mã gấu nâu cho em nha. Gấu nâu này cả nhà, đúng không? Gấu nâu. Mã gấu nâu này có được 5 bộ gấu nâu cho em nha. Rồi, giá 95.000 nha gấu. Đó. Gấu nâu này chị gấu nâu cho em nha. Mã gấu nâu này được 5 bộ gấu nâu. 1. Rồi 2. Rồi, mã gấu nâu là 95.000. Gấu nâu. Rồi quần dài có chị, quần dài có này. Quần dài em có bộ gấu hồng 89.000, gấu hồng, gấu màu đen với lại gấu màu trắng nha. Rồi gấu hồng này, quần dài cho em nha. Rồi 58 cái là có size. Ok chưa? Gấu hồng cho em nha, xếp quần dài. Mẫu đẹp lắm. Có màu đen nữa, lần có màu trắng nha, có đen có trắng nữa. Rồi lên mã gấu hồng 89.000. Ok chưa? Gấu hồng. Mã gấu hồng 89.000 và thêu hết nguyên hình con gấu rất đẻ luôn ha. Gấu hồng 89.000. Mã gấu hồng 89k thì mấy bác gấu hồng 89.000 cho em nha. Gấu hồng 89k một bộ nha. 58 với lại có size màu hồng, màu trắng, màu đen. Gấu này có màu hồng, màu trắng, màu đen. Rồi lên bộ ngố màu đỏ. Bộ ngố đỏ cho em nha. Ngố đỏ tầm 10 kg, tầm 40 kg tới 58 với em. Ngố đỏ. Đẹp chưa cả nhà, ngố đỏ. Đẹp không? Cắt vải này mát mẻ cho em nha, mặt xuống đó nha. Rồi lên một đỏ, ngố đỏ cho em nha. Ngố đỏ đây, mày có màu đây cho em nha. Đó, dễ thương không? Nó phốn màu rất đẹp vậy nha. Rồi lên mã ngố đỏ cho em, ngố đỏ. Rồi xem nó cả nhà là 95k, ngố đỏ 95 nha. Ngố đỏ 95k đó nha. Rồi lên mã ngố đỏ cho em 95 nha, ngố đỏ. Rồi là một con gấu, gấu đen. Mã gấu đen cả nhà, gấu đen nha. Bộ đường ngố, gấu đen. Trời ơi, đen mới dở màu đen á. Comment đen cả nhà, đen nè. Gấu đen cho em nha, gấu đen xinh lắm, gấu đen. Đó, đẹp lắm cả nhà, gấu đen cho em nha. Bộ gấu đen á. Rồi, gấu đỏ. Ngố đỏ là bụi. Rồi, ba đẹp. Ngố đỏ. Ngố đỏ gấu hồng nha chị em. Ngố đỏ gấu hồng nha chị nha. Không có gấu đỏ. Rồi lên bộ gấu đen nha. Chờ chút mạng gấu đen này. Gấu đen nha. Rồi lên bộ gấu đen cho em nha. 58 là cái size nha gấu đen này. Chị em chốt một ngố đỏ nha chị Tuyết Hà. Ngố đỏ nha. Gấu đen này em chốt chị Tiến Trần. Tiến Trần chốt bộ gấu đen nha. Gấu đen cho em nha. Rồi. Tiến Trần chốt bộ gấu đen cả nhà. Gấu đen cho em nha. Gấu đen. Ngố đỏ tiếp hè đúng không? Ngố đỏ. Ngố đỏ chứ gì tiếp hè có đâu chị nha. Ok chị này. Nó chuyển ra. Rồi, em chứ chị hồ tiếp hè có đơn á. Ok chị nha. Rồi, vịt xanh này, một vịt xanh này, đùi nha. Và bộ lên màu xanh.
bộ cuốn xanh, cuốn xanh là xếp cùng đùi nha cả nhà, cuốn xanh là xếp cùng đùi cho em nha. Rồi 85k nha, cuốn xanh 85k, mã cuốn xanh 85k, màu xếp cho cuốn xanh. Ủa, màu xanh cả nhà, xanh 85k nha cả nhà nha, chị nào chốt màu xanh cho em nha, xanh 85k, ok chưa? Màu xanh này 85k, màu xế nha, em có bộ đùi xanh 85k, lắm mấy chị ơi, bao xuống. Rồi lên mã đùi xanh 85k nha, còn bộ đây, đó. Màu xanh này 85k, quần đùi nha, xanh này 85k, 40-58 nha, xanh 85k, có một bộ thôi. Đẹp lắm mấy chị ơi, xanh 85k, còn màu xanh. Xanh này 85k, màu xế nha, màu xanh cho em nha, xanh. Màu xanh này 85k nha cả nhà nha, đẹp lắm chị ơi. Chắc bao xuống cả nhà ơi, 85k bộ là bao hàng cả nhà luôn á. Đây là rớt em. Nay đùi này có nhiều đùi đẹp quá chị ơi, đùi này có nhiều mẫu đẹp lắm luôn á, đùi này. Lấy ngố rồi, lấy ngố cả nhà, thêm vài bộ ngố nữa, thêm khá đồ đùi nữa. Trời ơi đẹp quá. Bộ khủng long đùi này, khủng long đen, mã khủng long đen quần đùi cho em nha, khủng long đen, trời đẹp quá chị ơi, nó bao đẹp á, mã khủng long đen đó chị, khủng long đen quần đùi cho em nha, khủng long đen đó, chắc phải đẹp cực kỳ mê cả nhà nha, khủng long đen. À, lên bộ khủng long nha, khủng long đen bộ đùi, đùi 85k nha, khủng long này cả nha đó, quần đùi nha cả nha, khủng long 85k bộ thôi, đùi 85k, 58 là cái size nha, chắc đẹp cả nhà, khủng long màu đen đây chị yêu nha, khủng long màu đen cho em nha ha. Rồi lên mã khủng long cho mấy chị, khủng long, khủng long chị ơi, bao đẹp hả, khủng long này, mã khủng long bao đẹp hả, khủng long. Rồi tiếp tục lên bộ đây, bộ kia màu vàng, ngũ vàng, em cho chị Thảo Linh. Rồi lên bộ ngũ vàng cả nha, ngũ màu vàng cho em nha đó, ngũ là 895k, rồi ngũ vàng chị, ngũ vàng đẹp nhất tách luôn. Rồi vàng 95k nha, ngũ vàng 895k, màu vàng chị để cho màu vàng này để nóng cả nha. Rồi màu vàng có một bộ vàng nha, em còn một xếp vàng, ngố vàng, ngố vàng 95k. Rồi 58 mới lại cái size nha, ngố vàng. Rồi là chị xếp một vàng ở bên, ngố một vàng nha, ngố vàng cho em nha, ngố vàng, ngố vàng em chắc chị lý thì có ngố vàng. Nếu chị vẫn thích ngố hơn là đùi ha, ngố vàng em chắc chị lý thì có ha. Rồi em lên bộ xếp màu trắng này, ồ đẹp quá chị ơi, trắng này, màu trắng cho em bây giờ xếp cùng đùi nha, trắng cho em nha này. Đó, hello chị Minh Thu. Rồi lên bộ trắng cho em nha, trắng đùi nha, trắng đùi nào. Rồi áo trắng quần đùi nha cả nhà. Rồi lên màu trắng cho mấy chị trắng nha, trắng cho em nha. Đó, màu trắng nha. Và 58 là cái size nha, màu trắng cho em nha. Rồi xem nút cả nhà là giá 85 nha. Rồi em lên mấy bộ lên nữa, sau đây em lên được con bé thì là còn xin like không. Rồi trắng đùi 85 nha, trắng đùi 85k nha, trắng đùi 85k em bộ nha, trắng đùi, trắng đùi cho em 85k, trắng. Rồi lên bộ ngố đây, ngố này, ồ đẹp quá, ngố. Ồ. Rồi gấu, gấu trắng nha mấy chị, bộ gấu trắng này, gấu trắng là bộ đùi ngố nha, gấu trắng này. Đó. Mã gấu trắng nha, gấu trắng này, bộ đùi. Gấu trắng là bộ đùi ngố nha cả nhà, gấu trắng là đùi ngố nha, gấu trắng cho em nha, được không? Rồi lên mã gấu trắng nha, gấu trắng. Đây, bộ gấu trắng cho em nha, đây mặt sau. Rồi cái đây là mặt trước nha, đây là mặt trước cho em nha, gấu trắng cho em có được 5 bộ. Rồi lên bộ gấu trắng nha chàng, gấu trắng cho em nha, gấu trắng. Không đùi ngố nha. Gấu trắng là bộ đùi ngố cho em nha, được 5 bộ gấu trắng. Rồi 95k màu xế, ngố 95 nha, được 5 bộ gấu trắng. Đây. Gấu trắng được 5 bộ gấu trắng cho em nha. Đỏ này. Màu đen. Rồi bộ cô gái đen nè em. Ngố. Cô gái đen mà. Ngố ở đùi đây. Ngố. Cô gái đen, cả nhà em còn bộ cô gái đen là cùng đùi ngố đây. Cô gái đen, em cầu xích cô gái đen. Em còn bộ cô gái đen nha mấy chị ơi. Mẹ cô gái này, xích cô gái, đẹp chưa? Rồi, cô gái xinh lắm chị, cô gái này. Em còn một bộ duy nhất thôi, vậy là chốt bộ cô gái nữa. Rồi, 895 ngàn bộ cô gái. Đẹp lắm chị ơi, cô gái này. Em còn một xích cô gái nữa cả nhà, cô gái. Rồi lên mã cô gái còn bộ, cô gái em còn một xếp cuối cùng, cô gái còn một xếp. Rồi bộ đùi ngố 95k, cô gái 95k nha, mã cô gái trên 95k. Rồi lên bộ gấu trắng này, gấu trắng bộ đùi ngố, gấu trắng còn xếp gấu trắng luôn. Đó, mã gấu trắng thì còn bộ nha, chị để cho mã gấu trắng nha. Gấu trắng còn một xếp gấu trắng cho em nha. Đây,
gấu trắng này, con màu xét cuối cùng nha, gấu trắng này đó, định nha, gấu trắng còn bộ cuối cùng, gấu trắng cho nha, mẹ gấu trắng này còn màu xét nha, gấu trắng cho nha. Rồi xong rồi, chị đã lấy mẫu này nữa không? Ok cả nhà, mà bỏ bộ này vô đi. Bây giờ rồi chị đang muốn em lấy mẫu nào nữa? Đây lấy đồ của bé hả? Đây là đồ của mẹ đây. Đây em lấy mẫu nữa xong lấy đồ của bé bù đi do. Cả nhà vào la lại cho em lấy đồ của bé nhé, bù đi do mới về thôi mà. Rồi em lấy bộ ngố một bàn nữa, ngố bàn nữa xong rồi xong. À, đồ bé, đồ dài cho bé, đồ dài bé gái rồi ok lấy bộ đi do nha, đồ dài bé gái bữa hôm qua giờ lai vòng hết. Rồi lấy bộ ngố vàng nữa xong, vậy lấy đồ của bé nha. Rồi ok lấy đồ của bé nha. Rồi lấy bộ ngố vàng, ngố vàng. Rồi đồ của bé đó, đồ của bé. Rồi ngố vàng còn một xếp rồi, chị để chú ngố vàng còn một. Đây vàng ngố em chú chị Ngọc Hân. Quấn vàng ngố này chú chị Phan Mỹ Lệ Ngọc Hân. Còn bộ nào không? Bộ đó còn bộ nào đâu? Này thay bộ cho thay hai điểm. Bộ đấy còn nữa hả? Tìm đi em đừng có bỏ nó dùng đâu nữa. Ok lên nằm hoa bán bộ ăn vặt hết rồi, bây giờ giải la bán bộ ăn vặt xong em lên đồ của bé nha cả nhà. Bây giờ đây khô gà hôm nay nhiêu nhé mọi người, 41.000 khô gà, 41.000 lên mạng khô gà, 41.000 ăn vặt khô gà, 41.000 cho em. Ok nha, khô gà 41.000. À, bán bộ ăn vặt mấy chị ơi, khô gà 41.000 cho em. Rồi tiếp tục khô gà, khô gà 41.000. Một sấy nước dừa, một hấp nước dừa, một hấp nước dừa bao nhiêu? 35.000, 35.000, cứ 35.000. Một hấp nước dừa bán 35.000, giá là giá sỉ nha, giá sỉ giá lẻ mấy chị một giá ha, giá một rẻ giá sỉ luôn. Một hấp nước dừa là 35.000. Còn cái gì đây? À, gà, khô gà, khô hay gà là 41.000. Một hấp nước dừa là 35.000. Ok không? Rồi chị muốn lấy bao nhiêu lấy cho nha. Rồi khô gà, một hấp nước dừa. Em có bỏ dưới cái bộ dưới á, cái bộ mới lai qua đó. Bộ đó còn. Rồi lấy đồ em vặt nha cả nhà. Một hấp nước dừa với lại là khô gà. Khô gà 41, một hấp nước dừa là 30-35. Rồi đồ bé gái 6 tuổi rồi ok, lên đồ bé gái cả nha. Rồi, nhanh lên đồ. Có hũ lớn, có hũ lớn, hũ lớn ở đó không biết là à, hũ lớn ở đó là bao nhiêu? 70.000. Hũ lớn ở đó 70.000. Rồi hũ lớn bán mấy chị 60.000 đi, hũ lớn bán mấy chị 60.000. Ok chưa? Một dài lệ bé trai. Rồi một hấp nước dừa xuống cho bà chị tiếp theo một trái gì dưới còn một hấp nước dừa đây đây tái chị hai uống lấy chị hộ. Rồi lên đồ của bé đó mấy chị ít quá, mấy chị lên đơn lại cho em mấy chị áo ra vô lại hả? Dù giờ bé trai 30 kg có. Rồi, để em lên mẫu. Dù giờ bé trai đẩy thôi chị Lan nhé. Lên ơi, tập trung ơi. Dù giờ bé trai đây. Bây giờ đưa bộ đi ai. Bộ đi ai bao nhiêu ký thôi? Bữa là 45 nửa loại, một kem còn 45 nửa loại. Bữa là nhiêu giá như? Bữa là 140, giờ có sức đồ cho đại gì đó. 140, 160 đó. Dùng như giá này chị. Em lấy mẹ đi o 45 này cái size, 140, 160 nhé. Bộ đi o này.
Do mới về thêm hàng, chị đầu bữa trước á chị không chưa chốt được, chốt ở đây một đây. Do mười tầm bé là tầm 10 tầm 18 kg tới là 45 kg nha. Ok. Rồi chị thấy cẩm 22 một khô gà. Một mực khắp nước dừa, em lấy một củ lớn đi cho chị là 60 ngàn nha. Rồi, củ lớn lấy chị 60 ngàn. À, khô gà 41 ngàn, mực khắp của chị Phương là 39 nha. 35 ngàn, 35 ngàn, mực khắp 35 ngàn. Em Vy, 40 kg em cho chị Vy. Ok em Vy. À, lên bộ em Vy nha, tầm bé 20 kg tới là 45 kg em Vy, 140, 56. Dí 140, gọi đại 56 cho em nha. Dí, đây, em Vy bé gái, rất đẹp. Em Vy mới về, em Vy mũ chưa về, ngày mốt có cái hàng. Em Vy mũ là hình ngày mai, ngày mốt gì ta? Mai. Em Vy đặt em Vy cổ trơn nha, em có lấy mẫu đây, comment lại cho chị lấy nha. Tầm 18 kg cho tới là 45 kg cho em, hồi đây mới về ha, em Vy. Em Vy 50 kg có size, chị hết 50 kg còn lại 45 kg. Em Vy nha. Chị Phương chốt gì ta? Chả có đúng không? Em Vy. Rồi em Vy nè. Rồi tí chốt với chị. Mã em Vy rất đẹp giùm em. À quên mà má ơi, Dior. Sorry Dior Dior. Dior Dior chứ bị Dior. Đây đồ nhà bé gái chị Dior này, tầm 18 kg cho tới là 18 kg cho tới là 40. Từ từ sorry cả nha. Dior và em Vy. Giờ quăng ra. Dior Dior mấy chị Dior. Ờ lên mã Dior chị Dior, Dior là 140 160. Tầm là 18 kg tới là 45 kg cho size. 18 đến 45 kg hả Dior. Dior ok chị Vy, Dior. Dior. Thử xem Dior sorry cả nha. Dạ dạ em vừa Dior luôn mấy chị. Mấy chị comment trước anh biết không? Em Dior Dior. Dior nha chị Phương ơi, Dior nha chị ơi. Mã Dior cho nha. Dạ. Bộ đêm mới về hàng mấy chị ơi, bữa trước em hết sạch rồi, khách bây giờ được vét lại được được thêm một ri mới về, không còn hàng đi đi tiếp hè đi 18 kg nhá cho tới là 45 kg đi màu đây màu đen còn đây chỉ còn màu đây với màu đen thôi đi này có màu đen không có thì màu đen có rồi đi cả nhà đi hàng mới về đi cả nhà đi nha màu kem đi là màu kem rồi tầm 18 cái chị còn xe nhỏ, còn xe nhỏ. Rồi bỏ cái này xuống đi on. Rồi, được màu đen. Đi on màu đen 18 kg tới 38 kg không? 140. Đi on 22 kg chút chị Thúy Nguyễn màu kem mới đẹp chị mới về màu đó. Đẹp sáng mà không thấy chốt. Mới về chị ơi, wow, chị mới về. Các bạn mới giờ mới kiểm tra hàng đó. Thì giờ chị chốt cho nay cũng được ha. Do mẹ nó mới về chị. Rồi chị Tiến Nguyễn. Ở đây Tiến Nguyễn. Dạ ok chị nha. Rồi màu kem em chúc chị Ngọc Tâm Trần. Chị chọn tranh thủ chốt đi. Cái hàng này mới về thêm đó chị. Bữa giờ cái hàng không có hàng. Bây giờ mới về thêm 38 cái út hồng. Ok chị Dior. Rồi đẹp Dior nha. Một hũ một khắp nước dừa lớn. Ok chị à, ngon lắm chị ơi. Em bán á, mấy chị mua đồ xong mấy chị kèm thêm một bộ đồ. Đây, kim bự khắp nước dừa lớn là 60 ngàn. Cái này em bán mấy chị giá sỉ, bán lấy tương tác thì em á. Chứ không phải là cái này bán đâu, bán giá ngoài nó cao hơn rất là nhiều. Mấy chị mua ra phía ngoài nó mắc hơn em mà bán tới gần 10 bán nha. 10 bán nha ạ. Còn giá này bán mấy chị là giá tương tác là giá, gọi là giá sỉ. Còn rẻ hơn giá sỉ nữa. Nha. Đó, mấy chị vừa mua đồ cho bé vừa kèm theo đồ ăn cho em nha, em ship luôn vậy nha. Nó em có bán nhiều thứ lắm. Gì ta? Mix sấy nè. Em xuống lấy trái cây sấy. Có trái cây sấy nữa, tiếp em lên cả nhà luôn. Trái cây sấy chứ. Em bán mấy chị là giá không lên 1 đồng. Mà em còn lỗ thêm mấy ngàn nữa nên phải một món nè. Em bán mấy chị em lỗ thêm mấy ngàn để lấy tương tác với chị luôn nha. Chứ thật sự là có giảm mạnh đẹp lắm chị. Chưa chị ơi. Ok Nguyễn Thanh nha. Ok chị Nguyễn Thanh này. Rồi chuyển sang đen với chị đen tầm 38 cái là cái size 18 đến 38 cái nhá. Rồi là màu đen, đen. Màu đen chị 16 cái được 16 đến 38 cái size màu đen. Màu đen là 16 đến 38 cái, màu đen nha, khoảng 140. 38 cái hình như còn size. Đi 38 cái là thuộc còn size 140 đúng không? Hình như 38 là 140 sao. Rồi, màu đen 18 cái 38 cái nhá. Rồi 140. Rồi chốt là Vy ơi. Vy rồi đang chốt nha, đang chốt em.
À, màu đen cả nhà, đi ăn màu đen cả nhà, chăm tư. Đó, đem màu nỉ lên chị lao luôn, đem màu nỉ luôn. Trái cây sái là như vậy? Trái cây sái cho em, trái cây sái luôn 39.000 hả? Còn như vậy trái cây sái 39.000 hả? Rồi lên lên trái cây sái cho em ăn đẹp da, 39.000 tặng luôn. Rồi có màu hồng hết hồng rồi, hồng không còn. Bây giờ có được bổ sung quét được màu đen với lại màu kem thôi. Màu hồng cháy thêm. Ngọc ơi có hồng không Ngọc? À không có. Rồi trái cây sái 39.000 tặng cả nhà luôn. Trái cây sái là 39.000 phụ nha, lộn xộn các kiểu luôn. Rồi ở trong này này có cái nắp mấy chị khui ra nha, trái cây sái này. Rồi 39.000 anh tặng nút trái cây sái cho em á, trái cây sái chị để chút trái cây cho em. Rồi 39.000 một hũ trái cây sái cho em nha. Đấy. Ok chưa? 39.000. Còn màu đen này đi ăn màu đen bắt điện. Tầm 16 ký 38 với em 140. 16 đến 38 với nha. Rồi màu đen 140 đây rồi. Bây giờ còn màu đen chị để chút đen không? Rồi 140 cho em nha. Đấy, lấy đen là mấy màu đen cả nha, đen 140 bắt điện. Rồi, thích đen đó chị ơi, đen đẹp mà, đen lắm bạn dễ thương lắm. Chắc này coi giảm thoải mái đi. Trái cây sấy em chốt chị ạ. À, chị Hồ Tiết Hà cho em nha. 39.000 hũ đó, rất là ngon. Rồi, à, mình lấy cái màu kem 17 kg, chị xin 17 kg sao, màu kem. Rồi, 42 kg. Có màu kem. Lấy màu kem 42 kg đi nha chị Thảo Nguyên. Lấy 42 kg là màu kem 42 kg để em coi còn sao nha. Hình như kem này khách chốt 45 kg thôi. 40 kg, 42 kg chưa chốt. Còn 42 kg chị lấy luôn màu kem. Màu kem còn 42 kg chị lấy luôn 42 kg màu kem nha. Còn màu đen thì tầm 38 là cái size 16 kg 38 nha. Màu đen, để áo màu đen 140. 42 kg là hình như 160. Còn đây là màu kem nha, kem. Màu trái cây sấy. Rồi, trái cây sấy cho chị Nguyên. Rồi, cho em có màu kem. Linh ơi. Chờ em xíu nha. Bỏ chút hay đi đâu vậy? Đây. Ờ, ok một lớn đó. Ok một lớn có một khu gà. Gà 41.000, một khóc nước dừa lớn là 60.000, trái cây sấy là 39.000 cho em nha, và kèm theo đồ ăn vặt nha. Trái cây sấy là 39.000 cho em nha. Chốt hàng đi đâu mà ma. Đưa cái bộ kem chị. Bao nhiêu? 40 kg đủ lạnh. Bất giận đưa chị. Một kem mà đưa một kem chị. Rồi chốt hàng đẹp lắm nè. Chốt một kem, có một kem cho chị ấy. Xe nhỏ chị. Đây xe nhỏ cho một kem. Mực. Mực lớn trái cây. Trái cây này đi 39 rồi nha. Trái cây sáng 39 rồi. Trái cây 39 rồi. Rồi Dior đây chị ơi. Dior đây. Lấy Dior 42 cái phòng luôn. Chứ là chị 42 nha. Lấy như Dior chị ơi. Dior em có một kem chị nha. Một kem này. Đây chị nhân Dior một kem cho em nghe này. Đỉnh không chị ơi. Đỉnh không. Lấy một kem của mấy một kem nè. Kem em còn để size của mấy bộ thôi. Một kem. Chị em bị trái cây ra quả riêng ra tiếng rồi nó chút chị nhé. 140, 160. Rồi ok cả nhà nhé. Rồi bắt đầu em canh 5 bộ. Đi à, bộ đi ra 45 kg chút rồi. Hết rồi chị. Rồi đây có bộ nỉ bao nhiêu tiền đây bộ nỉ. Mày ai chưa ai điện thoại mà cháy máy của tôi vậy. Chị Ngọc Ánh điện thoại 4 cuộc rồi. Chị em xíu nha. Ờ, dạ cho em chúc em con bộ nỉ bao nhiêu tiền em chốt với chị luôn. Bộ nỉ nè. À đưa cái bộ gấu này chị này hỏi bộ gấu quên mất một bộ gấu. Bộ gấu xám á, gấu xám á. Quần nỉ, áo nỉ. Bộ nỉ màu bao nhiêu bộ vậy? Bộ nỉ là bao nhiêu bộ? Đếm đi chứ. 7-3 bộ là 21 bộ hả? Ờ, 21 bộ. Đầm hoa, à, đưa cái đầm hoa chị. Đầm hoa ở hôm á, cái đầm hoa bé á. Ờ, xem cái màu chị. Cái màu, 3 màu. Ok chị. Em lên bộ nỉ thì 42 cái tạo nguyên. À, bộ dài bé. Rồi ok bộ dài.
đồ ấm cho bé 10 à, ok đồ ấm. Rồi em lên đồ ấm cho nha. Đồ ấm này làm bao nhiêu ký nha? Này nó bao nhiêu ký luôn không? Đồ nỉ á, đồ nỉ bao nhiêu ký? 40 ký đâu lại, bao nhiêu ký đây hả nhỉ? Từ bao nhiêu ký nữa? Bao nhiêu ký? Đồ nỉ tầm 40 ký lại nha, con đây sao nhỉ nhất sao chị em? Xuống hỏi bao nhiêu ký không? À cái này sao nhỉ đây? Đồ nỉ không? Bộ nỉ hồng tầm 22 ký tới 40 ký nha. Chị Thảo Nguyên cho xin số điện thoại. Chị Thảo Nguyên lên xuống khoảng ngay chốt bộ nỉ hồng, có mũ bộ nỉ hồng. Từ 22 đến 40 ký có sai bộ nỉ hồng. Bộ nỉ hồng là giá tới 140. Như ta. Đâu? 145 luôn á. Bộ nỉ 145.000 bộ cho em. Bên trong rất là ấm đi nha. Bên trong rất là ấm cho em nha. Cho chị mấy cái áo gì đi. À lên tóc đi, tóc. Các chị. Rồi, Thảo Nguyên có số điện thoại. Rồi bộ nỉ màu hồng. Rồi 145.000. Nỉ hồng 145.000. Size tầm 22 kg cho tới là 40 kg cái size ấm cực kỳ luôn. Bên trong rất là ấm nha. Bên trong này. Cả nhà bên trong có một lớp lông nha. Cái nỉ lông bên trong rất là mềm, ấm lắm chị ơi. Chắc em bao hàng. Tại chắc phải nha em nha. Ở ngoài nó không bị khô, không bị rát cả nhà. Chắc phải phía ngoài nó còn mềm, không hơi bị cứng nha. Những cái hàng nỉ nó có những loại hàng nỉ mỏng. Cứ nghĩ là nỉ mỏng là bên trong nó có lông, nhưng mà phía ngoài thì chắc phải nó không có mềm, nó không có láng, không có bóng. Mà ở ngoài nó có cái lớp nó khô, nó mỏng. Mấy chị phân biệt cho em nha nha. Nỉ này rất là tốt. 145.000 một bộ size to. 40kg có size tầm 23kg. 23kg size to 40kg có size. Em có màu hồng. Em có màu xanh. Bộ này có size to. Đẹp lắm, cả nhà ấm lắm. Rồi em có màu xanh, màu hồng. Cái này có màu gì nữa? Mấy màu gì? Màu xanh, màu hồng với màu là một bò. Màu xanh, màu hồng, màu bò cho nha nha. Đẹp kinh khủng luôn cả nhà. Rồi có cái túi cho mấy chị có túi nha. Đẹp lắm, size to, 40kg có size. Từ 23kg tới 40kg cho em có size. Đó. Chắc bao phôm bao hàng cả nhà luôn. Rồi bộ nỉ cho em nha. Phôm to, ấm lắm đó chị ơi. Có mũ cho em nha nha. Cổ chui. Cổ này cổ chui hết thông bộ cho mấy chị nha. Em có màu xanh, màu hồng với có màu bò. Một ly có nó được có 7 cái với chị tranh thủ chốt cho em nha. Không có hàng nhiều đâu. Ấm cực kỳ luôn. Đó. Mùa đây lạnh giá rét thì mấy chị tranh thủ mặc nó bộ ra cho em ấm cực kỳ. Rồi để em có một bò màu xanh, màu hồng xe đại 40kg cái size. Và em có thêm một bò nữa cả nha, một bò. Đấy, đẹp lắm mấy chị, một bò. À thổ tết. À ok cả nha. Cả nhà cứ theo dõi like cho em, mấy hàng em về cứ về liên tục mà. Mấy chị like gì? Rồi, bỏ đây có thêm một bò mấy chị. Để em có một bò cho em nha. Ấm lắm cả, có túi cho em nha này. 22kg tới 40kg cái size. 40kg 42kg đồ lại cho mặc vừa cho em nha. To lắm cả nha. Ấm lắm. Rồi cả nhà có cái hiệu cho em nghe này. 145k nha. Không đẹp nha, không lấy tiền đâu. Màu bò và màu xanh với màu hồng cho em. Nó sai đại đó cả nha. Chắc bao sướng không? Về mặc bộ đồ cho em nghe bao sướng bao mát nha. Ở 6 tuổi á chị. Rồi 6 tuổi là mình ra. Chị bạn lên số ký cho em nghe chốt nha. Cứ lên số ký. Ở đồ xanh nhỏ đó. Ok lên xanh nhỏ cho. Em đưa cái bộ sắm túi, sắm túi xanh nhỏ. Rồi, lên bao nhiêu? Đỉnh màu xanh 32kg em chốt chị ạ. Tiếp hà. Đưa một Mickey cho da ké chị, Mickey màu hồng. Rồi bộ nỉ 145k dùm em, chắc phải bao sướng nhá. Nỉ em có một bò, màu xanh với màu hồng, ba màu. Chị thích lấy màu nào comment màu đó cho em nha. Đây chị yêu nha, ấm lắm đấy chị, kiểm tra hàng cho em nha, thoải mái chứ nhận hàng nha. Rồi, lên bộ nỉ em có một bò, rồi có túi phía trước cho em nha. Rồi, nỉ em có cái màu xanh. Ôm bộ đi ạ, xin mấy thứ trước đi. Màu xanh cho em mấy chị nữa, em có màu xanh cho em nghe, màu bò, màu xanh với màu hồng. Màu xanh, màu bò với màu hồng cho em nghe. Ôm hàng xuống cho nó bóc luôn kia. Ôm xuống. Tầm là từ 22kg tới 40kg size cho em nghe. Ấm cực kỳ. Ấm cực kỳ. Mùa đang lạnh rét giá buốt cho mấy chị cho mấy bé mắc gọi đây cho em nghe. Thì ấm đi ra ngoài đường rất ấm. Đấy, rồi em có màu hồng cả nha, màu hồng nha. Rồi, chị là chốt hồng, comment màu hồng cho em, màu hồng cam. Đỉnh không cả nhà, hồng cam. Màu hồng, màu bò, màu xanh cho em nghe. Không đẹp nghe, không lấy tiền. Rồi cái mũ cho em nghe này, ấm không cả nhà, mẹ thích lắm luôn. Sale cả nhà là 145.000 một mũ cho em nghe. Rồi. Rồi ok cả nhà, rồi lên bộ bé gái, bé gái bé trai bộ này cũng được. Hoặc cái đầm nữa. Rồi. Đây lấy chị mừng à. Lấy gì? Đem xuống mấy đứa chút. Bộ hoa. 42kg bộ nỉ đó, 42kg 40kg 42kg thoải mái cho em. Để mình để em coi em kiểm tra đây, 42kg có bộ đáp mà em không dám lên nữa, thầy đáp nha, chuẩn bị ngày mai sẽ về, ngày mốt mới về.
Em đang nợ đơn khách nhiều đó, không dám lên đó chị. Sợ lên không có đơn lại cho em nữa. Rồi cái đầm hoa, nhận đầm hoa màu xanh này. Hoa xanh này có size bé 10 kg nhé. Cho tới nè. 15 cm tùy theo mẫu, tùy màu. Hoa xanh là 10 đến 33 cái nhất, hoa xanh này. Rồi cái đầm hoa xanh này đúng chị yêu, 10 đến 33 cái nhất, 80-90 này hoa xanh. Cái đầm hoa xanh là 10kg, tới là 33 cái size hoa xanh cho em nha, đầm hoa xanh. Rồi 80-90 nha cả nhà. Size nhí 80, size đại 90 cho em hoa xanh cho em nha. Rồi để em lên nè, hoa xanh 80-90, 10kg tới là 32 cái size nha, màu xanh này đẹp này kìa. Ở phía sau có nơ đẹp lắm, dây kéo khóa cho em nha. 10kg tới là 33 cái size hoa xanh. Hoa xanh 22 kiếm cho Thúy Nguyễn ở đâu? 80-90 chắc đẹp lắm cả nhà. Rồi đến bộ hoa xanh chị, hoa xanh 80-90. Còn cái này size quá tìm nên tự tìm. Máu hoa xanh 80-90. Size 10kg tới là 33 cái size nha. Hoa xanh này cả nhà, máu hoa xanh nha. Ok Thúy Nguyễn nha. Rồi hoa xanh em chắc Thúy Nguyễn mẫu đây đúng không? Ok chị. Rồi em 3 mẫu nha. Em đưa cái bộ nước kim màu hồng ở chị lên chị. Hoa xanh em chốt chị ạ, hồ tuyết hà. Hoa xanh cho em nha. Nó kia về dưới. Hoa xanh em chốt chị ạ, đậu phộng có đơn, hoa xanh. Em dùng bỏ em đi, mời chị em. Rồi, ok cả nhà nha. À, bộ đấy chị yêu, bộ đấy có size 10kg tới 15kg đấy. Bộ 80 ngàn hả. Bộ nỉ màu nâu nè, nâu. Nỉ nâu túi sách này con trai ngắm chị được nha. Dạ còn một khác để em lên luôn, còn một khác. Rồi nó bộ nào nỉ có màu nâu 10kg tới là 15kg nhé, nỉ nâu này. Bộ đây là cả nhà 80.000 bộ nha, bên trong có lông, ấm cực kỳ, ấm lắm. Chắc phải này, xuống lắm đẹp, ấm. Tầm bé tầm 10kg tới là 15kg nhé, màu nâu. Rồi nó bộ nâu cả nhà. 10 đến 15kg size 80.000 á, nâu. 10 đến 15kg 80.000 bộ nâu. Rồi giờ chắc phải nâu, nâu này 80.000 á, bộ nâu. Bộ nâu này 80.000 bộ. Bộ nâu, nâu này không có 16 cái gì ơi. Nâu này không có 16 ấy em. Nâu này có size tầm 14 kg 15 cái là thôi. Lấy màu xám được không chị? Lấy xám không? Đợi chị chút xám rồi mới màu xám đi. Lấy xám mới đổ xong màu xám rồi có size. Nâu còn 14 cái thôi. Nỉ nhỏ đúng không? Đây nỉ nhỏ còn ở màu xám chị. Nó hai màu nâu màu xám. Đợi chị chút xám rồi mới màu xám nhé. Tầm bé 10 kg nha, tới là 10. Hình như xám nó có 2 đi đúng không? Còn xám á. Sáng này có 2 đi á, sáng 16 đi, trước thì tí nhiễm có đơn, sáng 80 ngàn. Sáng 80 ngàn trước thì sờ thì ok nha, sáng 16 đi đó. Rồi sáng em trước thì Thúy Nguyễn, còn cái máy á, còn bộ đó còn cái máy. Sáng 1.7 đi. Sáng 12 kia trước thì chết hà, sáng này có tầm bé 18 đi, 18 kia rồi hả. Sáng này có 18 kia lại có sai nha, sáng cho nha. 18 kia lại có sai nha. 10 đến 18 đến 80 ngàn, trời ơi đẹp lắm, bên trong ấm cực kỳ cả nhà, ấm lắm. Rồi vậy xám gì một xám 10 kg cho tới là 18 kg, 18 19 kg được, 19 kg được. Tại cũng to. Size số 7 cũng to. Rồi 19 kg lại có size nha, 80 ngàn một con trai con gái mới chị mặc được nha. Bộ nữ đẹp lắm, trai gái mình nha. Rồi đây một xám chị chút sáng cái màu xám nha, 80 ngàn bộ xám 80 ngàn. Size 10 kg cho tới là 19 kg có size. Dạ 10 đến 19 kg nhá, một xám cho nha. Rồi 80 ngàn bộ ha, xám. Sáng 12 kiếm chút thì đậu phộng, chút chị số 3 đi. Sáng không có 23 cái chị, sáng tầm 19 kg thọ lại thôi, số 7 là to nhất nha. Chị số 3 chị em. Rồi ok chị nha, sáng cho nha. Rồi em lên bộ đây nè. Số 2 chứ số 4 chị. Lấy số 2, đến 12 chứ. Rồi em lên bộ đây. À hoa chị rồi, sorry cả nhà, không lên mẫu đây, lên bộ hoa. Rồi lên bộ mixi nè, 120-130. 10kg tới 35kg chắc 36kg mixi màu hồng. 10-36kg size nha mixi màu hồng. 120-130 hàng da cá, đẹp lắm kìa. Hàng da cá nâu. Nâu 14kg chút chị đậu phộng. Nâu 14kg chút chị đậu phộng, sáng 12kg. Mẫu này con trai nha mấy chị bạn đẹp hết á. 80.000 bộ cho em. Rồi cái đây là bộ hàng xinh da cá, chắc dày và đẹp á. 120-130, tầm 10kg tới 36kg nhé. Áo hút đi bít cho em hết rồi chị ơi. Rồi, chị đã có màu hồng cái gì? 120, 130.
size bé tầm 10 kg cho tới là 36 kg cho mẹ em ha. 10 đến 36 kg cái size. Đưa bộ mèo đi lên nha, bộ mèo. 10 đến 36 cái size nha cả nhà nha. Rồi đó một bao đẹp cả nhà. Rồi bộ hello mèo mèo hồng. Chuột hồng, chuột hồng. Bộ nỉ hồng có mũ. Lúc nãy bộ có 42 kg. Em xin bắt cho chị cái bộ bự với cái chị. Còn 42 kg thường. Em đưa chị bắt cho chị. Rồi để em xuống kiểm tra nha. Cái size nó to mức độ này em báo cho chị nha. Chờ em xíu nha. Rồi em lên bộ đây cả nhà nha. Bộ màu vàng. Bộ vàng này có size bé là 12 kg tới 20 kg bộ vàng này. 12 đến 20 cái size. Bộ vàng cho em nha, 80.000. 80.000 bộ nha. Rồi lớp màu vàng nha, bộ vàng. Khung mà đẹp lắm cả nhà, khung mà đẹp lắm, có độ rũ cho em nha, nó giống cái hàng baking bông á, nhưng mà chắc phải nó mềm và dày hơn. Rồi là bộ mềm màu vàng á, vàng tầm bé 12 kg cho tới là 12 kg cho tới là 20 kg nhé, màu vàng. Rồi 80.000 bộ, vàng là 80.000 một set nhé, bộ vàng 80.000 bộ vàng. Vàng 17 kg em chút giờ xin có đơn, bộ đẹp lắm nha, đơn chị. Bộ vàng 17 kg cái size chị nha, màu vàng trang hoa đẹp lắm vàng. Vàng lấy cái size mình nhỏ hơn một size chị. Đây chị ơi, 42 kg đó, để coi thật vừa nha. Cái size to nhất là chị yêu. Thôi cái này 40 kg, 42 kg sợ mua được. 40 kg cho em chị nha, nỉ hồng tầm 40 kg. Bé chị gọn người không? Thôi em trừ hai chị 40 kg thôi. 42 kg sợ không vừa đâu. Bộ nỉ hồng tầm 40 kg lại thôi, 40 kg nha. Còn bộ này 42 kg ta. 42 kg là còn bộ bộ đáp mới đi chút hết. Rồi 42 kg. Bill à. Đó là bill xin này. Bill cao này. Em vô thì bị tức mất, do mình vô bị tức. Dạ. Tầm 40 kg lại chị yêu nha. 40 kg trở lại thôi. Tại em tui vô không vô. Màu hồng, mũ hồng tầm 40 kg lại thôi. Hả? Màu hồng. Không bỏ cho chị đi, mình thích rồi thôi nè. Rồi. Rồi ok cả nhà, em lấy màu khác đi, lấy tóc không? Lấy tóc qua đây, của người lớn ấy. Dạ, người lớn cái này. Lấy tóc qua, tóc người lớn này cả nhà, 45.000 một cái nha, tóc người lớn này. Cho nên mã số 1 đi. Mã số 1 nha. Rồi tóc cho em nghe này. 45.000 1 2 3 4 5 đôi. 5 đôi 45.000 cho em tóc của người lớn. Rồi tóc người lớn nha. Tóc của mẹ này. Đó, cái cổ cả nhà. Ok chưa? Lấy tóc comment tóc nha. 45.000, comment mã số 1. Em có mấy set cả nhà, mã số 1 45k. Cái cổ đó là cổ đây, này mấy chị thấy cổ không, đủ màu nhan sắc ở năm một đây là 45.000 năm bộ tóc nỉ hồng, còn 35 kg không còn nỉ hồng, em có màu hồng nỉ này còn em mới về 145.000 nha, tầm 22 kg tới 40 kg cái size. Màu hồng, màu bò với lại màu xanh, màu hồng, màu bò, màu xanh. Rồi đây này chị, nỉ này có mũ rất đẹp, nó ấm lắm. Màu hồng, màu xanh với lại màu bò nha, nỉ màu hồng tầm 22 kg tới 40 kg cái size. 145k một bộ nha. Con này không to lắm cả nhà. Đấy. Có mấy màu hồng cả nhà ha. Nỉ có màu hồng có mũ nha. Cái này có mũ cho em nha, ấm cực kỳ luôn á, màu hồng. Nỉ này có màu hồng, màu xanh với màu bò. Đây màu xanh này cả nhà, màu xanh này đẹp này. Cái xanh không? Màu xanh màu hồng với màu bò cho em nha. 145k một bộ cho em nha, màu xanh này. Tầm 22 kg cho tới là 40 kg cái size. Trời chị chúc xanh cả mấy màu xanh nha. Đó, nỉ này có màu xanh. Màu hồng với lại em có màu bò. Ok chưa? Nỉ màu xanh, màu hồng, màu bò. Ở phía trước có hai cái túi cho em nha. Ở phía trước có hai túi cho em bao đẹp, đẹp và đẹp. Màu bò, màu nâu, màu nâu. Đây, lấy màu nâu comment màu nâu nha. Nỉ có màu nâu cho em nha. Tầm 40, tầm 22 kg tới 40 kg size. Thời thích lấy màu nào comment màu đó nha. Này, màu nào cũng đẹp. Lấy ba bộ luôn không? Ấm lắm. Rồi, 145.000 bộ. Lấy kim lấy hồng. Lấy màu hồng 35 kg đó. Lấy hồng 35 kg. Rồi lên tóc của bé mấy chị, lên tóc của bé thì vui. Lên tóc nha. Tóc. Có 22 kg không? Dạ có. Nỉ có 22 kg mà. Nỉ xanh nhỏ nhất 22 kg lấy không? Tóc của mẹ kim ngân, tóc của mẹ. Tóc của mẹ đâu? Cái này. Em xuống lấy tóc của mẹ là mã số 1. Đây tóc của mẹ nha, mã 1 của bên mã số 1 cho em nha, mã 1. Rồi bút lông không? Số 1. Rồi bút lông chị, bút giờ 10 à, đằng kia. À đưa cái nằm hoa, chị chúc nằm hoa thêm với mẹ nằm hoa. Mã số 1 nha, mã số 1 5 đô có 45.000 đấy nhá. Ồ, kiếm đồ kèm 5 đô 45.000 cho em.
trời ơi, tóc đẹp giả mang mấy chị trong lòng mua 10 ngàn bao nhiêu, ít chứ phải 10 ngàn bộ, 10 ngàn bộ đồ tóc của mẹ này cả nhà, thấy không? 45 ngàn, còn mấy mã 145 ngàn, bộ nỉ là 145 ngàn, bộ nỉ là 145k bộ nha, nỉ là 145 ngàn một set một bộ, tầm 22 kg cho tới 40 kg cái size. Cái đầm hoa này, hoa xanh từ 10 kg tới 35 kg chứ, hoa xanh này, cái đầm hoa xanh 10 đến 35 kg hoa xanh em, mã hoa xanh em 10 kg tới 35 kg size bộ hoa xanh, đó, kiểu cái bộ hoa xanh 85, 80, 90 hoa xanh. Bộ nỉ, bộ nỉ cao 1m43 kg tóc, chất chị Linh bộ tóc mềm mã số 1 em. Rồi đúng rồi, mã 1. Rồi, cao 1m43 kg có bị ngắn không? No. Rất là dài. Cái hàng này hàng sẽ to như chị nha, không ngắn. Bộ nỉ nó dài lắm mấy má ơi, wow. Cứ chốt đi là xong, là tí nữa mấy bạn chốt đơn á mấy. Mấy bạn nó mấy bạn đo giùm em cái chiều, đo giùm cho chị cái chiều dài. Là mấy bạn sẽ tự động đo cái chiều dài nha. Rất là dài. Cái này là size nhỏ nhất này chị yêu nha. Cái này là size nhỏ nhất là nó đã dài thòng lòng rồi nè, phía dưới nó có lên bo nha. Cực kỳ dài. Rồi hoa xanh này em chốt chị ạ, Thúy Nguyễn, hoa xanh 80-90, hoa xanh. Để cái ly gì đó, giục cái gì, cột nhét nó sâu rồi đó. Hoa xanh là tầm 35-35 kg size nha cả nhà, hoa xanh này 80-90, 10-35 kg size trên hoa xanh. Không đẹp nha, không lấy tiền, hoa xanh 80-90. Rồi lên mã hoa xanh nha, chốt đơn cái đầm hoa xanh 80-90. Rồi lớp mã. Rồi, lấy chị bộ lớn với chị Thảo Nguyên là bộ màu gì? Chị lấy màu gì hả? Rồi lấy chị bộ nỉ hồng. Nỉ hồng chị Thảo Nguyên, nỉ hồng. Màu hồng luôn á, size bự nhất cho chị luôn đi. Bộ đâu để bỏ đâu? Bộ bự nhất em ạ. Đem đi chị bỏ vô. Rồi lớp mã số 1 tóc của mẹ nha. Tóc của mẹ 5 đôi là 45.000. Rồi màu hồng, ok Thảo Nguyên màu hồng. Rồi ok chị ạ. Rồi lớp mã số 1 tóc của mẹ nha. Tóc của mẹ cho em nha. Rồi ok chị nha, tóc của mẹ cho em nha. 45.000 là gồm 5 đôi nha chị nha, 45.000 là gồm 5 đôi tóc nha, là cho em gồm 5 đôi tóc. Ok chưa? Rồi, là mẹ tóc là mã số 1 nha, mã số 1 là tóc của mẹ, mã số 1 cho em nha. Rồi, là mã số 2. Rồi, nỉ hồng 33 kiếm chú chị Phương Vân, nỉ hồng. Em mở đây. Ok, nỉ hồng em chú chị Phượng Vân, nỉ hồng. Rồi, lấy em xếp màu xanh cho bé Thúy Nguyễn, là xếp màu xanh đây. Rồi xếp nỉ màu xanh, chốt mấy chị nó hết liền giùm em nghe, không có ấy đâu, ấm lắm giùm em. Rồi nỉ 40 kg em, chị chốt màu nào? Hồng hết 40 kg nha, chị đổi sang màu màu không có nhé. Rồi chị Phượng Trương ơi, nỉ bây giờ em đổi chị màu xanh hoặc màu bò nha, màu xanh hoặc màu nâu nha, màu hồng hết 40 kg thôi, em đổi sang chị màu bò nha. Màu bò hay màu nâu, màu xanh cho em nghe nha. Màu bò, màu nâu hoặc màu xanh cho em nghe được không? Rồi lên tóc của bé, tóc siêu nhân. Bộ tóc siêu nhân nha. Ủa như vậy? 150 vậy? Không có, cái đó nó sẽ ép sang mờ chị. Cái chữ mờ. À, tóc 150 ngàn năm đôi chắc chết bệnh chết. Rồi, tóc siêu nhân nha, siêu nhân này. Tóc siêu nhân này, siêu nhân nha. Tóc siêu nhân là 50 ngàn năm đôi. Tóc siêu nhân là 5, đây. 5 đôi là 50 ngàn cho em nha. Rồi ok chưa? 5 đôi là 50 ngàn. Còn mấy mã siêu nhân. Tóc siêu nhân là tầm bao nhiêu ký, bao nhiêu ký, bao nhiêu tuổi đây? Biết rồi. Cái này tầm 3 tuổi, 4 tuổi đó đại nha. Đúng không? Lớp 3. Lớp 3. Từ lớp 2. Lớp 1. Tóc là siêu nhân từ lớp 1. Xếp váy xanh bé gái chứ không phải bộ nữ nha. Ok chị, Thúy Nguyễn mở đây. Rồi ok chị, Phương Trương là chốt màu xanh này. Phương Trương chốt chị bộ màu xanh. Em Phương Trương chốt bộ nỉ màu xanh là 40 kg, chị lấy xe bự chứ nha. Rồi, tóc siêu nhân là nó gọc lên chị nha. Siêu nhân là từ lớp 1. Chị Ngọc ơi, chị là, nếu chung là từ bé bao nhiêu tên, từ 7 tuổi, 6 tuổi. Tóc siêu nhân từ 6 tuổi cho tới là lớp 5 này. Cái này bao nhiêu tuổi vậy? Tóc siêu nhân bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tuổi? Tóc siêu nhân đó thì mình đốt tầm cỡ mấy tuổi trở lại? 10, 9 tuổi. Rồi, cái này 10 tuổi trở lại cho em nghe. Rồi ok chưa? Tóc siêu nhân nha, tóc sai 10 tuổi trở lại. Rồi, 6 tuổi được không? Được. 6 tuổi được mà. Được. Cái này 6 tuổi được mà. Tóc siêu nhân là 50 ngàn năm đôi. Rồi, tóc siêu nhân nha, siêu nhân nỉ 40 kg em chốt được luôn. Rồi, lên mã tóc siêu nhân, mã siêu nhân cho em nghe. 5 đôi là 50 ngàn.
5 đô là 50 ngàn tóc siêu nhân, nó rẻ bệnh luôn, nó rẻ lắm. Tóc cây cao với gì cổ cao xíu nha, tóc siêu nhân là 5 đô là 50 ngàn. Cả nhà cứ ra coi chắc tóc siêu nhân đó chị ơi, mắc lắm. Chứ chứ mà chị mua 1 đô là bao nhiêu đô mà đây như ta? 10 ngàn, 10 mấy ngàn hả? 10 mấy ngàn đô. Cô em 30 ký, ok rồi, cứ 30 ký lên 30 ký. Mà tóc không phải thực dịch, ai tóc nha, tóc siêu nhân này. Là mã siêu nhân, tóc siêu nhân cả nhà, tóc siêu nhân 6 tuổi được không? Được. Nói chung là tầm bao nhiêu ký không? Đây chất to này, chân kiểu nha coi. Một chiếc của nó là 5 đôi, tóc siêu nhân cả nhà. 30 ký là đối không nha. Đây chị yêu nha, đây, thoải mái chưa? Cái chân này đang, đây là cái size, nó có size, đây là size M này. Cái này có size, có nghĩa là từ 10 tuổi trở lại á. 10 tuổi trở lại là mặc được cho em nha, tóc siêu nhân này. 10 tuổi trở lại mặc được cho em nha, đó, ok chưa? Cả nhà cứ lên số ký, lên số tuổi cho em nghe thì chốt theo size. Tóc này có size rồi chứ mấy. Tóc này tóc xịn thì có size rồi, khổ. Tóc này có size nha. Rồi đây mẹ tóc siêu nhân cho em nha. Rồi, ok chưa? 6 tuổi thoải mái như cái chân này, 6 tuổi thoải mái tóc siêu nhân, lên đơn chốt cho. Rồi, 5 đôi là có 50 ngàn. Nó có màu xám, màu xanh tùm lum hết tóc siêu nhân. Cái gì lên lên kia. Rồi, tóc siêu nhân nè. 5 đôi là 50 ngàn cho em nha, đây nha chịu nha. 5 đôi là 50 ngàn. Đó. Cái này có size. Cái đó khoảng 30 ký mang được thôi. Em mới nhận hàng, ok bên chị, ok. Rồi có chống trượt không? Ủa, tóc đây không có chống trượt chị, không có, không có. Cái này không có chống trượt chị yêu nha. Cái tóc chống trượt là phía dưới là có cái gì chấm đúng không? Rồi không có, cái này không có chống trượt, cái này tóc không có chống trượt cho em nha. Rồi ok nha, tóc siêu nhân này. Rồi ok nha. Đó 30 ký trở lại hả? 30 ký, 40 ký trở lại, 30 ký trở lại hả? Rồi ok cả nhà nha. Rồi tóc siêu nhân cho em nha. Rồi ok cả nhà nha. Đó, tóc siêu nhân cho em nha, là một set của đó là 6 tuổi ok chị. Rồi, một set của đó là 5 đôi, 50 ngàn tóc siêu nhân. Một set là 5 đôi. Một set của đó là 5 đôi, 50 ngàn nha. Ok này, 5 đôi. Đây, bì là 5 đôi này. 24 ký được, 24 ký được. Rồi tóc này chị bích nè. Dạ 50 ngàn, cái này nó có size. Tóc siêu nhân này có size. Nói chung đôi này có size hết á. Chị có lên số ký ngay chốt nha. Tóc siêu nhân là 5 đôi, 5 đôi là 50 ngàn. Tóc của mẹ này, tóc siêu nhân chị Nhã Minh, lên em chốt cho. Tóc của mẹ, tóc của mẹ này, tóc của mẹ là 45 ngàn 5 đôi. Tóc của mẹ là 45 ngàn 5 đôi. Tóc của mẹ rất đẹp, các chị mua đi. Tóc của mẹ cho em nghe này, 45 ngàn 5 đôi tóc của mẹ cho em nghe. Để bung lên mấy chị coi cổ ghê. Đây bỏ cho chị. Tóc của mẹ này 45 ngàn 5 đôi. Cả nhà chốt đi. Đây tóc của mẹ này cả nhà, đẹp lắm, đủ màu. Đó. Mấy chị mua mặc giày, mang giày, mang ấy nha. Mang giày, mang ấy rồi cho em nha. Mang giày, mang ấy, mang gì nữa. Mang giày. Khổ quá, mang tóc rồi, lên nhanh mấy chị ơi, tóc của mẹ cho em nha. 45 ngàn 5 đôi, tóc siêu nhân đâu chị. Đây. Rồi tóc của mẹ, còn mấy mặt tóc mẹ, mấy chị tóc mẹ nè. Tóc của mẹ, tóc bé lớn, bé gái cũng được nha. Mang xí xếp đây. Tóc của bé gái, tóc của mẹ lớn lớn. Đây, lớn, tóc của mẹ. Rồi, 2 đôi 15 ký là sao? 2 đôi 15 ký là sao? Không. Một set là 5 đôi. Em năm mấy mà chị mang. Rồi, tóc bé gái có không? Có. Một set là 5 đôi. Đây, tóc của mẹ là mã số 1. Mã số 1, tóc của mẹ. Rồi, tóc của bé có chưa? Rồi. Một set là 5 đôi. 5 đôi là có 45 ngàn. 5 đôi là có 45 ngàn dùm em. Mấy má ơi, ok nha. Rồi. Đâu rồi, tóc đây. Đây, bùi tóc đây. Tóc có bẻ 5 đôi, 5 đôi là có 45 ngàn. Chị Liên 5 đôi 45 ngàn. Em bán luôn là 5 đôi là 45 ngàn. Nó rẻ giả mang mấy chị kiếm đâu ra. Tóc có mẹ 5 đôi 45 ngàn. Tóc siêu nhân đâu? Tóc có mẹ còn không? Còn chị. Còn ở trước cái chị không đâu chật. Tóc siêu nhân này. Tóc siêu nhân là 5 đôi là giá 50 ngàn. Từ 33 ký lại có size, 30 ký rồi, có size. Đó, tóc của mẹ. Của chị là cà phê sữa, ok chị Liên cà phê sữa. Rồi tóc của bé siêu nhân, tóc siêu nhân này. Một set của đó là 5 đôi là 5 màu khác nhau. 5 đôi là 5 màu khác nhau nha mẹ mấy chị nha. Tóc siêu nhân là 50 ngàn. Tóc siêu nhân là 50 ngàn. Tóc của mẹ là 45 ngàn. Bán nguyên set là có 5 bộ. Một set là 5 đôi hết toàn bộ nha. Siêu nhân. Tóc siêu nhân màu đen, màu đỏ, màu xanh này, tất cả các kiểu cho em. Tóc siêu nhân của bé là 45 ngàn. Rồi tóc siêu nhân em chúc chị Minh Mai 45 ngàn là 5 đôi. 50 ngàn 5 đôi là tóc siêu nhân. Một set đúng không, một set.
Lan đâu tới rối này, hồi giờ Lan tắt đâu. Tắt của mẹ 5 đôi là 45.000, tắt của mẹ. Rồi mua tắt của mẹ, tắt của bé thì mua cho em đi, 45.000 5 đôi. Rồi, của bé là 50.000 5 đôi. Cái đây là cái gì đây? Tắt Noel. Tắt Noel là chị tắt Noel luôn này. Siêu nhân chị còn lại tắt Noel là 45.000 5 đôi. Rồi tắt Noel. Rồi bên Noel mới chị Noel. Rồi là bạn tắt Noel đi ha, tắt Noel là tắt của bé. Tắc Noel là tắc của bé cho em nha, trai gắn ăn được hết tắc Noel. Tắc Noel là 45.000 là 5 đôi. Ok chưa? 45.000 là 5 đôi tắc Noel, comment tắc Noel. Hả? Tắc Noel. Cái này tắc gì đây? Mẹ bé. Rồi, bé có tắc sơ sinh nữa đúng không? Tắc bé gái đâu? Tắc sơ sinh. Sơ sinh là 40.000 5 đôi. Tắc sơ sinh này nè. À, tắc sơ sinh đó cả nhà nha. Đấy, tắc sơ sinh là 40.000 5 đôi, tắc sơ sinh comment sơ sinh. Rồi tắc đó là size L có size mấy mọi, cái này có size, mấy chị cứ comment ngay rồi nhân viên chốt mấy chị lấy size cho em cái nha. Giờ tắc em biết bán ra sao đây, tắc size L có size, tắc này có size nha. Tắc sơ sinh nha. Có size có size. Comment mã sơ sinh, tắc sơ sinh là một set của nó là 40.000, tắc sơ sinh này, một set là 40.000. Tắc Noel. Tắc Noel nè, tắc Noel là 45.000, một set 5 đôi. Tắc sơ sinh em biết nhân nghĩa, cứ đâm tắc anh chốt nha. Em bỏ cho bây giờ chị nha, sơ sinh Noel em tắc em bỏ anh chị đi, cho nó dễ đi. Rồi tắc đây tắc Noel. Tắc Noel là một set thành là 45.000, 5 đôi. Sơ sinh là 5 đôi là 40.000 sơ sinh. À, đẹp lắm. Đây tắc sơ sinh này, tắc sơ sinh. Ô cỡ má, chị tắc sơ sinh cho nghe. Rồi tắc sơ sinh có sai nha, mấy chị cái này có. Rồi lên mặt tắc sơ sinh nha, tắc Noel, tắc sơ sinh cho em nha. Rồi, sơ sinh với Noel, Noel cứ chốt cho em đi, rồi mấy bạn tư vấn lại cho mấy chị cứ chốt đi. Ủa đây, tắc của mẹ nữa. Rồi Noel, sơ sinh thì mấy chị chốt cho em nha. Rồi đây tắc gì đây nữa, đây bé gái, của mình này bé gái gì? Của mẹ. Của mẹ và bé gái lớn, mẹ bé gái lớn nha. Rồi, tắc gì, khủng long gì, khủng long ta la á, trời ơi, tắc siêu nhân này. Noel siêu nhân, Noel siêu nhân sơ sinh nha. Khủng long ở đâu nữa, khủng long. Cái này tắc màu đi. Tắc trơn nha, màu trơn nè. Đây cái quả gì đây? Hình trái tim nè. Rồi chắc hình đây tim. Cái tắc này tắc một màu, tắc một màu. Một cái của nó là 45.000. Đối lại nha. Cái này biết ai? Tóc bé gái 20 tháng, bé gái 20 tháng chị lấy dòng sơ sinh đi. Đây sơ sinh trai các bạn, định sơ sinh là 40.000. Sơ sinh này con trai các bạn chị mang cho bé em cái sơ sinh này, tóc sơ sinh này. Tóc sơ sinh là 5 đô là 40.000, trai các bạn chị mặc được nha, tóc siêu nhân em coi gì, thật tâm. Tóc sơ sinh nha. 5 đô là 40.000. Đây tóc sơ sinh là mấy chị con trai các bạn chị mặc nam phú cho em nha, 5 đô là 40.000 cho em nha. Em bán cho vui mấy chị wow. Bé cho mấy chị lấy tương tác cho vui đây, sơ sinh này, trai gái mang túi nha. Cái này bán cho mấy chị cho vui vui chút bé. Đây sơ sinh này, trai gái mấy chị mang túi cho em nha. Tắt sơ sinh cho em nha. Ok chưa? Tắt sơ sinh cho em nha. Rồi 5 đô là 45.000, 40.000. Rồi còn lên đơn chốt mấy chị tắt sơ sinh cho em nha. Rồi tắt bé gái nha. Rồi tắt sơ sinh luôn, lên đơn chốt tắt sơ sinh. Siêu nhân sơ sinh. Rồi sơ sinh là cứ 40.000 một là 5 đôi á. Rồi sơ sinh một tắc Noel. Rồi chị phẳng lạng. Đây tắc mẹ trơn hình trái tim. Đây 45.000. Trơn. Trơn của mẹ trái tim này. Comment trơn. Tắc một màu nha, một màu, tắc màu. Sơ sinh có, tắc sơ sinh đây nè. Sơ sinh mới lên đó tắc màu. Màu trơn nha, màu trơn của mẹ nè, mẹ bé. Rồi 45.000. 45.000 năm đôi, sơ sinh là chị sơ sinh này. Rồi sơ sinh cả nhà, sơ sinh nha. Rồi tóc sơ sinh cho nha. Noel đưa cũng lắm ha, đâu siêu nhân đây. Tóc Noel siêu nhân đây chị, Noel đưa cái màu nó đẹp đẹp bây giờ quên nhá, một bảng đẹp cho chị đi. Dúng rồi chị, chị bỏ đâu tầm chị bóc, chị bỏ đâu nữa đâu, nhiều đâu ta em đi chị đi em này. Rồi được rồi, Noel đây. Noel này Noel nó tùm lum hết cả nhà, Noel nó nhiều hình lắm Noel này. Còn siêu nhân chốt theo ấy, chốt theo chị em lên cho.
em tùy theo số ký bé em lấy size cho nha, tùy theo số ký bé lấy size. Noel với lại sinh nhân là của bé, bé cha lấy cái mẹ mình. Đây là Noel, tóc Noel, tóc Noel là giá là như ta 50.000, 5 đô đưa tóc đây, tóc là sinh nhân đâu. Đây mấy chị gặp men cho em đi rồi. Noel đây là siêu nhân, mấy chị cứ lên chốt cho em đi, rồi xong đấy là có số ký rồi em sẽ tư vấn là cho mấy chị có size, cái này có size nha. Rồi một tiếng của nó là 5 đôi, rồi ok chưa. Siêu nhân là 50.000 là 5 đôi, siêu nhân nha 50.000 5 đôi, Noel 50.000 5 đôi. Rồi siêu nhân với Noel là 50.000 là 5 đôi tóc giùm em nha. Rồi ok chưa. Tóc của mẹ. Ủa nó bung đây. Tóc của mẹ này. Rồi 5 đôi tóc của mẹ này, tóc mẹ nha. Tóc mẹ là 5 đôi là 45.000. Tóc của mẹ 5 đôi là 45k. Tóc của mẹ cho em đẹp lắm, mấy chị kiểm tra hàng thật xịn luôn, tóc của mẹ. Rồi tóc của mẹ có 2 loại. Tóc trơn một màu nha, tóc Noel Nguyễn chị Phương Lan. Tóc của mẹ nó sẽ có 2 loại. Này, một màu và loại len nha. Đây. Cái loại một màu này, một màu là đủ màu này, một vàng. Tóc của mẹ này. Tóc của mẹ comment là mã số 2 đi. Tóc của mẹ comment mã số 2 để em biết đi. Tóc của mẹ nó có 2 loại. Đây mã số 2, cổ ngắn hết, cổ ngắn hết. Tóc của mẹ là có đây, 5 đô là 45.000. Mã số 2, comment mã số 2. Em tóc của em vậy. Đây tóc của mẹ này cả nhà nha. À ok chưa? Em bao này cả nhà luôn. Rồi ok chưa? 5 đô là 45.000. Đây tóc của mẹ comment là mã số 2. Mã số 2 nha cả nhà, tóc của mẹ là mã số 2 cho nha. Mã số 2. Rồi mã số 2 5 đô này. 5 đô là 45.000. Mã số 2, bên mã số 2 đi. Tóc của mẹ nó có 2 loại. Mã số 2. Đây là mã số 1 tóc của mẹ này. Rồi. Đây tí lên quần lễ cho bé, quần lễ bé trai hết rồi chị ơi. Quần lễ bé trai em còn ở màu kia. Còn quần nữ à? Còn quần nữ 100 mấy chục ngàn. Rồi mã số 1, tóc của mẹ có mã số 1 này, 45.000. Bộ đẹp này. Để cho một cái nhỏ tóc của mẹ này. Để cho một cái kia. Nào chị lấy mã số 1. Tóc của mẹ có mã số 1 này, 45.000. Là gồm 5 đôi tóc cho em. Em lấy rồi em mang. Đồ đẹp lắm mấy chị, tóc của mẹ này 45.000 5 đôi mã số 1 cho em nha. Ok chưa? 45.000 5 đôi mã số 1. Ok là mã số 1, mã số 2 nó có 2 mã, mã 1 mã 2 cho em nha. Rồi. Em qua mã tóc em like rối lộn thì đừng hết. Không nhiều nó like tóc nên like một lần cho vui chị. Rồi, mở xuống chị đi. Rồi chị lấy tóc comment tóc đi. Tóc sơ sinh. Ở tóc này này. Tóc này của con trai nhá, chị mang được nha. Tóc của bé này, bé trai bé gái này được nha. Comment là mã số 3 này, mã số 3. Tóc đây là 40.000 5 đôi. 40.000 5 đôi nha cả nhà. Mã số 3. Trai gái mấy chị mặc được nha. Rồi, cái tóc này là cái cổ nó cũng màu này, ok chưa? Rồi, comment là mã số 3. Đấy, tóc bi gái mấy trai mấy chị mặc được nha. Cổ cao xíu. Rồi, 40.000 là 5 đôi cho em nha. Đủ màu, ok chưa? 40.000 5 đôi cho em nha. Rồi mã số 3. Comment mã số 3 cho em nha. Hai. Mã số 3 nha cả nhà. Rồi. Nó có phối màu nha. Rồi 40.000 là 5 đôi là cho em mã số 3. Comment là mã số 3 cả nha, mã số 3 cho nha. Đó, thấy chưa? 40.000 là 5 đôi. Comment mã số 3 cho nha. Màu đen trai cho mấy chị Việt Nam được nha, mã số 3. Rồi, ok, mã số 3. Rồi, xong, mã đây. Rồi, mấy chị nha, mấy chị thoát cho mấy chị vào live mới cho nha. Mấy chị thoát cho mấy chị vào live mới em chứ.